địch nhân tập kích. Viêm Hoàng Đế Tông bên này, rất nhiều người bắt đầu cảnh giác. Duy chỉ có Độc Cô Tẫn mỉm cười. Hắn khoát tay chặn lại, toàn thể yên tĩnh. Chỉ thấy hắn hướng Thái Thanh Phương Thị nghênh đón mà đi, mặt mỉm cười nói, vội cái gì? Người tới, chính là cùng chung chí hướng thế hệ. Phương Thái Thanh, cùng chúng ta cùng chung chí hướng. Trưởng Tôn Thần Khung sửng sốt một chút. Tại hắn nghi ngờ thời điểm, cái kia hơn 100.000 Phượng Hoàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào hơn 700.000 đại quân trước đó. Trong đám người, người mặc thanh sắc Phượng Hoàng trường bào Phương Thái Thanh, tại Thái Thanh Phương Thị một chúng cường giả ủng hộ bên trong đi ra. Đối diện với hắn, chính là người mặc màu đỏ thẫm giao nhau trường bào Độc Cô Tẫn. Hai người đứng chắp tay, nhìn nhau cười một tiếng. Có thể a, tuyệt cảnh đột phá, trèo lên đỉnh tầng 12 sinh tử kiếp. Trách không được ngươi sẽ trở về. Độc Cô Tẫn mỉm cười nói. Phương Thái Thanh đã theo tử kiếp chuyển tiến vào sinh kiếp, xem ra trẻ rất nhiều, sự biến hóa này rất rõ ràng, rất nhiều người liếc một chút đều có thể nhìn ra. Hai người bọn họ, từng tại thần tông cạnh tranh Thiên Nguyên Tông chủ. Nhưng nói thật, mặc kệ Độc Cô Tẫn thực lực như thế nào, đã định trước không tranh nổi Phương Thái Thanh, bởi vì hắn sau lưng không có thị tộc. Cái kia một trận cạnh tranh, muốn nói không có ân oán, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng bây giờ, bọn họ tựa hồ rất có nhất tiếu mẫn ân cửu ý tứ. Có lẽ bởi vì là đối thủ cạnh tranh, cho nên bọn họ càng thêm quen thuộc lẫn nhau, nhất là Phương Thái Thanh đến tầng 12 sinh kiếp về sau, thành cái kế tiếp phong thanh mục, ý nghĩa lại khác biệt. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Phương Thái Thanh tiến lên hai bộ, lấy trịnh trọng ngữ khí, đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, Đế Tông Tông chủ, ta Thái Thanh Phương Thị nguyện ý thêm vào Đế Tông, vì Viêm Hoàng Đế Tông hiệu lực. Trung khắc nhất nguyên thần tông, tiêu diệt, bạo quân hậu nhân, vì huyết long nhất tộc, lấy lại công đạo. Ha ha, Độc Cô Tấn cười to. Chính là bởi vì quá quen thuộc, cái tràng diện này, mới biến đến như thế vi diệu. Phương Thái Thanh câu nói này nói ra miệng, không ngoài dự liệu, bí mật, hiểu ý cười một tiếng, người, thật đúng là không ít. Rất nhiều người đều mắng một câu, chó không đổi được đớp cứt. Có thể tại thời khắc như vậy. Độc Cô Tẫn đi tới Phương Thái Thanh trước mắt, hai cái phong vân nhân vật, ánh mắt hừng hực đối mặt. Độc Cô Tẫn vươn tay, cùng Phương Thái Thanh trùng điệp ôm ấp. Sau đó, hắn trước mặt người trong thiên hạ, giơ lên Phương Thái Thanh tay cầm, trịnh trọng tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay, Phương Thái Thanh chính là ta Viêm Hoàng Đế Tông, thứ hai tông chủ. Vạn chúng xôn xao. Tuy nói nguyên lai thần tông Thiên Nguyên Tông chủ địa vị, đồng dạng rất cao, nhưng bây giờ Viêm Hoàng Đế Tông nắm giữ nhất thống thiên hạ khí phách. Thiên hạ đệ nhị, tối thiểu so thần tông đệ nhất, cao phía trên một cái cấp bậc. Mấu chốt là, Độc Cô Tẫn bất kể hiềm khích lúc trước, trực tiếp đem Phương Thái Thanh đẩy lên cao vị. Một cái ôm ấp, liền để vụng trộm châm chọc Phương Thái Thanh người, toàn bộ im miệng. Rất hiển nhiên, bọn họ là lẫn nhau cần. Độc Cô Tẫn cần chân chính đắc lực tướng tài, Phương Thái Thanh cần ngóc đầu trở lại. Ăn nhịp với nhau, cùng đi tới. Đến mức có phải hay không từng người mang ý xấu riêng, tại hôm nay dạng này đại cục diện phía dưới, căn bản không trọng yếu. Thứ hai tông chủ. Chúng người hô to. Có lẽ có người không phục, nhưng nói thật, đại cục đã định, một phần nhỏ không phục, căn bản vô dụng. Phương Thái Thanh vì Viêm Hoàng Đế Tông, mang tới là một cái tầng 12 sinh kiếp đỉnh cấp cường giả, còn có 80.000 cường thịnh Thái Thanh Phương Thị. Thất Tinh Thiên Tông tuy nhiên có mấy trăm ngàn sinh tử kiếp cảnh. Nhưng chưa chắc là Thái Thanh Phương Thị những người này đối thủ. Tại vạn chúng hô hoán bên trong, Trưởng Tôn Thần Khung cắn răng, chỉ có thể nhận. Tuy nhiên Độc Cô Tẫn không có đặc biệt nói rõ, nhưng là rất hiển nhiên, hắn Trưởng Tôn Thần Khung, thành thứ ba tông chủ. Các vị, từ nay về sau, mời chúng ta vứt bỏ thành kiến, bên trong thiên địa, sẽ không còn có Quỷ Tông, Thiên Tông, Hải Tông, Thần Tông, tất cả chúng ta, đều làm một thể. Vì cùng chung mục tiêu chiến đấu. Độc Cô Tẫn nói, cảm tạ tông chủ, cảm tạ các vị tín nhiệm, ta Phương Thái Thanh, nhất định làm tốt làm gương mẫu, cho chúng ta Đế Tông, cúc cung tẫn thủy. Phương Thái Thanh nói, ta Trưởng Tôn Thần Khung cũng thế. Gia hỏa này không chen lời vào, vẫn là kiên trì hô một câu. Độc Cô Tẫn lại lần nữa liếc một chút, lớn tiếng nói, Đế Tông chế độ, sau đó sẽ từ từ liệt kê, hôm nay tiên công bố điều thứ nhất, đó chính là, Đế Tông thiết lập ba đại tông chủ. Lấy thực lực vi tôn, lấy thực lực sắp xếp. Chỉ cần có thực lực, bất kỳ người nào đều có thể khiêu chiến tông chủ, thay vào đó. Oanh! Lời vừa nói ra,
mọi người reo hò. Dạng này điều lệ, kỳ thật chủ yếu là vì trấn an quỷ tông cường giả. Dù sao, quỷ tông nội bộ cũng có rất nhiều thị tộc, bọn họ là tân đế tông lực lượng mạnh nhất, nhưng không ai làm tông chủ, dù là Độc Cô Tấn cũng là bọn họ che chở người, tâm bên trong khẳng định không thoải mái. Hoàn toàn mới chế độ, cho mỗi một cái thị tộc hy vọng. Tối thiểu nhất, trường tôn thần khung 11 tầng sinh kiếp, tương lai cửu cung thần vực trên mặt đất, luôn có người sẽ siêu việt hắn. Lấy thực lực phi tôn, lớn nhất làm cho người tin phục. Mặc kệ hoàn toàn mới Viêm Hoàng Đế Tông, lực ngưng tụ đến cùng như thế nào, bây giờ hội tụ đỉnh cấp cường giả cùng 800.000 sinh tử kiếp cảnh đại quân, đã so nguyên bản cửu cung quỷ tông, cường đại quá nhiều. Ba vị tông chủ, xin hỏi tiếp đó, chúng ta phải chăng lập tức, san bằng Hiên Viên Hồ? Rất nhiều người hỏi. Đó là tự nhiên, đối phương còn tại đối phó địa tàng quỷ vương, dù là đối phương tăng thêm ma tông về sau, có 600.000 kiếp lão, tại cửu long bản thần kết giới hoàn toàn bị địa tàng quỷ vương hạn chế tình huống dưới, mặt đối với chúng ta, tuyệt đối thất bại. Không dùng bọn họ hỏi, Độc Cô Tấn đều đã đợi không kịp. Lấy địa tàng quỷ vương phân tán thần tông lực lượng, chính là hắn không giải quyết rơi địa tàng quỷ vương lý do. Chỉ dựa vào một cái miệng, sinh sinh thành lập được Viêm Hoàng Đế Tông, khẳng định cần thời gian. Mà bây giờ, thiên thời địa lợi nhân hòa, chính là diệt giết thần tông thời khắc. Đem cái này 600.000 người đổ sát, san bằng Hiên Viên Hồ, lại đi kiếm Hồn Đế Sơn, đánh hạ Lục Đạo Kiếm Tông, thiên hạ này, chính là chúng ta Viêm Hoàng Đế Tông thiên hạ. Các huynh đệ, theo ta cùng một chỗ, giết. Cửu Long Bàn Thần trong kết giới. Hiên Viên Đạo cùng Lý Thải Vi, lại thêm Thiên Tông, Địa Tông cùng Tâm Tông Tông Chủ, rất nhiều tam nguyên kiếp lão, đều tại đối phó địa tàng quỷ vương cùng hắn cộng sinh thú. Nhìn cục diện, hẳn là khống chế được. Âu Dương Kiếm Vương cũng đến Nhiên Linh Cung bên kia, có, bên trong kết giới, bảo hộ, tạm thời an toàn. Kể từ đó, quỷ thần Dư Nghiệt mang đến nguy cơ, bởi vì Độc Cô Tấn cùng Phong Thanh Ngục, phân biệt giải quyết bà Sa Quỷ Vương cùng Khương Vô Tâm, đã tiêu trừ hơn phân nửa. Còn lại một cái địa tàng quỷ vương liền muốn lật trời, khó. Thắng lợi trong tầm mắt, có thể bên ngoài còn có quỷ tông đại quân, tứ đại tông môn cũng không tính là an toàn. Lý Thiên Mệnh tạm thời không có tham dự địa tàng quỷ vương chi chiến, hắn cầm lấy, Vong Xuyên Minh Kỳ thối lui đến Hiên Viên Hồ bên trong. 300 triệu mệnh hồn, chủ yếu bị lá cờ này cầm tù, thử một chút có thể hay không, xé mở lá cờ này. Vong Xuyên Minh Kỳ có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là một cây cho trường thương màu trắng, làm cột cờ. Bộ phận thứ hai cũng là cầm tù 300 triệu mệnh hồn cờ xí. Hai cái này bộ phận. Cộng đồng tạo thành thanh này thần vật cường đại. Phong Thanh Ngục Chu Thiên Lục Kiếm, bởi vì công kích Thái Nhất Tháp mà sinh ra vết nứt, nói rõ Đông Hoàng Kiếm Thái Nhất Tháp tầng thứ càng cao. Lý Thiên Mệnh đem cái kia Vong Xuyên Minh Kỳ để dưới đất, hai tay nắm ở Đông Hoàng Kiếm, hắn trầm giọng vừa quát, dùng hết lớn nhất lực đạo, đem mũi kiếm kia đâm vào Vong Xuyên Minh Kỳ phía trên. T. Vong Xuyên Minh Kỳ không có phá, nhưng lại rung động bắt đầu chuyển động, hiển nhiên Đông Hoàng Kiếm xuyên thấu. Có nhất định hiệu quả. Không có phá, lại đến. Lý Thiên Mệnh tìm đúng một cái điểm, một lần lại một lần, đem Đông Hoàng Kiếm quấn lên đi. 10 lần, 20 lần. Không biết Đông Hoàng Kiếm kẻ đáng sợ, còn tưởng rằng hắn đang chơi đây. Thẳng đến, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Kiếm, lần thứ 30 đem kiếm nhọn, đâm vào Vong Xuyên Minh Kỳ cùng một cái điểm bên trên. Phốc, rốt cục xuyên thủng. Xuyên thủng, chính là xé rách. Ong ong ong, cái này một lá cờ, kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, cờ xí bản thân hóa thành đại lượng khói trắng, bắt đầu bay lên không trung tiêu tán. 300 triệu mệnh hồn, thực sự nhiều lắm. Ở trong đó, có người có thú. Nồng đậm khói trắng, trực tiếp đem Lý Thiên Mệnh hất tung ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập hơn phân nửa chiến trường, sau đó xông lên mây xanh. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, cái này bao phủ toàn bộ chiến trường vân vụ, giống như có vô số bóng người. Tất cả mọi người đang nhìn mình. Cảm ơn ngươi. Bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm như vậy. Cái này không là một người đang nói, mà chính là ức vạn người đang nói. Đến mức Lý Thiên Mệnh cảm giác được toàn bộ thế giới, giống như đều đang vang vọng ba chữ này. Cảm ơn ngươi, để cho chúng ta giải thoát rồi. Ngươi sẽ có hảo báo. Con đường này, không nên quay đầu lại. Đến đằng sau, giống như không phải những thứ này mệnh hồn thanh âm, mà chính là thiên địa thanh âm. Siêu độ chúng sinh, thoát ly khổ hải, tự nhiên công đức vô lượng. Ong ong ong,
Lý Thiên Mệnh cho tới bây giờ chưa từng có, đến hôm nay dạng này linh hồn cộng minh. Làm những xương trắng này một dạng mệnh hồn, phun lên thương thiên, bắt đầu tiêu tán ở thiên địa thời điểm, phảng phất là cái kia từng tiếng, cảm ơn ngươi, phản hồi, hắn đế hoàng thiên ý, lại lần nữa trưởng thành. Kỳ thật, ta lên cửu trọng địa ngục trước, vừa tới đạt thất trọng tử kiếp, đến bây giờ chỉ có mấy ngày mà thôi. Hiện tại đốn ngộ, cùng loại với, đắc đạo. Đây là hắn tu luyện, đế hoàng thiên ý, đặc thù con đường tu luyện. Thường nhân rất khó có loại này lĩnh ngộ phương thức. Tại trong trần thế tu hành, chiến đấu, sát phạt, đều là lịch luyện, đều chính là tạo hóa. 300 triệu mệnh hồn được cứu, Lý Thiên Mệnh cũng tại trận này siêu độ bên trong, thiên ý thăng hoa. Đại khái có thể đột phá tới bát trọng sinh kiếp. Lần này, đế hoàng thiên ý trưởng thành rất lớn. Trong thức hải, đông hoàng kiếm, càng thêm lớn mạnh, ngưng thực, phong mang tất lộ. Thậm chí, đã tới gần, bát trọng tử kiếp. 300 triệu mệnh hồn, số lượng xác thực dồi dào. Bất quá, sinh tử kiếp cảnh con đường tu hành, thiên ý càng là tiếp cận viên mãn, khẳng định càng khó. Tuy nhiên tử linh quỷ vương nghiệp chướng, so với cửu cung quỷ thần tính toán trò trẻ con, bất quá, Lý Thiên Mệnh tại như thế tiếp cận đạp thiên chi cảnh tình huống dưới, đế hoàng thiên ý tại vô hạn bão hòa bên trong, còn có thể phát sinh dạng này phần lớn tăng trưởng, chỉ có thể nói là một khoản kiếm lớn. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, để cho ta tại tử kiếp cảnh giới thời điểm, nắm giữ, cướp bóc sinh cơ, chuyển hóa làm, sinh chi kiếp hoàn, năng lực. Tại 9 tầng địa ngục thời điểm, ta giết quá nhiều quỷ thần nhất tộc, tử kiếp lực lượng, đã cướp bóc rất nhiều bọn họ thọ nguyên sinh cơ, không sai biệt lắm ngưng tụ thành cái thứ 8, sinh chi kiếp hoàn. Trước kia chỉ kém thiên ý trưởng thành, hiện tại, đế hoàng thiên ý trưởng thành, chỉ kém một bước cuối cùng cái thứ 8 sinh chi kiếp hoàn, bằng tốc độ kinh người, trực tiếp tại phía trên chiến trường này ngưng tụ. Lý Thiên Mệnh, thuận lợi tiến vào, bát trọng sinh kiếp. Thậm chí sau đó không lâu, liền có thể xông vào bát trọng tử kiếp. Dựa theo cảnh giới, ta vẫn chỉ là cái nhị nguyên kiếp lão, nhưng dựa theo thực lực. Cụ thể như thế nào, còn phải thực chiến. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, để cho ta tại tử kiếp cảnh giới, có thể cướp bóc sinh cơ, vì trùng kích sinh kiếp, sớm xây dựng sinh chi kiếp hoàn. Để cho ta tại sinh kiếp cảnh giới, lại có thể kiếp hoàn bành trướng, chiến lực càng mạnh. Đến bát trọng sinh kiếp, tuy nhiên không thể cướp bóc sinh cơ, nhưng chiến đấu lực phương diện, bởi vì bọn hắn một người bốn thú đô phát sinh kiếp hoàn bành trướng, kỳ thật có một cái rất lớn tăng vọt. Cho nên, ta do tử nhập sinh tăng cường biên độ. Kỳ thật so do sinh chuyển tử biên độ, muốn lớn hơn một chút. Không biết, ta nếu là thành tựu đạp thiên chi cảnh, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, sẽ phát sinh cái gì? Lý Thiên Mệnh tràn ngập chờ mong. Đến sinh kiếp về sau, hắn lại cải lão hoàn đồng. Bây giờ nhìn lại, liền giống như là 16-17 tuổi tiểu thiếu niên một dạng, gọi là một cái kiều nộn. Phiền quá à, người càng lúc càng giống một cái đệ đệ. Khương Phi Linh sâu xa nói. Chớ nói nhảm, ca là mãnh liệt, nam. Lý Thiên Mệnh thực lực tăng nhiều, lòng tin đồng dạng tăng nhiều. Thủy Tổ để cho ta đem hắn thiên hồn, chuyển hướng trạm tinh cổ lộ, đoán chừng còn có thể có tiến bộ, ta cần thời gian. Tạm thời nhất định phải đem những người này đuổi đi. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh đem trên mặt đất vong xuyên minh kỳ nhặt lên. Cái này vong xuyên minh kỳ cờ xí đã tiêu vong, còn lại một cây trường thương, ngược lại là còn có thể sử dụng. Tuy nhiên uy lực giảm xuống chỉ ít một nửa, nhưng tối thiểu vẫn là thần vật. Mà lại cũng không cần mệnh hồn. Dù sao cũng là, thần vật, cấp bậc, Lý Thiên Mệnh liền đem nó thu vào. Có khả năng, ta hiện tại là tứ đại tông môn tối cường giả. Dù sao, Phương Thái Thanh đều chạy. Hắn híp mắt, nhìn địa tàng quỷ vương bên kia liếc một chút. Có điều, tại cái này hai đại kết giới bên trong, vẫn là Hiên Viên Tông chủ cùng Lý Thải Vi Cường. Có bọn họ trấn thủ kết giới, Lý Thiên Mệnh tạm thời không định đi qua. Trong lòng của hắn lo lắng chính là, một khi quỷ thần dư nghiệt uy hiếp không tại, phía ngoài ban đầu, ngũ đại thần vực liên minh, bọn họ ám sát Khương Phi Linh Tâm, lại sẽ tiêu tán. Hắn vừa mới đột phá, liền trực tiếp đi ra ngoài. Vừa tới đến Hiên Viên Hồ bên cạnh, hắn thì tận mắt thấy Độc Cô Tấn tuyên bố sáng tạo đế tông, lôi kéo được Thất Tinh Thiên Tông, chuẩn bị tiến công Hiên Viên Hồ. Tại cửa này đầu, Phương Thái Thanh mang theo 80.000 Thái Thanh Phương Thị trở về, thêm vào, Viêm Hoàng Đế Tông, thành thứ hai tông chủ. Dạng này kịch biến, chính nghiệm chứng Lý Thiên Mệnh lo lắng. Quả nhiên, những tặc tử kia, vong ta chi tâm bất tử.
Độc Cô Tấn là huyết long nhất tộc, hắn tất diệt Hiên Viên thị cùng thần tông, ta cùng Linh Nhi, là hắn nhất đẳng mục tiêu. Hắn hiện tại leo lên thiên hạ đệ nhất, cùng chúng ta như nước với lửa, tất nhiên sẽ liều chết nhất chiến. Song phương xung đột nguyên do một mực tại biến hóa, cho tới bây giờ, trở về tối nguyên thủy khai chiến lý do. Cái kia chính là, đâm sát tôn thần. Thế mà, đây mới là cùng Lý Thiên Mệnh, lớn nhất xung đột. Phương Thái Thanh, so ta trong tưởng tượng, còn muốn đê tiện, bị ổi. Người này có thể thật là vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, ăn cây táo rào cây sung, trở mặt vô tình, đáng hận nhất cũng là loại này người. Độc Cô Tấn vì báo thù, nhất thống thiên hạ, theo hắn góc độ của mình, không gì đáng trách. Tối thiểu nhất hắn giải quyết bà Sa Quỷ Vương. Nhưng là cái này Phương Thái Thanh, chẳng những thoát đi thần tông, dẫn đến thần tông tan tác, bây giờ càng là bỏ đá xuống giếng. Lý Thiên Mệnh nghe được hắn vì Độc Cô Tấn hiệu chung thời điểm, nói những lời kia, thì tức giận đến toàn thân phát run. Tại sao có thể có loại này người a? Thiệt thòi ta trước kia, còn cảm thấy hắn sẽ có chút lương tâm. Khương Phi Linh tức giận nói. Bình thường, hắn sẽ cho phép chính mình nhi tử, cướp đoạt Phương Tinh Ảnh thải phượng huyết mạch, nói rõ nhân phẩm có thể tốt hơn chỗ nào. Đây chính là một cái âm hiểm vô đạo, vì trèo lên trên, căn bản không nói đạo nghĩa thị tộc. Phồn Tinh chi chiến thời điểm, đệ tử của bọn hắn thì phách lối cùng cực, Phương Tinh khuyết bản tính, cũng là bọn họ nhất tộc ảnh thu nhỏ. Ca ca, bọn họ muốn tiến công, Hiên Viên Đạo bọn họ bị Địa Tàng Quỷ Vương hạn chế, chỉ dựa vào chúng ta, ngăn không được Độc Cô Tấn cùng Phương Thái Thanh A. Khương Phi Linh khẩn trương nói, đâu chỉ ngăn không được. Bên ngoài Viêm Hoàng Đế Tông động tĩnh huyên náo rất lớn, hiện tại toàn bộ Hiên Viên Hồ người, cơ hồ đều biết. Vừa mới thoát ly quỷ thần dư nghiệt uy hiếp, lập tức lâm vào Độc Cô Tấn cùng Phương Thái Thanh, càng uy hiếp chí mạng. Bởi vì, trên tay bọn họ, còn có 800.000 đại quân. Tập kết. Mọi người giống lên một tiếng, ngoại trừ Hiên Viên Đạo cùng Lý Thải Vi bên ngoài, tăng thêm Ma Tông về sau, có chừng 600.000 sinh tử kiếp cảnh cường giả, toàn bộ hướng về Lý Thiên Mệnh bên này hội tụ. Phương Thái Thanh, cái này không biết xấu hổ chó săn. Thật là buồn nôn hắn. Thần Tông cho bọn hắn đặt chân chi địa, để bọn hắn phát triển lớn mạnh, thậm chí Hiên Viên thị đều vì bọn họ nhường đường, bọn họ thoát đi không chiến, liền đã đầy đủ vô sỉ, hiện tại còn tới lấy ơn báo oán. Bắt đầu so sánh, phản đồ so cường địch, càng thêm chọc người phẫn nộ. Độc Cô Tấn tuy nhiên cũng là tòng Thần Tông đi ra, nhưng ít ra hắn vốn là cùng Hiên Viên thị có cửu hận, mà lại hắn không có thị tộc bởi vì Thần Tông mà được lợi, tại Thần Tông bên trong, một mực tính toán cái biên giới người. Phương Thái Thanh lại là Thiên Nguyên Tông chủ. Không thể không nói, cái này đệ nhất thần tông xác thực nhân tài xuất hiện lớp lớp, không nói Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo, Kiếm Vô Ý cùng Độc Cô Tấn, chỉ là Dịch Tinh Ẩn cùng Âu Dương Kiếm Vương, đều khiến người ta lau mắt mà nhìn. Chỉ tiếc, người có chí riêng, có người vì báo thù ẩn núp, có người không từ thủ đoạn, có người bội bạc. Bên ngoài kết giới, Phương Thái Thanh cùng Độc Cô Tấn, xuất lĩnh 800.000 đại quân, đã chính thức trùng sát mà đến. Giết Hiên Viên Si, Lý Thiên Mệnh, Hiên Viên Đạo. Đây là Độc Cô Tấn ba đại mục tiêu. Tăng thêm Hiên Viên Đạo, là bởi vì, mở ra Thiên Nguyên đỉnh muốn là, hắn tối thiểu nhất phải có một cái. Phương Thái Thanh một đôi mắt phượng, hướng trong kết giới liếc một cái, liếc mắt liền thấy được đối với hắn trợn mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi giết Hiên Viên Si, cái này đệ tử thì giao cho ta đi. Phương Thái Thanh lãnh đạm cười một tiếng. Muốn trên người hắn bảo bối đâu? Độc Cô Tấn mỉm cười hỏi. Quá lo lắng, đó là ngươi. Phương Thái Thanh nói. Ha ha, cùng huynh đệ ngươi mở cái trò đùa mà thôi, được, Lý Thiên Mệnh giao cho ngươi. Độc Cô Tấn cười nói. Bình tĩnh không hổ thẹn. Tại bọn họ chỉ huy dưới, đại quân ầm vang vọt vào Cửu Long bàn thần kết giới. Kinh thiên đại chiến, lại lần nữa nhấc lên. Hiên Viên Hồ, bởi vì Độc Cô Tấn cùng Phương Thái Thanh, lại lần nữa lâm vào trong nguy cơ. Bởi vì Địa Tàng Quỷ Vương kiềm chế toàn bộ Cửu Long bàn thần kết giới, cho nên mà bây giờ Hiên Viên Hồ, cơ hồ các loại không không đề phòng. Một cái thống nhất Viêm Hoàng Đế Tông, trùng kích lực tuyệt đối khủng bố. Một năm trước, ai có thể nghĩ tới, muốn nhất che diệt Thần Tông, lại là chính chúng ta Thiên Nguyên Tông chủ cùng đệ nhất kiếp lão. Thần Tông rất nhiều người đều cảm thấy bi thương. Thế đạo biến hóa quá nhanh, nhân tâm khó lường, vì nhất thống thiên hạ, lên làm nhân hoàng. Ai còn sẽ trung can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên. Cái này đệ nhất thần tông, là 100.000 năm qua huy hoàng nhất, nhưng cũng là bất hạnh nhất.
Thần Tông cùng Quỷ Thần Dư Nghiệt, ngao cò đánh nhau, Độc Cô Tấn cùng Phương Thái Thanh đi ra, Ngư Ông đắc lợi. Ngư Ông, đáng hận nhất. 800.000 đại quân, thêm hơn 1 triệu sinh tử kiếp cảnh cộng sinh thú, loại kia kinh thiên khí thế, còn không có xông vào Hiên Viên Hồ, liền đã thanh thế to lớn. Đây hết thảy phiền muộn cùng phẫn nộ, tại mỗi một cái thần tông cường giả trong lòng lăn lộn. Cho dù là ma tông các loại 4 cái giúp đỡ tông môn, giờ phút này đều tương đương im lặng. Độc Cô Tấn khống chế huyết sắc song long, một ngựa đi đầu vọt vào. Tiến đến chuyện thứ nhất, hắn liền hướng Lý Thải Vi bên kia mà đi, cất cao giọng nói, Lý Thải Vi, Quỷ Thần Dư Nghiệt đại thế đã mất, kế tiếp là ta Viêm Hoàng Đế Tông cùng thần tông ân oán, ngươi đại khái có thể không tham dự, nếu ngươi muốn trợ giúp ta, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu ngươi muốn toàn thân trở ra, ta cũng không sẽ ngăn cản ngươi, nhưng ngươi muốn là khăng khăng trợ giúp thần tông, vậy ta Viêm Hoàng Đế Tông, liền sẽ san bằng ma tông, chiếm đoạt Lưỡng Nghi Thần Vực. Vì Lưỡng Nghi Thần Vực ước vạn bách tính, mời ngươi nghĩ lại. Chớ có lấy bản thân chi tư, hại chết ma tông bằng hữu. Hắn lúc này thời điểm đã quyền khuynh thiên hạ. Hắn cho Lý Thải Vi toàn thân trở ra, cùng Lục Đạo Kiếm Tông một dạng rời đi lựa chọn, đã tính toán rất cho Lý Thải Vi mặt mũi. Không nghĩ tới, Lưu Thải Vi căn bản không có phản ứng đến hắn. Lý Thải Vi, sau cùng cho ngươi một cơ hội, không muốn hủy ma tông. Độc Cô Tấn trầm giọng quát nói. Ua, ngươi cho ta là kẻ ngu a. Muốn không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống ma tông, để cho ta vì ngươi cúi đầu, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, bằng ngươi vị này dựa vào lung lạc nhân tâm độc nhất nguyên soái, ngươi phối a. Hôm nay ngươi bởi vì phát đạt có thể trưởng khống nhân tâm, ngày khác ngươi té ngã, tất cả mọi người cái thứ nhất làm thịt cũng là ngươi. Tối thiểu nhất, Phương Thái Thanh hiện tại nằm mộng cũng nhớ giết chết ngươi đây. Lý Thải Vi xem thường cười nói. Ha ha, Độc Cô Tấn cười. Chính hắn có nhược điểm gì? Mình đương nhiên rõ ràng, vậy nếu không có thị tộc, không có căn cơ. Lý Thải Vi nói đều không sai. Nhưng là, ta không thể lại té ngã. Thực lực, chính là tự tin nơi phát ra. Nói xong, hắn trong đám người, tìm được Thái Dương Tông Chủ, Tần Phong Dương, nói, Tần Tông Chủ, hoan nghênh ngươi mang Âm Dương Ma Tông nhập vào ta Viêm Hoàng Đế Tông. Chờ chúng ta Đế Tông san bằng Hiên Viên Hồ, về sau Lưỡng Nghi Thần Vực Cương Vực, tất cả thuộc về một mình ngươi quản. Ngươi nói thật chứ, Tần Phong Dương ánh mắt sáng lên. Nhất ngôn cửu đỉnh. Tần Phong Dương nội tâm giãy giụa, hắn nhìn thoáng qua Lý Thải Vi, nhất thời đứng dậy, quát lớn, chư vị ma tông huynh đệ, thần tông đã cùng đường mạt lộ, Độc Cô Tấn là duy nhất thiên hạ tối cường giả, bọn họ còn có Phương Thái Thanh tọa chấn, hôm nay thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên, chỉ có một người trổ hết tài năng, cái kia chính là Độc Cô Tấn. Quỷ Thần Dư Nghiệt uy hiếp đã không tại, mời chư vị cùng ta cùng một chỗ. Thêm vào Viêm Hoàng Đế Tông, khai sáng thịnh thế. Hắn nói đến phi thường kích động. Sau lưng lại hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn lại, một cái hưởng ứng hắn ma tông người đều không có. Chó săn, cút xa một chút. Một vị ma tông tuổi trẻ kiếp lão khinh bỉ nói. Tần Phong Dương sụp đổ. Đây cũng quá đả kích người. Thấy không rõ lắm tình thế, bị Lý Thải Vi mê hoặc, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hắn đau lòng nhức óc. Cút xa một chút, mọi người cùng một chỗ giận mắng. Tần Phong Dương triệt để thất thế. Làm một cái độc nhất, hắn tại Độc Cô Tấn trong mắt, một chút giá trị đều không có. Độc Cô Tấn không nhìn nữa liếc một chút, mà chính là đối Lý Thải Vi nói, được, ngươi làm lựa chọn, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, tiếp đó, ngươi sẽ hối hận. Tiểu nữ tử đường đường chính chính làm người, đời này theo không hối hận, cút xa một chút. Lý Thải Vi khinh bỉ nhìn hắn một cái. Nàng từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là muốn cầm về ban đầu vốn thuộc về ma tông Thái Cực Phong Hồ. Độc Cô Tấn cười lạnh một tiếng, hắn quay đầu để mắt tới Hiên Viên Đạo. Giữa bọn hắn, đồng dạng quen thuộc. Nhưng là hiện tại, Độc Cô Tấn muốn Hiên Viên Đạo mệnh. Lão bằng hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Độc Cô Tấn nói. Đừng như vậy gọi ta, ngươi không xứng. Hiên Viên Đạo lãnh đạm nói. Ha ha. Độc Cô Tấn khống chế huyết sắc song long, hướng về Hiên Viên Đạo vội sông mà đi. Bạo quân Dư Nghiệt, chết. Một bên khác, Phương Thái Thanh tay cầm trường thương, trong nháy mắt, đã đến Lý Thiên Mệnh trước mắt. Đế tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ngươi là nhà ai chó a? Khắp nơi đi tiểu, tranh thủ thời gian đến cái chủ tử, đem phương này chó dắt đi. Lý Thiên Mệnh nói, cần gì chứ, trưởng thành. Cứ dựa theo người trưởng thành quy củ làm việc,
người không vì mình, thiên chu địa diệt, hiểu không? Phương Thái Thanh cười nhạt nói. Ua, đây chính là ngươi ăn cây táo rào cây sung, lãnh khốc vô tình lý do a. Có chút phong cách tầm thường a, ngươi có thể hay không toàn bộ tươi mới. Để cho chúng ta một chút để mắt ngươi một chút, Lý Thiên Mệnh cười khẩy nói. Không có ý nghĩa, lịch sử sẽ chỉ nhớ kỹ, người nào hôm nay chết rồi, người nào hôm nay xưng vương. Phương Thái Thanh nói. Ngươi nói đúng, nhưng là xưng vương người, vĩnh viễn không phải là ngươi con chó này. Lý Thiên Mệnh thanh âm âm lãnh nói. A, à, Phương Thái Thanh cười một tiếng. Gặp lại đi, thiên tài. Hắn trường thương xông lên, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh theo Hiên Viên Đại Đế lưu lại, Thiên Long Giới, bên trong, bỗng nhiên móc ra một bản dày đến 10cm thiên văn thư. Bản này thiên văn thư, hết thảy có 3.000 trang, cái này 3.000 trang phía trên, vẽ đầy thiên văn đường vân, cái này mấy vạn đường vân đồ án, tạo thành một bản phức tạp, uy lực kinh khủng tam nguyên kiếp văn thư. Tam nguyên kiếp văn thư, khái niệm gì? Giá trị của nó, tương đương với một cái bình thường tam nguyên kiếp văn kết giới. Tuy nhiên so ra kém nhật nguyệt tinh thần kết giới loại này, nhưng cũng rất chân quý. Kiếp văn thư cùng kết giới, tuy nhiên tác dụng khác biệt, nhưng sinh ra hiệu quả, là có thể so sánh được. Trước mắt Viêm Hoàng Đại Lục, tối đỉnh cấp kiếp văn sư, cũng là Dịch Tinh Ẩn, Lý Thải Vi cái này một nhóm người. Bọn họ có thể sáng tạo tam nguyên kiếp văn kết giới, nhưng lại sách viết không được tam nguyên kiếp văn thư. Nói cách khác, đây là tuyệt phẩm. Chỉ có Thiên Long Giới bên trong, mới có loại này tuyệt phẩm. Đáng tiếc, loại này tuyệt phẩm số lượng không coi là nhiều, dùng một bản thiếu một vốn. Nhưng là hôm nay, phải dùng. Quyển này tam nguyên kiếp văn thư, tên là Hỗn Nguyên Điện Văn Thư. Tại Phương Thái Thanh xuất lĩnh đại quân vào tới trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh tại chỗ tích huyết, dẫn bạo cái này Hỗn Nguyên Điện Văn Thư, hướng về Phương Thái Thanh vung đi. Tránh ra. Phương Thái Thanh sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên bay trên trời chạy trốn, tránh thoát cái này tam nguyên kiếp văn thư trùng kích. Nhưng là phía sau hắn, tối thiểu có 100.000 đại quân, bị Hỗn Nguyên Điện Văn Thư uy lực bao phủ. Cái kia Hỗn Nguyên Điện Văn Thư phía trên thiên văn đường vân, trong nháy mắt dẫn bạo, hóa thành một cái đường kính mấy vạn mét tử sắc lôi trì, lôi đình ức vạn, nổ bể ra đến, giống như là Lam Hoang Hồng Mông ma bàn một dạng, hướng về phía trước quét ngang mà đi, tia chớp nổ tung oanh minh, trong nháy mắt chấn động toàn trường. Rầm rầm rầm, mãnh liệt lôi đình nổ tung, sắp nổi mã 100.000 ngự thú sư cộng sinh thú bao phủ trong đó. Phốc phốc phốc, Hỗn Nguyên Điện Văn Thư lôi đình nổ tung, sắp nổi mã 30.000 ngự thú sư cộng sinh thú, tại chỗ điện thành than cốc cùng toái thi, chỉ có 1/5 cường giả chạy ra ngoài, còn lại toàn bộ bị thương, tạm thời đã mất đi chiến đấu lực. Đây là khái niệm gì? Tương đương với Lý Thiên Mệnh quyển này tam nguyên kiếp văn thư, tại chỗ để một cái thái ất kiếm tộc quy mô đoàn thể, trong nháy mắt tan rã, có chết có tổn thương. Đương nhiên, đạt tới loại này khủng bố hiệu quả, xác thực có tiền đề, cái kia chính là nhân viên dày đặc. Hiên Viên Hồ không tính lớn, bọn họ muốn xông vào đến tiến công, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, nhân viên xác thực quá thân thiết tập hợp, mới làm đến Hỗn Nguyên Điện Văn Thư sinh ra khủng bố như thế lực sát thương. Có thể nói, Lý Thiên Mệnh một kích này, trực tiếp kinh bạo toàn bộ Hiên Viên Hồ. Trong lúc nhất thời, trước đó xông 800.000 đại quân, bị dọa đến sinh sinh ngừng lại, bao quát chính muốn giết chóc Hiên Viên Đạo Độc Cô Tấn. Hỗn Nguyên Điện Văn Thư, đến từ bạo quân. Độc Cô Tấn mì đầu chăm chú nhíu lại. Phương Thái Thanh, giết hắn, lập tức, hắn lại lần nữa hạ lệnh. Trên bầu trời, Phương Thái Thanh vừa tránh thoát một kích này, cúi đầu xem xét, bởi vì Thái Thanh Phương thị thói quen đi theo phía sau hắn, cho nên cái này chiến tử hơn 1 vạn người, tối thiểu có 5.000 thuộc về Thái Thanh Phương thị. Cái này khiến hắn trái tim đều đang chảy máu. Lý Thiên Mệnh, lại lần nữa nhìn thiếu niên này, Phương Thái Thanh hai mắt đều đỏ. Đúng vào lúc này, lại lần nữa phát sinh đại biến, cái kia chính là Địa Tàng Quỷ Vương mang theo hắn cộng sinh thú, trực tiếp chui xuống đất chạy. Lý do rất đơn giản. Hắn hiện tại triệt tiêu Cửu Long bản thần kết giới lực lượng, tương đương với đang trợ giúp Độc Cô Tấn. Một khi để Độc Cô Tấn cầm tới chìa khóa, hắn muốn cướp đoạt, ngược lại càng khó. Tại Bà Sa cùng Khương Vô Tâm chiến tử tình huống dưới, hắn ở chỗ này liều chết, hoàn toàn không có ý nghĩa. Tại cái này Hỗn Nguyên Điện Văn Thư chế tạo đại loạn, gây nên Đại Mộng Tâm Giới cùng Cửu Long Bản Thần kết giới dung chuyển tình huống dưới, cái kia địa ngục âm hồn thú cuốn lấy Địa Tàng Quỷ Vương,
một người một thú, trực tiếp chui vào bên trong lòng đất, lo sợ không yên chạy trốn. Như thế, cục thế lại biến. Cửu Long bàn thần kết giới cùng Đại Mộng Tâm giới thả ra ra, Hiên Viên Đạo cùng Lý Thải Vi liếc nhau một cái, trực tiếp để mắt tới Độc Cô Tấn. Cái này khiến Viêm Hoàng Đế Tông tiên cơ, hoàn toàn đánh mất. Mà dưới tình huống như vậy, Lý Thiên Mệnh đứng tại đại quân trước đó, hai tay lại lần nữa xuất ra hai bản Tam Nguyên Kiếp Văn Thư, hướng về phía cái kia Đế Tông đại quân gào thét. Đến, để cho các ngươi đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Nhìn xem là trên người của ta bảo bối nhiều, còn là các ngươi mệnh nhiều. Đều cho lão tử lên A, đến A, sợ chết sao? Cho ngươi thêm nhóm hai bản Tam Nguyên Kiếp Văn Thư, nhìn xem lần này người nào vận khí tốt xuống địa ngục. Thanh âm hắn cương mãnh, khí độ bành trướng, trên tay hai bản Tam Nguyên Kiếp Văn Thư, đó là thực sự chấn nhiếp. Đúng vào lúc này, Phương Thái Thanh trường thương xuyên thấu mà đến. Lý Thiên Mệnh đem hai thanh kiếp văn thư đặt ở một cái trên tay, trong tay Đông Hoàng kiếm giết ra, cùng Phương Thái Thanh giao phong. Đinh! Hắn đổ lui mấy chục mét, nhưng lại lông tóc không thương. Kiếp hoàn bành trướng về sau, hắn hiện tại sinh tử kiếp lực tương đương hung mãnh, vậy mà ngạnh kháng tầng 12 sinh kiếp Phương Thái Thanh một chiêu. Lý Thiên Mệnh, hắn thật mạnh. Thứ hai tông chủ là tầng 12 sinh kiếp, một chiêu phía dưới, vậy mà không có làm bị thương hắn mảy may. Cái này cũng thật là đáng sợ. Truyền thuyết người này, cũng là bạo quân chuyển thế. Nói thật, bọn họ rung động, Phương Thái Thanh càng rung động. Hắn cơ hồ không thể tin được bàn tay của mình, bởi vì vừa mới một kích kia, đột phá trước chính mình, đều chưa hẳn có thể nhẹ nhõm ngăn trở. Điều này nói rõ hiện tại Lý Thiên Mệnh, rõ ràng so 11 tầng tử kiếp còn mạnh hơn. Dạng này đế tử, sẽ chỉ làm trong lòng của hắn gấp hơn nóng nảy. Thậm chí, sinh ra một chút sợ hãi. Tại hắn rung động thời khắc, Lý Thiên Mệnh trực tiếp cầm lấy hai bản Tam Nguyên Kiếp Văn Thư, hướng về Đế Tông đại quân phóng đi. Chạy mau. Trong lúc nhất thời, trước đó sông Đế Tông cường giả, bị dọa đến vội vàng quay đầu, tràng diện một lần đại loạn. Một bên khác, Độc Cô Tấn đã bị Cửu Long bàn thần kết giới vây khốn. Bọn họ cơ hội thật tốt, bởi vì địa tàng quỷ vương đào tẩu cùng Lý Thiên Mệnh bạo phát, hoàn toàn nghịch chuyển. Dù là có 800.000 đại quân, đều lâm vào tuyệt cảnh. Ba vị tông chủ, tiếp tục như vậy không ổn a, không biết cái này Lý Thiên Mệnh, trong tay còn có bao nhiêu loại bảo bối này. Hắn lại tới, chạy mau. Thứ hai tông chủ, nhanh ngăn lại hắn. Tràng diện lại lần nữa mất khống chế. Hết thảy cùng Độc Cô Tấn, nghĩ đến cũng không giống nhau. Ta còn tưởng rằng địa tạng lão quỷ này, đã điên rồi, không nghĩ tới hắn chả dứt khoát chạy. Chuyện cho tới bây giờ, Độc Cô Tấn không có biện pháp. Dạng này rông dài, đối với hắn xác thực không có chỗ tốt. Địa tàng quỷ vương vẫn tồn tại, một khi hắn cùng thần tông rông dài, địa tàng quỷ vương sẽ phải biến thành ngư ông. Cái này khiến cục thế, lại lần nữa chuyển biến. Dưới tình huống như vậy, Phương Thái Thanh còn bắt không được Lý Thiên Mệnh, Độc Cô Tấn coi như biết tiểu tử này khủng bố, hắn đều không cách nào. Đế Tông nghe ta hiệu lệnh, tạm thời rút khỏi Hiên Viên Hồ. Kết quả là, đại quân tại Lý Thiên Mệnh truy sát dưới, thở dài một hơi, toàn thể lại lần nữa rút khỏi Hiên Viên Hồ. Độc Cô Tấn cũng theo Đại Mộng Tâm giới bên trong trốn tới. Vừa mới ra ngoài, bọn họ thì ở bên ngoài hội tụ. Nói thật, vừa rồi mỗi người đều hăng hái, nhưng là bây giờ, vừa mới thành lập Đế Tông, trực tiếp thì bị cảnh tỉnh. Cái này khiến cái này cái tông môn, cũng biến đến không ổn định. Mỗi người ánh mắt, đều tràn đầy nhất định hoài nghi. Chư vị, nghe ta nói vài câu. Độc Cô Tấn khí độ không thay đổi. Hắn mặt hướng mọi người, cất cao giọng nói, mọi người có thể minh bạch, một trận chiến này, chúng ta cuối cùng đứng ở thế bất bại, chỉ cần ta thành thần, Hiên Viên Hồ sớm muộn đến phá, nói thật, chúng ta cũng không dùng gấp vào hôm nay. Nơi này có Cửu Long bàn thần kết giới, đối phương xác thực chiếm cứ nhất định ưu thế, muốn cầm xuống, khẳng định sẽ tiêu hao rất lớn, ta không nguyện ý mọi người cùng ta tổn thương. Cho nên kịp thời dừng tổn hại. Nhưng là, thần tông bản thân mạnh như vậy à, cũng không phải là, bọn họ là dựa vào năm cái tông môn, mới chặn chúng ta. Vấn đề là, mà tông, địa tông, thiên tông cùng tâm tông xào huyệt, cũng không ở nơi này à. Bọn họ cường giả hội tụ ở chỗ này, chúng ta đại khái có thể chụp một kích phá. So như bây giờ, mà tông 80% cường giả, đều ở nơi này, còn lại người, căn bản ngăn không được chúng ta. Nếu như chúng ta hiện tại, trước cầm xuống lưỡng nghi thần vực,
người nói cái này Hiên Viên Hồ người, còn có thể toàn bộ đổi được Ma Tông đi phòng thủ chúng ta, cùng chúng ta đánh du kích sao? Bọn họ không thể. Đã bọn họ lựa chọn ở chỗ này tử thủ, vậy liền đơn giản, chúng ta nhân cơ hội này, trước tiên đem Lưỡng Nghi, Tam Tài, Ngũ Hành, Bát Quái bốn cái thần vực, toàn bộ cầm xuống, liệt kê cho chúng ta Đế Tông cương thổ. Chờ bọn hắn, thì còn lại một cái Hiên Viên Hồ loại này nơi chật hẹp nhỏ bé, có làm được cái gì? Mà lại trọng yếu nhất một chút. Độc Cô Tấn nhếch miệng cười một tiếng, nói. Quỷ thần Dư Nghiệt, cùng 9 tầng địa ngục, ước định cẩn thận sau 24 ngày, đồng thời tiến công thần thể cùng thiên nguyên chấn ngục kết giới, bỏ lỡ cái kia thời cơ, thì coi như bọn họ có thể hủy diệt thần thể, quỷ thần nhất tộc đều muốn chờ đợi ngàn năm, kết giới mới có thể phá, cho nên, địa tàng quỷ vương cùng thần tông, còn sẽ có nhất chiến, cơ hội cuối cùng, hắn không có khả năng bỏ lỡ. Đã như vậy, chúng ta trước cầm xuống tứ đại thần vực, sau đó ở chỗ này tọa sơn quan hổ đấu, ta cũng muốn nhìn nhìn, lần tiếp theo, địa tàng quỷ vương, vẫn sẽ hay không chạy. Độc Cô Tấn hai cái này ý tưởng ném đi ra, lại lần nữa đạt được tất cả mọi người tín nhiệm. Đúng, chúng ta trước hủy diệt tứ đại thần vực, bọn họ trừ phi toàn bộ đuổi theo chúng ta chuyển di đi qua, nếu không tứ đại thần vực, tất nhiên hủy diệt. Bọn họ bản thân không địch lại, muốn dựa vào kết giới chèo chống, nhưng cũng tiếc bọn họ, mỗi người đều có xảo huyệt. Điều này nói rõ, dựa vào kết giới tử thủ, mãi mãi cũng là hạ sách. Độc Cô Tấn không có cách, hiện tại địa tàng quỷ vương không đi vào quấy rối, hắn liền sẽ bị Hiên Viên Hồ hai đại kết giới vây khốn, không phát huy ra tác dụng. Hắn chỉ có thể chờ đợi. Nhưng là các loại thời điểm, nếu có thể đem người ở bên trong bước đi ra, chẳng phải là càng tốt hơn. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tiêu diệt các ngươi xào huyệt, các ngươi còn ra không ra, ra tới một cái, chết cho ta một cái. Độc Cô Tấn cười lạnh một tiếng, xuất lĩnh 800.000 cường giả, trực tiếp đi đến gần nhất Lưỡng Nghi thần vực. Tần Phong Dương, Độc Cô Tấn hô một tiếng. Ta tại, Tần Phong Dương nhảy ra ngoài. Dẫn đường. Vâng. Một mảnh hỗn độn chiến trường. Một bộ áo đen thi thể, đã sớm bị tuyết đọng bao trùm. Đúng vào lúc này, từng cái màu đen xúc tu, quấn quanh lấy hắn, đem hắn lôi vào lòng đất, biến mất tại mặt đất bao la bên trong. Viêm Hoàng Đế Tông toàn viên lui ra về sau, Cửu Long bàn thần trong kết giới, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh mắt lạnh nhìn Độc Cô Tấn, Phương Thái Thanh rời đi phương hướng, trong mắt sát cơ mãnh liệt. Hắn quay người, hướng về Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi bọn họ đi đến. Các vị tông chủ, phiền phức đến một chút. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Vừa mới dứt lời, dưới chân có một cái cháy đen người, run rẩy đem bàn tay hướng Lý Thiên Mệnh, hướng hắn hô một tiếng. Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh dừng bước. Cái thanh âm này, có chút quen thuộc. Hắn đi tới người này trước mắt, nhìn kỹ, thân thể người này, cơ hồ khiến, Hỗn Nguyên Điện Văn Thư, nổ tung. Hiện tại ngũ tạng lục phủ đều hủy, sắp gặp tử vong, thần tiên đều không cứu sống nổi. Hắn đến từ Viêm Hoàng Đế Tông trận doanh. Phương Tinh Ảnh, Lý Thiên Mệnh hỏi. Là ta, hắn gật đầu. Không có biện pháp, không cứu sống ngươi. Lý Thiên Mệnh kiểm tra hắn một chút tình huống của hắn nói. Phương Tinh Ảnh chính mình xen lẫn trong Thái Thanh Phương thị đám người, cái này trách không phía trên Lý Thiên Mệnh. Không dùng, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Phương Tinh Ảnh sầu thảm nói. Ta nghe. Phương Tinh Khuyết, là ta giết, ta đem hắn, chặt thành thịt nát, hì hì. Phương Tinh Ảnh nói lên chuyện này, ảm đạm ánh mắt, nhiều một tia sáng ngời. Lý Thiên Mệnh giật mình. Nói xong câu đó, Phương Tinh Ảnh triệt để ngã xuống, không tiếng thở nữa. Mặc dù nói, Phương Tinh Khuyết chết, có khả năng lại là Phương Thái Thanh làm ra hôm nay hết thảy nguyên do, có thể ngươi chỉ là làm, ngươi việc, ta chưa chắc sẽ trách ngươi. Nhưng là, ngươi cần phải sớm một chút hướng ta thẳng thắn. Bởi vì, ta coi ngươi là bạn. Nếu sớm điểm nói với chính mình, có lẽ Phương Tinh Ảnh không sẽ xuất hiện ở đây. Càng sẽ không như hạt bụi nhỏ một dạng, chết tại Hỗn Nguyên Điện Văn Thư bên trong. Đều là mệnh. Cái chết của hắn, bất quá là trận này đại chiến bên trong một góc của băng sơn. Sẽ chỉ làm Lý Thiên Mệnh đau hơn hận Phương Thái Thanh. Bởi vì là hắn, đem Thái Thanh Phương Thị mang tới nơi này. Bọn họ Hiên Viên Hồ những người này, bây giờ rốt cục có thể nghỉ một hơi, xem như thắng lợi một trận. Bất quá mỗi người sắc mặt, đều không thoải mái. Đế tử. Tất cả mọi người đang nhìn hắn.
một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, trở thành mọi người người đáng tin cậy. Tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, Lâm Quân Thiên, Tương Nguyên Quân cùng San Hô, Tường Vi hai vị tiên tông tiên tử, phân biệt đại biểu ngũ đại tông môn. Các vị, Độc Cô Tấn dẫn người đi Âm Dương Ma Tông, tất cả mọi người nghe được, bọn họ đến đón lấy sẽ làm thế nào, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, rất xin lỗi, chúng ta khả năng đến lập tức chạy trở về. Lý Thải Vi có chút mỏi mệt, tiếp tục thi triển đại mộng tâm giới, để cho nàng thần sắc hơi trắng bệch. Ta thật bội phục ngươi, vốn cho rằng ngươi sẽ đầu nhập vào Độc Cô Tấn đây. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi thì quá coi thường ta, tỷ là có khí khái, được không? Lý Thải Vi nói. Cái kia ngươi tín nhiệm ta sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên tin a, ngươi thói quen sáng tạo kỳ tích, không phải sao? Lý Thải Vi bĩu môi nói. Các vị tông chủ, có thể hay không đều tin mặc ta? Đến đón lấy hết thảy, để ta tới an bài. Ta sẽ ta tận hết khả năng, vì tại chỗ tất cả mọi người, cầu một con đường sống. Lý Thiên Mệnh lấy thành khẩn ánh mắt, nhìn về phía tất cả mọi người. Thiên Mệnh, so với vừa tới thời điểm, người trưởng thành. Là cái đáng tin nam tử Hán. Ta tín nhiệm ngươi, Hiên Viên Đạo ánh mắt nóng rực nói. Ngươi liền tầng 12 sinh kiếp Phương Thái Thanh đều có thể ngăn cản, về sau hết thảy, tự nhiên do ngươi cùng tôn thần an bài. Lâm Quân Thiên nói. Mặt khác hai cái tông môn, đồng dạng lập tức tỏ thái độ. Tốt. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Lý Thải Vi, trịnh trọng nói, từ giờ trở đi, tất cả mọi người lưu tại Hiên Viên Hồ, không dùng về mỗi người tông môn. Thế nhưng là, Lý Thải Vi có chút nóng nảy. Nghe ta, các ngươi lập tức phái người, muốn lấy vượt qua Độc Cô Tấn đại quân tiến lên tốc độ, trước tiên phản hồi các ngươi tông môn, nghỉ việc đại đa số đệ tử, giải tán thần thành dân chúng, toàn bộ quy về sơn giã, hiện lại xuất phát tới kịp, dù sao đại quân tiến lên, không tính quá nhanh. Lý Thiên Mệnh nói, ý của ngươi là, người, mới là tông môn căn bản, chỉ cần chúng ta người không chết, coi như tông môn bị chiếm lĩnh, chúng ta cũng không tính là diệt vong. Lý Thải Vi nói, đúng. Muốn là đối phương xuất động quân đoàn, nhằm vào bình thường dân chúng, sinh tử kiếp cảnh trở xuống, chính ta có thể giải quyết. Chỉ muốn các ngươi thần vực toàn bộ nhân viên phân tán, trong tông môn căn bản trọng bảo, tùy thân mang theo, bọn họ dạng này mạnh mẽ đâm tới, căn bản không đả thương được các ngươi căn cơ. Ngược lại, nếu như các ngươi rời đi Hiên Viên Hồ, mới dễ dàng bị trục một kích phá. Lý Thiên Mệnh nói, bước kế tiếp đâu, chúng ta ở chỗ này cùng bọn hắn rông dài. Độc Cô Tấn trung quy thành thần, mà lại, người vừa mới nghe được đi, trong vòng 24 ngày, địa tàng quỷ vương nhất định lại đến, chỉ cần địa tàng quỷ vương xuất thủ, bọn họ liền sẽ thừa dịp loạn một lần nữa. Mà lần tiếp theo, địa tàng quỷ vương chỉ cần bất tử, liền sẽ không chạy nữa. Lý Thải Vi nói. Bước kế tiếp, nhìn ta. Có ý tứ gì? Lý Thải Vi hỏi. Ta có biện pháp, tại cái này trong vòng 24 ngày, để tất cả chúng ta lực lượng, biến đến mạnh hơn. Bao quát kiếp văn thư, kiếp khí, kiếp nguyên chờ chút. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh, người nói là Hiên Viên Đại Đế lưu lại bảo tàng A. Số lượng rất nhiều sao, nhưng là, cái kia không phải là các ngươi thủy tổ, lưu cho các ngươi sao. Chúng ta, có thể, Lý Thải Vi rất nghiêm túc hỏi. Dù sao, bọn họ không thuộc về một cái tông môn. Hiên Viên Đại Đế lưu lại bảo tàng, vậy cũng là thần tông vật riêng tư phẩm. Các vị, đều lúc này thời điểm. Các vị vì bảo hộ thần tông, không xa 10.000 dặm đi tới nơi này, cùng chúng ta cùng tồn vong, vì chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, chúng ta muốn là còn keo kiệt, cái này đúng sao? Ta tin tưởng, thần tông sở hữu người, đều sẽ không keo kiệt, mấu chốt là, bảo bối của chúng ta, đủ nhiều. Chỉ là kiếp khí, tại chỗ 600.000 người, phân đều phân không hết. Lý Thiên Mệnh khẳng khái cười nói. Khí phái, Lý Thải Vi mỉm cười nói. Mọi người thì chớ khách khí. Chư vị xả thân cứu giúp, mặc kệ là vì nhân tộc tồn vong, hay là vì trợ giúp chúng ta thần tông, chúng ta đều lòng mang cảm kích. Tích thủy tri ân, suối tuôn tương báo. Hiên Viên Đạo nói. Ngoại trừ nhưng bảo tàng này phân phát, để cho chúng ta Hiên Viên Hồ càng thêm phòng thủ kiên cố, vẫn còn có. Mời các vị tông chủ đi theo ta. Lý Thiên Mệnh nói. Những người còn lại tạm thời bên ngoài đề phòng, thời khắc nắm chắc Độc Cô Tấn đại quân vị trí, đồng thời sắp xếp người trở về các đại tông môn. Khiến cái này thần vực dựa theo thái cổ thần vực hình thức, cơ hồ từ bỏ chống lại, bảo toàn tánh mạng. Mấy vị kia tông chủ, thì toàn bộ theo Lý Thiên Mệnh, đi tới trạm tinh cổ lộ. Đi vào. Thông qua trạm tinh cổ lộ cửa lớn, đi tới cái này đầy sao thế giới.
hắn đây là, đúng, Hiên Viên Đại Đế Thiên Hồn. Hắn ý tứ là, liền Hiên Viên Đại Đế Thiên Hồn, đều muốn cùng chúng ta cùng hưởng sao. Đám tông chủ liếc nhau một cái, trong mắt thần thái sáng láng. Thế cục biến hóa, để bọn hắn đều có thời gian thở dốc, mà lần này thở dốc, là toàn diện mạnh lên cơ hội tốt nhất. Đến từ Hiên Viên Đại Đế đối tử tôn biếu tặng, rốt cục có đất dụng võ. Lý Thiên Mệnh đem cái kia cất giấu Hiên Viên Đại Đế Thiên Hồn bảo thạch, đem ra. Ông, một người ngũ long sáu cái thiên hồn, bỗng nhiên phun lên thương thiên. Tại Trạm Tinh Cổ Lộ biến hóa phía dưới, cái kia sáu cái thiên hồn vậy mà biến thành nóng rực mặt trời, cháy hừng hực, treo ở Trạm Tinh Cổ Lộ trên trời. Ánh sáng của nó, phủ lên đầy trời phồn tinh thiên ý. Giờ khắc này, Trạm Tinh Cổ Lộ, giống như rốt cục có linh hồn. Tốt bàng bạc thiên hồn, mênh mông như vậy ý chí, chúng ta chỉ cần lược có điều ngộ ra, đều tạo hóa vô cùng. Lý Thải Vi một đôi phấn trong mắt, cất dấu chấn nhiếp sắc thái. Hiên Viên Đại Đế, quá vĩ đại, ta không tin dạng này người, lại là Độc Cô Tẫn bôi nhọ như thế. San Hô Tiên Tử nói. Nàng là hôm nay người đáng thương nhất, nơi này không ai sẽ ghét bỏ nàng, càng nhiều hơn chính là an ủi. Vẫn chưa xong đâu, Lý Thiên Mệnh cười nói. Có ý tứ gì, Hiên Viên Đạo hỏi. Ta lần này tiến 9 tầng địa ngục, giết quỷ thần thái tử, có một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Mọi người mời xem đi. Lý Thiên Mệnh lúc nói chuyện, đem cái kia quỷ thần thái tử hai mắt hòa tan hạt châu lấy ra. Ong ong ong. Nguyên một đám thiên hồn, theo hạt châu kia bên trong dũng mãnh tiến ra. Mỗi một cái thiên hồn, bị Trạm Tinh Cổ Lộ bắt được về sau, cấp tốc thuế biến, vậy mà hóa thành huyết sắc trăng tròn, phun lên thương thiên, treo ở cái kia sáu vầng mặt trời chói chang bên cạnh. Cái kia sáu vầng mặt trời chói chang, thuộc về Hiên Viên Đại Đế mặt trời gay gắt ở giữa. To lớn nhất, bên cạnh năm cái lấy ngũ hành phương vị vần quanh. Mà bây giờ, nguyên một đám huyết sắc phiên nguyệt, xuất hiện tại cái này mặt trời gay gắt chung quanh. Hiên Viên Đại Đế chính là thượng thần thiên hồn, những thứ này đến từ quỷ thần nhất tộc thiên hồn, sẽ không đều là thượng thần đi. Lý Thải Vi ngốc trệ nói. Nàng rung động thời điểm, trong hạt châu thiên hồn, còn tại điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Thẳng đến đằng sau, trên bầu trời, trọn vẹn treo hơn ngàn cái huyết sắc phiên nguyệt. Thủy Tổ nói, chỉ có đạp thiên chi cảnh thiên hồn, mới có thể tại đặc biệt tình huống dưới, vĩnh cửu bảo lưu lại tới. Những thứ này huyết nguyệt thiên hồn, so phồn tinh thiên ý lớn quá nhiều, rõ ràng vượt qua sinh tử kiếp cảnh, cho nên, cái này hơn ngàn cái huyết nguyệt thiên hồn, đều là quỷ thần nhất tộc thượng thần thiên hồn. Lý Thiên Mệnh nói, cái gì, quỷ thần nhất tộc, cường thành dạng này? Hiên Viên Đạo ngốc trệ hỏi. Kỳ thật bình thường, dù sao cái này rất có thể là 200 ngàn năm bên trong đản sinh thượng thần. Lấy trải qua sử ghi chép bên trong, quỷ thần thượng tộc so với nhân tộc cường quá nhiều, hai thời gian 100 ngàn năm sinh ra hơn ngàn thượng thần rất bình thường, thậm chí nhiều hơn. Không có gì bất ngờ xảy ra, những ngày này hồn cũng chỉ là quỷ thần thái tử nắm giữ một phần nhỏ, đoán chừng là chuyên môn trợ giúp quỷ thần thái tử cung cấp tu vi. Dựa theo suy đoán, bọn họ tại 200 ngàn năm bên trong, sinh ra mấy ngàn thượng thần cũng có thể. Dù sao, thượng thần cũng chạy không thoát sinh tử đại nạn, coi như quỷ thần. Sống 2.000 tuổi ta đoán chừng đều cao nữa là 200 ngàn năm, quá lâu, Lý Thải Vi nói. Nàng kiến thức, coi như rất uyên bác. Mấu chốt là, bọn họ thượng thần, hiện tại, nói không chừng có thể tạo phúc chúng ta. Tuy nhiên hệ thống tu luyện không giống nhau, nhưng là, ta phát hiện giữa chúng ta thiên ý trưởng thành, lại là giống nhau. Bọn họ tu hành nói, cũng không nhất định tất cả đều là tà ác, mà chính là đủ loại, bọn họ có một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Thậm chí so với chúng ta nhân tộc, càng mênh mông. Những thứ này kết luận, đều là Lý Thiên Mệnh thông qua quan sát thiên hồn thời điểm, được đi ra đáp án. Dùng tới ngàn cái thượng thần thiên hồn, giấu ở một cái quỷ thần thái tử trong mắt, vì đó sử dụng, thủ bút rất lớn. Xem ra quỷ thần nhất tộc truyền thừa, so với chúng ta càng hoàn chỉnh, dù sao, chúng ta không có thượng thần thiên hồn truyền thừa. Lý Thiên Mệnh tiếp tục nói. Thiên Mệnh, ta muốn thử xem. Như thế nào dẫn tới những ngày này hồn? Lý Thải Vi không kịp chờ đợi nói. Bọn họ đã thành Trạm Tinh Cổ Lộ một bộ phận, chính mình cảm giác là đủ. Nếm thử cùng bọn họ câu thông, Lý Thiên Mệnh nói. Được. Lý Thải Vi không hổ thiên phú ngang dọc, không lâu sau đó, thì có một cái huyết nguyệt thiên hồn, từ trên trời giáng xuống, đem nàng chìm ngập. Những tông môn khác, đều thử một cái, cơ bản đều thành công. Trong đó Hiên Viên Đạo còn đưa tới Hiên Viên Đại Đế một cái thần long thiên hồn, cả người bị liệt dương chìm ngập.
Lý Thiên Mệnh tạm thời không nhúc nhích. Sau một lúc lâu, Lý Thải Vi theo huyết nguyệt thiên hồn bên trong đi ra, cái kia huyết nguyệt thiên hồn về tới trên trời. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nói, lợi hại. Những thứ này quỷ thần thật là có bản lĩnh, nhưng ý nghĩ này đều không thể tưởng tượng. Trách không được bọn họ có thể mạnh như vậy. Nàng lâm vào hoan hỉ bên trong, nét mặt tươi cười đuổi ra. Ý là, quỷ thần thiên hồn, có thể dùng. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên có thể dùng, người nói không sai, bọn họ có hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, so với chúng ta đi được càng xa. Bọn họ không phải tà ác đại danh từ, càng không chỉ là tu tà ác chi đạo. Bọn họ con đường tu hành, rất có tham khảo ý nghĩa. Lý Thải Vi nói. Nhân tộc cùng quỷ thần thượng tộc, là nô dịch cùng bị nô dịch quan hệ. Bọn họ cũng không chỉ tu tà ác chi đạo. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói, đem bọn hắn phóng xuất, bọn họ liền sẽ là người lương thiện. Bọn họ cùng nhân tộc, đã là chủng tộc cừu hận, huống chi còn bị đè nén 200.000 năm. Có thể dùng liền tốt, Lý Thiên Mệnh buông lỏng. Ngươi làm sao quyết định, Lý Thải Vi nhìn chăm chú hỏi hắn. Từ hôm nay trở đi, tại làm tốt điều tra, phòng ngự điều kiện tiên quyết, ngũ đại tông môn, ai cũng có thể đi vào trạm tinh cổ lộ. Tiếp đó, ta sẽ đem thủy tổ bảo tàng, toàn bộ phân phát. Tận khả năng, tất cả mọi người càng mạnh. Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Lý Thải Vi nhếch miệng, đôi mắt đẹp thiểm quang, nhìn hắn vài lần. Thế nào, Lý Thiên Mệnh nói. Ta phát hiện, người rất có mị lực, nhưng ta có cái nghi vấn, vì sao bên cạnh ngươi, không có có thành bầy hoa si, mê gái trai tiểu cô nương đâu. Có phải hay không danh hoa có chủ? Lý Thải Vi dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn. Ha ha! Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, đến phiên hắn kế thừa thiên hồn. Bất kể nói thế nào, hắn cũng sẽ là hiên viên thiên hồn hòa thượng thiên quỷ thần thiên hồn người được lợi lớn nhất. Chỉ có hắn ở chỗ này, sẽ lấy điên cuồng tốc độ, đột nhiên tăng mạnh. Để cho ta đoán đúng rồi, nhà kia cô nương a, Lý Thải Vi vui cười hỏi. Ngươi đến từ bát quái tâm tông sao? Lý Thiên Mệnh tằng hắng một cái hỏi. Không phải a, cái kia cũng không cần bát quái. Chẳng lẽ ngươi không thích 100 tuổi, tiểu cô nương, ngược lại ưa thích 100.000 tuổi, tiểu cô nương? Lý Thải Vi nháy nháy mắt hỏi. Lý Thiên Mệnh chừng lấy nàng. Gia hỏa này thế nào thông minh như vậy đâu? Ua, để cho ta đoán đúng, khẩu vị thật nặng a người trẻ tuổi. Lý Thải Vi, mập mờ, gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Chớ nói nhảm, Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Mang ta gặp các ngươi một chút tôn thần thôi. Nghe nói là cái Mỹ đến khiến người ta hít thở không thông nữ tử, quá hiếu kỳ. Lý Thải Vi nói. Không cho nhìn. Hừ, hẹp hòi. Tỷ ngươi không nhỏ, chớ học tiểu cô nương chu môi. 10 ngày sau, cửu cung thần vực lớn nhất phương Nam, một hòn đảo nhỏ bên trong. Trung ương đảo huyết quang kinh thiên. Một cái huyết sắc lôi đình du tẩu trong kết giới, nhốt một cái áo đen thiếu nữ. Từng cái xiềng xích màu đen. Theo lôi đình kết giới phía trên kéo dài, khóa cứng thiếu nữ mặc áo đen kia, để cho nàng không cách nào động đậy. Thậm chí lúc này thời điểm, đã lâm vào trong hôn mê. Tại bên ngoài kết giới, một đầu màu đen cự thú đứng trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn lấy thiếu nữ mặc áo đen kia. Bụng nó bắn nổ vết thương, vừa mới khôi phục, một chút khiên động, sẽ còn kịch liệt đau nhức. Rất rõ ràng, nó còn cần thời gian nhất định khôi phục, dù sao lần trước. Là toàn bộ bụng đều nổ tung. Ngươi dứt khoát giết nàng không phải, làm gì phiền toái như vậy. Bên cạnh truyền tới một cẩn trọng thanh âm, một người nam tử theo chỗ bóng tối đi ra, chính là địa tàng quỷ vương. Ngươi nói thật nhẹ nhàng, ta hiện tại bị cộng sinh hệ thống tu luyện khốn trụ, nàng chết rồi, ta lại phế đi, đời này đều không hy vọng. Thái cổ tà ma hừ lạnh nói. Được rồi, người nhốt, lên đường đi, khoảng cách thời gian ước định không xa. Trên đường cái này hơn 10 ngày, đầy đủ ngươi khôi phục. Khoảng cách ước định ngày không xa, địa tàng quỷ vương nói. Ngươi mang quái vật kia, khôi phục sao? Thái cổ tà ma hỏi. Không sai biệt lắm, chúng ta nhất tộc, cường hãn nhất cũng là nhục thân, nhất là quỷ hoàng huyết mạch, liền tâm tạng đều có 2 cái. Thân thể của chúng ta kết cấu, cùng bọn hắn nhân tộc có thể giống nhau sao? Nói đến cái kia phong thanh mục thật là một cái thiểu năng trí tuệ, chơi cái gì thích hận tình thâm. Cùng kiếm vô ý sống chết có nhau. Ha ha, giải quyết chính mình đệ tử, rửa sạch tội nghiệt, còn thiên hạ một cái bản giao. Sau đó tự vận, thật sự là cười chết ta rồi, hắn đến Hoàng Tuyền, phát hiện mình đệ tử căn bản không chết,
hắn nói hắn sẽ tức giận đến hồn phi phách tán. Ha ha, Địa Tàng Quỷ Vương vui vẻ. Đúng vào lúc này, một bóng người lóe qua, một cái thanh niên mặc áo đen đột nhiên xuất hiện, nhất quyền đánh vào Địa Tàng Quỷ Vương trên mặt. Ầm. Địa Tàng Quỷ Vương khuôn mặt vỡ tan, máu me khắp người, nhất là hàm răng, toàn bộ bật nát, trực tiếp kêu thảm một tiếng. Vừa đập xuống đất, thanh niên mặc áo đen kia thì bóp lấy cổ của hắn, đem hắn xinh xinh nhấc lên, trực tiếp đem Địa Tàng Quỷ Vương cổ, đều cho vặn biến hình. Ngươi nói thêm câu nữa. Thanh niên mặc áo đen như là dã thú nhìn lấy hắn, bốn cái tròng mắt tràn đầy huyết tinh. Khác xúc động, Phổ Tâm, chúng ta mới là cùng một bọn. Địa Tàng Quỷ Vương sắc mặt tái nhợt, giãy giụa nói ra. Ngươi lại nói hắn một lần, ta đem ngươi xé xác. Khương Vô Tâm cắn răng nói. Đúng đúng, ta sai rồi, đừng như vậy Vô Tâm. Địa Tàng Quỷ Vương hảo ngôn khuyên bảo, mới khiến cho Khương Vô Tâm rốt cục buông tay. Buông tay về sau, hắn đi vài bước, ngồi ở một khỏa trên tảng đá, nhìn lấy phương bắc xuất thần. Tay của hắn, bưng bít lấy ngực trái, nơi đó đã rỗng. Còn thừa lại một khỏa trái tim, bên phải ngực nhảy lên. Địa Tàng Quỷ Vương lau sạch máu trên mặt dấu vết, hắn giống như là quên đi sự tình vừa rồi, nói, không nghĩ tới để Độc Cô Tấn xúc sinh này cho bầy một đạo, đầy bàn đều thua, hiện tại ra hỏa này, còn đang chờ ta tiến Hiên Viên Hồ, cho hắn chia sẻ Cửu Long bản thần kết giới lực lượng, để cho hắn ngư ông đắc lợi, để hắn nhất thống thiên hạ đâu. Nhưng là, chỉ cần đã đến giờ, người xác thực nhất định phải đi vào, liều mạng một lần không phải sao. Ai để ngươi liên tiếp dẫn sự tình, đều cho hắn biết đâu. Thái cổ tà ma khinh bỉ nói. Đều đi qua, hiện tại hươu chết vào tay ai, còn chưa nhất định đâu. Chúng ta có hai cái ưu thế lớn nhất, đối bọn hắn tới nói tuyệt đối chí mạng. Đệ nhất, bọn họ coi là Khương Vô Tâm đã chết, hắn chỉ cần giấu ở Độc Cô Tẫn trong đại quân, xuất kỳ bất ý xuất hiện, lấy đi Hiên Viên Đạo chìa khóa không thành vấn đề. Thứ hai, đoán chừng rất nhiều người, đều đem ngươi quên mất a. Một cái chìa khóa khác, khả năng tại Nhiên Linh Cung, đến lúc đó, từ ngươi đi cầm. Còn ta, liền đi làm mồi nhử, đi hấp dẫn Cửu Long bản thần kết giới lực lượng, dẫn Độc Cô Tẫn đại quân đi vào gây ra hỗn loạn, để các ngươi hai cái, thừa dịp loạn tay. Địa Tàng Quỷ Vương nói. Vậy ngươi có thể sẽ chết nha. Thái cổ tà ma cười nói. Đại nghiệp có thể thành, quỷ thần tái nhập, ta vốn hẳn phải chết không nghi ngờ, có cái gì cái gọi là đâu. Luôn có người muốn đi phụng hiến. Địa Tàng Quỷ Vương nói. Thật vĩ đại, ta chỉ muốn cầm lại con mắt của ta, sau đó, để người nào đó, nỗ lực giá cao thảm trọng. Tiểu tử này mạnh đến mức nghịch thiên, chính ta không giải quyết được, chờ các ngươi quỷ thần thượng tộc xuống tới. Ta lại hợp tác với bọn họ ăn cộng sinh thú, ta ăn thiên hồn, mọi người cùng nhau ăn, cùng một chỗ lớn mạnh, hắc hắc. Thái cổ tà ma cười. Cho nên, Âu Dương Kiếm Vương cái kia một cái chìa khóa, người phải tất yếu nắm bắt tới tay. Địa Tàng Quỷ Vương nói. Ha ha. Thái cổ tà ma, cười khẩy. Chờ một lát, ta lại thêm mấy cái trọng cấm chế, đem tiểu nha đầu này triệt để khóa chết ở chỗ này, tránh khỏi nàng lại quấy rối. Thái cổ tà ma nói. Ngài thật là biết tuyển người, chuyên môn chọn một cùng mình đối nghịch. Địa Tàng Quỷ Vương cho hắn giơ ngón tay cái lên. Cút, Thái cổ tà ma cả giận nói. Trạm tinh cổ lộ. Hiên Viên Đạo lúc tiến vào, hướng nơi xa xem xét. Tại đám người trước hết vị trí, một khỏa chói mắt mặt trời rơi ở nhân gian, lập lòe trạm tinh cổ lộ. Còn có mấy khỏa mặt trời gay gắt, ở tại bên người vần quanh. Khi tất cả liệt dương tập hợp một chỗ thời điểm, quang mang càng hơn. Hiên Viên Đạo đi vào bên cạnh hắn về sau, cái này thái dương quang mang mới dần dần tiêu tán, một cái toàn thân phủ đầy lộng lẫy thiếu niên tóc trắng, xuất hiện tại Hiên Viên Đạo trước mắt. Chỉ thấy hắn thần thái sáng láng, nhưng rất rõ ràng, trên người hắn sinh kiếp khí tức, vậy mà lại lần nữa chuyển thành tử kiếp. Mấy ngày, Hiên Viên Đạo hỏi. 12 ngày, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, xem ra 9 tầng địa ngục phía trên, những cái kia quỷ thần nhất tộc theo trong ngủ mê thức tỉnh. Ngược lại cho chúng ta thời gian. Hiên Viên Đạo thở dài một hơi. Lý Thiên Mệnh càng mạnh, tình huống càng là chuyển biến tốt đẹp. Có chuyện gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hai ngày trước ngươi đi một chuyến ngũ hành thần vực, tan rã, ban đầu quỷ tông, đối bọn hắn thần thành tiến công, cái này mấy ngày đã ổn định. Bất quá, Độc Cô Tẫn đã chiếm đoạt 4 người bọn họ tông môn sơn môn, hủy đi bọn họ kết giới hạch, hiện tại 800.000 đại quân ngay tại quay về Thái Cực Phong Hồ, chuẩn bị trận chiến cuối cùng. Hiên Viên Đạo nói,
đã tới a. Lý Thiên Mệnh mi đầu hơi nhíu lấy, đúng rồi, kết giới hạch sụp đổ, thủ hộ kết giới có thể chữa trị sao? Bình thường kết giới hạch phá, nhưng kết giới căn cơ còn ở đó, có thể chữa trị, nhưng một lần nữa thành lập thời gian, lấy 9 tầng kết giới đến nêu ví dụ, tối thiểu muốn 1 tháng. Hiên Viên Đạo nói, không còn kịp rồi, chỉ có thể ở Hiên Viên Hồ quyết chiến. Lý Thiên Mệnh nói, có nắm chắc không? Nếu như Địa Tàng Quỷ Vương liều mạng một lần, lấy trước mắt mặt bài, chúng ta cần phải có thể gượng chống. Lý Thiên Mệnh nói, người bây giờ có thể đối phó Phương Thái Thanh sao? Hiên Viên Đạo hỏi, không rõ ràng, đến thử một chút, bất quá còn có thời gian, ta phải tiếp tục. Lý Thiên Mệnh nói, được, không quấy rầy ngươi, một khi có biến, ta lập tức thông báo ngươi. Hiên Viên Đạo nói, Tư Nguyên Bảo Tàng, đều phân phối xong rồi. Đều phân, chỉnh thể thực lực tuyệt đối phóng đại, mặc dù nói chúng ta chỉ có 600.000 người, nhưng tránh thức đánh lên, so với đối phương 800.000 người hiếu thắng. Hiên Viên Đạo nói, được. Hiên Viên Đạo sau khi đi, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, tiếp tục tu luyện. Thủy Tổ Thiên Hồn, quả nhiên lợi hại, để cho ta dường như về tới vừa tới sinh tử kiếp cảnh thời điểm, thiên ý tăng lên biên độ lớn rất nhiều. Càng mấu chốt là, hắn tu luyện thiên ý, cùng ta đế hoàng thiên ý 10 phần phù hợp, quả thực giống như là vì ta, chế tạo riêng, đoán chừng đây là nhân hoàng long giáp chọn chúng ta nguyên nhân. Tại trạm tinh cổ lộ bên trong, để cái kia Hiên Viên Thiên Hồn buông xuống tại trước mắt mình. Thật giống như chính mình tận mắt, quan sát cái này Hiên Viên Đại Đế một đời lĩnh ngộ. Có chút trí nhớ rất mơ hồ, có thể Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, 20 vạn năm trước thời đại kia, nhân tộc thực sự quá thảm rồi. Bị nô dịch, bị nuôi nhốt, không có tôn nghiêm, cái xác không hồn. Cảm giác này, làm cho Lý Thiên Mệnh sinh ra mãnh liệt cộng minh, chính là loại này cộng minh, để hắn có thể lĩnh hội tới Hiên Viên Đại Đế đường. Sau đó, ngắn ngủi hơn 10 ngày. Hắn tại Hiên Viên Đại Đế chỉ dẫn phía dưới, lại đột phá tiếp. Hắn đi tới, bát trọng tử kiếp. Đương nhiên, lần trước Phong Xuyên Minh Kỳ mang tới công đức thiên ý, cũng là đẩy mạnh Lý Thiên Mệnh thực lực đại tiến nguyên do. Chỉ là, thực lực bây giờ còn chưa đủ. Đệ tứ kiếm Atula ma thần kiếm trận, có chút mặt mày, nhưng còn cần suy nghĩ. Atula, ma thần, giết hại, tử vong, cừu hận, tử chiến. Có lẽ, ta có thể bắt đầu. Quan sát một chút cái này hơn ngàn quỷ thần nhóm, là tu luyện như thế nào. Lý Thiên Mệnh tạm thời buông xuống Hiên Viên Thiên Hồn, ánh mắt chuyển hướng cái kia tất cả quỷ thần thiên hồn. Hắn phóng xuất ra trong lòng hỏa nhiệt, phẫn nộ, khát máu tín hiệu, ở vào trong tuyệt cảnh Hiên Viên Hồ, bấp bênh Hiên Viên Thị, còn có hắn cùng Khương Phi Linh vận mệnh, đều bị hắn giờ phút này, so với bất cứ lúc nào, đều muốn táo bạo. Nhất là Phương Thái Thanh phản bội, một số thời khắc, dễ dàng để người tuyệt vọng. Hiên Viên Hồ hiện tại, bốn bề thọ địch, may mắn có Thủy Tổ phù hộ. Không chỉ có Thủy Tổ, những thứ này quỷ thần thiên hồn, nhất định có thể giúp đỡ ta, mang đến cho ta, không giống nhau tu hành cảm ngộ. Chém giết quỷ thần thái tử, cầm tới cái này quỷ thần thiên hồn, có thể nói, là hắn lần này, tốt nhất vận khí. Lý Thiên Mệnh đưa tới đông đảo quỷ thần thiên hồn, vờn quanh bên cạnh thân. Tới đi! Hắn giang hai cánh tay, để những cái kia huyết nguyệt thiên hồn. Nuốt không có mình. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong cái này nguyên một đám quỷ thần tu hành bên trong. Bọn họ đều đến qua đạp thiên chi cảnh, bọn họ tu hành cảm ngộ, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, chính là trọng yếu kinh nghiệm. Hiên Viên Đại Đế, chỉ là một cái khuôn mẫu. Những thứ này hơn ngàn quỷ thần, hoàn toàn là khác biệt khuôn mẫu. Nói thật, bọn họ có thể tại phong bế 9 tầng trong địa ngục, thành tựu thượng thần cảnh giới, cũng có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Con đường thành thần, trăm sông đổ về một biển, tránh thức thành tựu đạp thiên chi cảnh, nhất định phải đem một đầu thiên ý, tu luyện tới lớn nhất viên mãn trình độ. Ta mới bát trọng tử kiếp, muốn đột phá tầng 12 tử kiếp, mới tính đế hoàng thiên ý viên mãn, nhâm trọng mà đường xa. Có điều, có lẽ chỉ cần 9 tầng sinh kiếp, ta thì có thể thay đổi chính mình, cải biến linh nhi, thậm chí cải biến thiên hạ vận mệnh. Lý Thiên Mệnh giống như nổi điên, hấp thu nguyên một đám quỷ thần huyết nguyệt thiên hồn. Nhìn chung trăm ngàn nhân sinh, lĩnh hội tu hành chân lý. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Không người đến đánh gãy hắn, đã nói lên Độc Cô Tấn còn đang chờ Địa Tàng Quỷ Vương. Địa Tàng Quỷ Vương vẫn chưa xuất hiện, đã nói lên hắn đang đợi một cái thích hợp bỏ mạng thời khắc. Nếu không, hắn coi như đoạt đến chìa khóa, đều có thể vào không được Thiên Nguyên Đỉnh. Bọn họ coi là cái này không quan trọng đoạn nhỏ thời gian,
Lý Thiên Mệnh không thể như thế nào nghịch thiên, nhưng bọn hắn căn bản không biết, Lý Thiên Mệnh đem quỷ thần huyết nguyệt thiên hồn, đều mang trở về. Còn thiếu một chút, kém một chút. Hắn một mực tại ngưng luyện thứ 9 sinh chi kiếp hoàn, có thể đế hoàng thiên ý trưởng thành, tại lại một cái sau 12 ngày, lại một mực chỉ thiếu một chút. Vận mệnh, ưa thích cùng ta nói đùa. Vẫn là nói, chỉ có chiến đấu, giết hại, mới có thể lĩnh hội sinh tồn chân lý. Con đường thành thần, cho dù có hơn ngàn cái thần tương trợ, đều rất khó a. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Kỳ thật cũng không phải như vậy, mà chính là ngươi đối yêu cầu của mình quá cao, người khác theo bát trọng tử kiếp đến 9 tầng sinh kiếp, tối thiểu vài chục năm. Khương Phi Linh nói. Nói cũng đúng. Ngay tại này chết thời khắc, Trạm Tinh Cổ Lộ có người đến báo. Địa tàng quỷ vương cộng sinh thú, xuất hiện hiên viên hồ phụ cận. Sự xuất hiện của nó, mang ý nghĩa đại loạn buông xuống. Trạm Tinh Cổ Lộ tất cả mọi người, đều thẳng tiếp ra ngoài. Lý Thiên Mệnh đi thẳng tới phía ngoài cùng. Tại cái này hơn nửa tháng, mạnh lên không ít 600.000 đại quân, đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiên viên đạo cùng Lý Thải Vi hai đại kết giới đã chuẩn bị tốt, Lâm Quân Thiên các loại tông chủ, đều mang bọn họ tông môn sinh tử kiếp cảnh cường giả, làm xong cuối cùng chuẩn bị. Bọn họ liền tông môn cũng bị mất, lần này, càng là sống mái một trận chiến. Các vị, Độc Cô Tấn muốn là xuất hiện, trước dùng kiếp văn thư hạn chế hắn, đừng để hắn tiến nhiên linh cung. Lý Thiên Mệnh đối Lâm Quân Thiên bọn họ lời nói. Chỉ có mấy quyển tam nguyên kiếp văn thư, đều cho bọn hắn mấy cái tông chủ. Tốt, toàn bộ hiên viên hồ, đã lâm vào tĩnh mịch bên trong. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, liền có thể nhìn đến đối diện, Viêm Hoàng Đế Tông 800.000 đại quân, khí thế ngập trời, nhìn chằm chằm, đã sớm ẩn núp thật lâu. Bọn họ đều khống chế lấy cộng sinh thú, sớm đã kìm nén không được nộ hống. Hiên viên hồ bên ngoài, đã thanh thế to lớn. Lý Thiên Mệnh quay đầu, tại chỗ cơ hồ đều là trưởng bối của hắn, đó là từng đôi thấy chết không sờn ánh mắt. Thủ hộ nhân tộc, cũng thủ hộ chính mình. Chúng ta sẽ thắng, không có người, có thể tại địa bàn của chúng ta làm càn. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Tất cả mọi người gật đầu. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, tuy nhiên tuổi nhỏ, lại là bọn họ hết thảy mọi người người đáng tin cậy. Đế tử, cũng là thủy tổ chuyển thế. Có đế tử tại, cũng là có thủy tổ tại, chúng ta sợ cái gì? Bọn họ có mãnh liệt lòng tin. Bởi vì, bọn họ đã đem Lý Thiên Mệnh thần hóa. Này lại để bọn hắn, chiến đấu lực càng mạnh. Chỗ xấu chính là, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không thể đổ xuống. Một khi ngã xuống, nếu như không ai có thể đứng ra đến, rất có thể toàn quân sụp đổ. Ong ong ong, mặt đất bắt đầu chấn động. Phía ngoài đế tông đại quân, chính đang phát ra kinh thiên tiếng la giết, tại cho hiên viên hồ chế tạo tâm lý áp lực. Lý Thiên Mệnh công bố quỷ tộc chân tướng thời điểm, chỉ nói có bảo tàng, lại không nói cụ thể số lượng. Cái này là đối phương e ngại đồ vật. Hy vọng tam nguyên kiếp văn thư, có thể ngăn cản một chút Độc Cô Tấn, để cho ta có thời gian, có thể đối phó Phương Thái Thanh. Lý Thiên Mệnh bên người, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang cùng Tiên Tiên, toàn bộ đều xuất hiện. Nhất là Tiên Tiên, trực tiếp tại hiên viên hồ chống đỡ. Nó bây giờ thân thể càng lớn, đã có thể bao phủ nửa cái chiến trường. Hôm nay trận này tử chiến, nhiệm vụ của nó, cũng là tăng cường cái này 600.000 đại quân lực sát thương. Lam Hoang cuốn lên lấy thiên trọng tinh hoàn, xông vào đội ngũ phía trước nhất. Cái kia lớn như vậy đầu rồng, hướng về phía ngoài đế tông đại quân ầm vang gào thét. Đại chiến đến, chúng ta hiên viên con cháu, trên dưới một lòng, cùng Chu dị tộc tặc tử, thủ vệ chúng ta vạn lý Hà Sơn. Giết! Một tiếng chân giống, để hiên viên hồ hồ nước đều kích đống lên. Những ngày qua, tuyết lớn không những không rời, ngược lại ngày càng tăng lớn. Đến hôm nay bên ngoài đã rơi ra bão tuyết, đầy trời đều là tuyết hoa. Cuồng bạo tiếng gió, bốn phía gào thét. Ngay tại cái này túc sát trong không khí, địa tàng quỷ vương cùng hắn cộng sinh thú, địa ngục âm hồn thú, đồng thời xuất hiện. Hắn vọt thẳng hướng về phía hiên viên đạo. Cái kia địa ngục âm hồn thú, trong lòng đất hành động, cùng tiên tiên sợi dễ tạo thành rất lớn xung đột. Hai người trực tiếp trong lòng đất giết. Bất quá, tiên tiên chủ yếu đối với nó tạo thành nhất định trở ngại tác dụng. Lý Thải Vi sẽ đem đại mộng tâm giới uy lực tràn vào lòng đất, đối này hình thành nhất định tinh thần mê loạn. Hiên viên đạo sớm thì chuẩn bị xong cửu long bàn thần kết giới, chờ đợi lấy địa tàng quỷ vương đến. Quỷ này vương,
tựa hồ mang theo buông tay đánh cược một lần quyết tâm. Hiên Viên Đạo cùng Lý Thải Vi, chỉ có thể ngăn cản Địa Tàng Quỷ Vương cùng Độc Cô Tẫn bên trong một người. Quỷ tộc chuyện lớn, đương nhiên muốn trước ngăn cản Địa Tàng Quỷ Vương. Chín đại tổ tiên long hồn, lập tức khốn trụ Địa Tàng Quỷ Vương. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Hiên Viên Hồ bên ngoài Độc Cô Tẫn cùng hắn Viêm Hoàng Đế Tông, quả nhiên kiềm chế không được. Ông, tại trấn thiên tiếng la giết bên trong, 800.000 đại quân, cơ hồ theo bốn phương tám hướng xông vào Hiên Viên Hồ. Độc Cô Tẫn tại một cái phương hướng. Phương Thái Thanh, thì tại một phương hướng khác. Những cái kia mang theo tam nguyên kiếp văn thư đám tông chủ, toàn bộ đóng tại Độc Cô Tẫn bên kia. Toàn thể tăng cường 600.000 đại quân, có lẽ có thể đối Độc Cô Tẫn, tạo thành nhất định ngăn cản. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Lý Thiên Mệnh nhiệm vụ, cũng là toàn lực chém giết Phương Thái Thanh loại này đỉnh phong cường giả. Còn lại Tần Phong Dương, trưởng tôn thần khung bọn người, lật không nổi sóng gió. Sau đó, Lý Thiên Mệnh tại Phương Thái Thanh xông vào kết giới trong nháy mắt, thì khóa chặt cái này người mặc thanh sắc phượng hoàng trường bào trung niên nam tử. Tay kia cầm, thất khiếu phượng vương thương, Phương Thái Thanh, càng là trong nháy mắt khóa chặt hắn. Ha ha! Hắn cười hai tiếng. Lý Thiên Mệnh đồng dạng cười hai tiếng. Tại bàng bạc phẫn nộ, chán ghét phía dưới, đụng tới Phương Thái Thanh loại này người, Lý Thiên Mệnh một câu đều không muốn cùng hắn nói. Nói một câu, cũng là lãng phí thời gian, khả năng dẫn đến Độc Cô Tẫn tạo thành càng lớn phá hư. Đạo lý giống vậy. Phương Thái Thanh kiêng kỵ như vậy hắn, một ngày không giết chết Lý Thiên Mệnh biến số này, hắn một ngày đều không được an bình. Hắn có dự cảm, nhất định phải Lý Thiên Mệnh chết, hắn mới có thể dựa theo dự đoán như thế, triển khai kế hoạch lớn. Ngươi là ta Thái Thanh Phương Thị nhất tộc đá cản đường. Phương Thái Thanh mang theo ba cái to lớn phượng hoàng, vọt thẳng giết mà đến. Vô số người đang chăm chú bọn họ quyết đấu. Mấy ngày nay liên quan tới Lý Thiên Mệnh tu luyện, Hiên Viên Hồ bên trong có rất lớn nghe đồn, truyền đi vô cùng mơ hồ. Hắn tại một trận chiến này, đến cùng có thể biểu hiện ra thực lực gì, ảnh hưởng tới Thần Tông cùng Đế Tông quyết chiến toàn bộ chiến cục. Lý Thiên Mệnh nhất định phải thắng, Thần Tông mới có hy vọng. Nếu không hoặc là quỷ thần hàng lâm, hoặc là Độc Cô Tẫn nhất thống thiên hạ. Thiếu niên này, so với ai khác đều rõ ràng trách nhiệm của mình trọng đại. Biết trên bả vai mình, thừa nhận nửa cái Viêm Hoàng Đại Lục hy vọng. Thần Tông trên dưới, coi ta là làm thủy tổ chuyển thế, nguyện ý vì ta phụng hiến hết thảy. Cái kia bốn cái tông môn, bởi vì ta, liền tông môn đều từ bỏ, lựa chọn ở chỗ này bồi ta liều chết đánh cược một lần. Ta Lý Thiên Mệnh, liều lên cái mạng này, cũng không thể cô phụ bọn họ, đối kỳ vọng của ta. Phương Thái Thanh, nhận lấy cái chết. Những lời này, đều ở trong lòng mặc niệm. Thời điểm chiến đấu, cặp mắt của hắn đã bạo phát ra nóng rực quang mang. Lên! Ngoại trừ tiên tiên tại phụ trợ 600.000 đại quân, Lý Thiên Mệnh bên người, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang, theo hắn xuất chiến. Miêu Miêu trực tiếp thi triển đế ma hỗn độn, hóa thành cự thú. Kể từ đó, song phương đều là một người ba thú. Các huynh đệ, lại đến đánh cược một lần, Lý Thiên Mệnh đẫm máu nói. Đánh cược gì, Huỳnh Hỏa nghe xong, lập tức hưng phấn. Trễ nhất giải quyết đối thủ cái vị kia, ăn một cân phân và nước tiểu. Lý Thiên Mệnh bão nổi. Quá độc ác, bản mèo ưa thích, Miêu Miêu con mắt to sáng. Quy gia cũng muốn tham gia, Lam Hoàng yếu ớt nói. Mà nó, cái này không công bằng a, một cân cứt. Ta quy đệ một miệng đều không có cảm giác, lão tử muốn chia ba bữa ăn. Huỳnh Hỏa thổ huyết nói. Ý tứ chính là, người sợ thua, Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Đánh rắm, đều mẹ nó cho lão tử phía trên. Huỳnh Hỏa gấp, trực tiếp tuyển Phương Thái Thanh một cái phượng hoàng, xông tới. Gà đại ca, người gian lận, chờ ta a. Miêu Miêu theo xông tới. Bọn họ đều là tâm linh giao lưu, một ván cược, chỉ là một cái chuyện trong nháy mắt. Không chút nào chậm trễ bọn họ tiến độ. Nói đến, thật lâu đều không có tránh thức sinh tử chiến. Lý Thiên Mệnh toàn thân máu tươi đều đang sôi trào. Hắn yêu quý loại này chiến đấu cảm giác. Hắn hưởng thụ lấy, chính mình đối phương Thái Thanh chán ghét, phẫn nộ. Nhất là, đối phương hiện tại cái này một bộ tuyệt thế cao thủ, sắc mặt, loại kia lạnh lùng, kiêu ngạo, thật sự là buộc khiến người ta đi đem mặt của hắn cho đánh sưng. Phương Thái Thanh nguyên bản có bốn đầu Phượng Hoàng, bây giờ chết một đầu, chỉ còn lại có ba đầu. Cái này ba đầu Phượng Hoàng, đối ứng hắn hiện tại ba loại màu tóc, theo thứ tự là xanh, trắng, đỏ.
Cái kia màu trắng liệt diễm phượng hoàng, tên là Phương Thiên Bạch Phượng. Cái kia đỏ ngọn lửa hỏa diễm phượng hoàng, tên là Thái Huyền Hoàng Vương. Cái kia thanh sắc nộ hỏa phượng hoàng, tên là Thanh Hỏa Hỗn Nguyên Điểu. Tam đại phượng hoàng, đều có hơn 900 điểm sao. Phương Thái Thanh chính là hỏa diễm thiên ý người nổi bật. Bây giờ, hắn trường bào phần phật, trường thương nơi tay, ba màu tóc dài phấn khởi, một đôi mắt phượng 10 phần hẹp dài, hoàn toàn không lộ vẻ gian trá, ngược lại âm lãnh vô tình. Hắn toàn thân liệt hỏa mãnh liệt, cũng thực là có ba phần, thiên hạ đệ nhị, khí độ. Ầm ầm. Bọn họ song phương, tại vạn chúng chú mục bên trong, trực tiếp giết đến cùng một chỗ. Đối phương ba đầu đều là hỏa diễm phượng hoàng, kỳ thật huỳnh hỏa chiếm cứ rất lớn tiện nghi. Nó đối lên cũng là Phương Thiên Bạch Phượng. Cái này một đầu trắng như tuyết hỏa diễm phượng hoàng, thánh khiết nhất. Bắt đầu so sánh, huỳnh hỏa tựa như là nó trước mắt một cái trẻ sơ sinh chim, hình thể tạo thành tương phản to lớn. Bất quá, tại vừa mới giao phong trong nháy mắt, vì không ăn phân và nước tiểu, huỳnh hỏa thì cùng như bị điên, thần thông oanh tạc, chiến quyết bão táp. Nó luyện ngục hỏa ảnh, trực tiếp nhào tới cái kia Phương Thiên Bạch Phượng trên thân, lấy hai cánh thi triển lục đạo sinh tử kiếm quyết. Làm nó dùng ra cửu thiên hung hồn kiếm trận thời điểm, Lý Thiên Mệnh không có chút nào ngoài ý muốn. Phốc phốc phốc, một cái nhỏ bé phượng hoàng, lại như là triệu hoán cửu thiên hung thú, đồng thời buông xuống, chấn áp tại Phương Thiên Bạch Phượng trên thân. Cái kia Phương Thiên Bạch Phượng phẫn nộ rít lên, thuấn thân lông vũ lập lòe, bạch hỏa mãnh liệt, thi triển thần thông quang thiểm bạo viêm. Đây là quang mang cùng hỏa diễm song trọng thần thông, lúc bộc phát khắc, toàn trường lập lòe. Nóng sáng hỏa diễm hướng về chung quanh lăn lộn, trực tiếp nổ tung, tạo thành chướng mắt ánh sáng. Đồng thời, cái này Phương Thiên Bạch Phượng nhục thân cũng cực kỳ cường đại, chỉ tiếc, nó có chút khó đụng phải huỳnh hỏa. Huỳnh hỏa trực tiếp lách vào cái kia quang thiểm bạo viêm phạm vi, nắm giữ thanh linh tháp cùng hỏa diễm miễn dịch nó, căn bản không sợ cái này xem ra tương đương kinh khủng thần thông. Cho nên, đến Phương Thiên Bạch Phượng trước mắt thời điểm, nó trên thân tuy nhiên có thương thế, nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Phốc phốc phốc, cửu thiên hung hồn kiếm trận dưới, chín đầu kiếm khí biến thành cửu thiên hung thú, cắn xé tại Phương Thiên Bạch Phượng trên thân thể, giết ra rất nhiều máu lỗ thủng. Tại bốn đại bên trong chiến trường, tới gần 9 tầng sinh kiếp huỳnh hỏa, là cái thứ nhất áp chế đối thủ tồn tại. Rất hiển nhiên, nó như thế nào đi nữa, đều không cần ăn phân và nước tiểu. Một bên khác, Miêu Miêu cùng màu đỏ thắm Thái Huyền Hoàng Vương tầng trời thấp quyết đấu. Bọn họ song ngang. Lôi đình cùng hỏa diễm lẫn nhau oanh tạc. Nó ngược lại là nghĩ dùng Thái Bạch Ma Cốt cùng đối phương cận chiến, nhưng là đối phương cũng không muốn, nó chỉ có thể lo lắng xuông. Phần lớn thời gian nó bị áp chế, Thái Huyền Hoàng Vương Thần Thông, Tác Minh Hỏa cùng Thái Thượng Liệt Dương đều rất mạnh. Bất quá, có thanh linh tháp tại, Miêu Miêu tối thiểu sẽ không rơi vào hạ phong. Đến mức Lam Hoàng bên kia, một cái ở trên trời, một cái ở trong nước, có thể nói là như nước với lửa. Cái kia Thanh Hỏa Hỗn Nguyên Điểu ở trên trời thi triển thần thông, Thanh Thiên Hỏa Vũ, oanh tạc Lam Hoang, cũng không dám xuống tới. Lam Hoang cũng không thể đi lên. Nó muốn cầm xuống ra hỏa này, trừ phi Thanh Hỏa Hỗn Nguyên Điểu từ bỏ bay trên trời ưu thế. Cho nên, hôm nay sẽ người thua rất có thể cũng là Lam Hoang. Đương nhiên, bởi vì Lam Hoang kiềm chế, cái này Thanh Hỏa Hỗn Nguyên Điểu cũng không đả thương được những người khác. Có thể nói... Lý Thiên Mệnh cái này ba đầu cộng sinh thú xuất thủ, không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Dù sao, Phương Thái Thanh thế nhưng là tầng 12 sinh kiếp đỉnh cao cường giả, có thể so với Thiên Mệnh thần thành thời kỳ Phong Thanh Ngục. Cái này chẳng phải là nói Lý Thiên Mệnh, đã đến loại kia trình độ. Đáp án, rõ ràng. Tại Tam Đại Cộng Sinh Thú Trung ương, chính là Lý Thiên Mệnh cùng Phương Thái Thanh quyết đấu chiến trường. Lý Thiên Mệnh tóc trắng phấn khởi. Tay cầm một đôi đông hoàng kiếm, đã cùng Phương Thái Thanh chém giết một lần. Phương Thái Thanh thương đạo, tên là, trở lại Phượng Hoàng thương đạo, có thể nói là 10 phần hung mãnh. Kỳ thật hắn tướng mạo nhã nhặn, nhưng thực chất bên trong vẫn luôn là một cái hung hãn nhân vật. Thật là có bản lĩnh, Lý Thiên Mệnh. Lần thứ nhất giao phong, thì nghiệm chứng chính mình suy đoán. Phương Thái Thanh tâm lý càng kiêng kỵ. Một con chó, không xứng khen ta. Lý Thiên Mệnh căng ra đế vực kiếm hoàng kết giới, vô tận kiếm khí tại toàn bộ chiến trường tàn phá bừa bãi. Kết giới này, trực tiếp dẫn đến đế tông 800.000 đại quân, bị thần tông liên minh toàn diện áp chế. Mấu chốt là, kết giới này,
chẳng những không ảnh hưởng Lý Thiên Mệnh chiến đấu lực, càng có thể tăng thêm công kích. Chết! Hắn càng xem cái này Phương Thái Thanh, thì càng phẫn nộ. Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận. Một kiếm ra, cự thú băng nhảy, kết giới tăng thêm kiếm trận uy lực, từ trên trời giáng xuống. Tại dạng này trước mắt, Lý Thiên Mệnh thậm chí lấy trộm thiên chi nhãn, thi triển một lần chấn hồn chi đồng. Ông! Ha ha! Bị nhục mạ mấy lần, Phương Thái Thanh chẳng những phiền não, sát cơ càng là leo tới được đỉnh ngọn núi. Vô chi trẻ nhỏ, không sợ, vô đạo. Hắn hai tay nắm ở trường thương, cái kia thất khiếu phượng vương thương, tại hắn tay bên trong bay múa. Hắn trên thân hỏa quang liễm diễm, đối mặt cái kia cửu thiên hung hồn kiếm trận, hắn hoàn toàn không sợ. Trở lại, trời cao. Nhất thương giết ra, bách điểu bay trên trời. Một đạo kinh thiên liệt hỏa, xẹt qua trời cao, xuyên thủng cửu thiên hung hồn, đánh vỡ chấn hồn chi đồng. Có thể thấy được tầng 12 sinh kiếp chi lực, xác thực rất mạnh. Ngươi tiến triển rất khủng bố, ngươi tựa như là thiên đạo chế tạo quái vật, nhưng là rất đáng tiếc, ngươi kém một chút. Nhẹ nhõm phá vỡ Lý Thiên Mệnh thủ đoạn, Phương Thái Thanh bày mưu tính kế, lãnh đạm cười một tiếng. Bức đựng đủ chưa? Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm, tử kiếp lực lượng, tại trên thân thể ầm vang bạo phát. Hắn kim hai mắt màu đen, tại toàn bộ chiến trường bạo liệt chém giết bên trong, ra đời chướng mắt kim hắc sắc quang mang, lập lòe đến Phương Thái Thanh trên mặt. Chịu phục đi, một mình ngươi, cứu không được Hiên Viên, bọn họ cũng không xứng để ngươi cứu. Phương Thái Thanh lại lần nữa vọt tới trước, trong mắt sát cơ, như liệt hỏa một dạng đốt cháy. Trên đầu của hắn màu sắc rực rỡ tóc dài, triệt để phần đốt lên. Có lẽ, đây là hắn thải phượng huyết mạch thiên phú, dưới loại tình huống này, chiến lực của hắn tựa hồ lại lần nữa tăng vọt, lực lượng trong cơ thể, sinh ra thiêu đốt cảm giác. Loại này thiêu đốt, mặc dù là một loại tiêu hao, nhưng là tại tiến hành tất sát một chiêu thời điểm, thích hợp nhất. Người ưu tú như vậy thiên tài, nên để ta vĩ đại như vậy người, đến chung kết ngươi. Phương Thái Thanh rốt cục lớn tiếng cười. Thải phượng huyết mạch, phượng hoàng niết bàn. Hôm nay, chính là ta phượng hoàng nhất tộc, niết bàn ngày. Chúng ta nhất tộc, nghịch thiên trọng sinh, sẽ không có người lại nhớ đến thần tông Thái Thanh Phương Thị. Về sau thế giới này, chỉ có Viêm Hoàng Đại Lục Thái Thanh Phương Thị, phượng hoàng thiên tộc. Trở lại, phượng hoàng diệu thế. Một thương này, mang theo Phương Thái Thanh ý chí. Như thế lập lòe, như thế hừng hực. Cái kia là cường giả kiêu ngạo, càng là một cái thị tộc ý chí hội tụ. Bọn họ khát vọng quật khởi, khát vọng dùng thực lực, thắng được thiên hạ tôn trọng. Có lẽ, đánh bại thủy tổ chuyển thế, cũng là cơ hội tốt nhất. Phương Thái Thanh lóe lên một cái rồi biến mất, trường thương xuyên qua. Phá! Gầm lên giận dữ, tuyên thệ lấy hắn, trong lòng tất cả phẫn uất. Chỉ là tại ánh mắt của hắn, khóa chặt Lý Thiên Mệnh một khắc này, hắn nắm trường thương tay, bỗng nhiên rung động run một cái. Đó là cái gì? Trong mắt của hắn Lý Thiên Mệnh, chạy như bay trên không trung, một tay nắm chặt một kiếm, song kiếm chỉ hướng thương thiên. Trên song kiếm, là hai tôn ngàn mét ma thần. Cái kia hai đại A-tu-la ma thần, một nam một nữ, một âm một dương, nam người chín đầu thiên nhãn, trong miệng ra lửa, 990 tay, 8 cái chân. Nữ giả ba đầu 6 tay, ba mặt màu xanh đen, trong miệng khạc nước, xinh đẹp yêu nhiêu. Cái này hai đại ma thần. Đều chính là kiếm khí ngưng kết mà thành, đều chính là kiếm trận chi tinh hoa. Lúc này, bọn họ lại lấy uy nghiêm, bá đạo, nếu như thượng thần giống như ánh mắt, chấn nộ nhìn lấy Phương Thái Thanh. Trong chớp mắt này, bọn họ mở miệng, thanh âm oanh minh, đinh tai nhức óc. Cái này hai đại ma thần nói. Phương Thái Thanh, người ruồng bỏ lương tâm, bội bạc, bỏ đá xuống giếng, tội đáng chết vạn lần. Đây là ma thần thẩm phán. Không. Đây là Lý Thiên Mệnh nói lời, lại thông qua hai đại A-tu-la ma thần miệng, chấn nhiếp Phương Thái Thanh hồn linh. Người cả đời, đều tại chỗ đứng. Người bởi vì chỗ đứng mà quật khởi, cũng lại bởi vì chỗ đứng mà hủy diệt. Đã ngươi lựa chọn phản bội, thì đừng trách ta vô tình. Nếu như chỉ là Lý Thiên Mệnh đang nói, Phương Thái Thanh không đến mức tinh thần rung động. Đây là cái kia hai tôn ma thần thanh âm. Thanh âm của bọn hắn, rung động toàn trường, oanh minh hồn linh. Không thể không ý chí nứt toác. Chết! Lý Thiên Mệnh song kiếm giết ra. Mỗi một vị A-tu-la ma thần, cũng là một kiếm. Một kiếm sinh chi thẩm phán, một kiếm chết chi trừng phạt. Song kiếm hợp bích, cũng là A-tu-la ma thần kiếm trận. Một khắc này,
Phương Thái Thanh nhất thương Phượng Hoàng diệu thế, Lý Thiên Mệnh song kiếm ma thần chấn thiên. Trường thương lập lòe, xuyên thủng Lý Thiên Mệnh ở ngực, mà Lý Thiên Mệnh song kiếm chặt chém, không ai cản nổi. Hai đại ma thần, ầm vang chấn áp tại Phương Thái Thanh trên thân. Ầm ầm, gào thét vô tận kiếm khí, xé rách Phương Thái Thanh Phượng Hoàng trường bào, xuyên thủng niềm kiêu ngạo của hắn, vỡ vụn ý chí của hắn. Phương Thái Thanh trừng to mắt. Thêm vào đế tông một bước này, hắn muốn vô số lần. Hắn chỉ đem đối thủ của hắn, coi thành Độc Cô Tấn. Độc Cô Tấn không thành thần, hắn có thể huy hoàng, thành thần, hắn đồng dạng huy hoàng. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính thức chung kết hắn người, sẽ ở Hiên Viên Hồ bên trong, lại là đã từng cái kia thiên chi thánh cảnh thiếu niên. Có lẽ đây chính là vận mệnh. Có lẽ đây chính là báo ứng. Làm sai, liền muốn gánh chịu hậu quả. Ưa thích chỗ đứng, thì phải thừa nhận đứng sai xuống tràng. Vũ Tình, đang bị tru sát sau cùng trong nháy mắt, hắn nhớ tới nữ nhân kia. Hắn nhớ tới, mình làm ra lựa chọn thời điểm, nàng bệnh tâm thần. Phương Thái Thanh rơi lệ. Đáng giá nhất chân quý người đang ở trước mắt, ta lại tại truy tìm vô vọng con đường. Một bước sai, sai tận cả đời, a. À. Nhân gian lớn nhất thống khổ, không ai qua được trước khi chết bỗng nhiên hối hận. Một hối hận, chính là hồn phi phách tán, ôm hận mà đi. Cái này hận, đó là không có tận cùng tiếc nuối. Là đúng cái kia yên lặng làm bạn chính mình nhiều năm, chịu mệt nhọc nữ nhân áy náy. Lớn nhất thống khổ, là không thể tại thời khắc như vậy, cùng nàng nói một tiếng, thật xin lỗi. Ta sai rồi, đáng tiếc, ta xong. Cứ như vậy. Lý Thiên Mệnh cái này lục đạo sinh tử kiếm quyết nổ tung uy lực, nuốt sống Phương Thái Thanh. Một kiếm phía dưới, Phương Thái Thanh, chết. Kiếm khí gào thét, xé rách chung quanh chiến trường. Cái kia kinh thiên động tĩnh, càng đem lực chú ý của mọi người, đều đặt ở Lý Thiên Mệnh trên thân. Làm mọi người nhìn đến, thiên hạ đệ nhị, Phương Thái Thanh, tại đế tử trước mặt, tuyệt vọng ngã xuống thời khắc, trong lúc nhất thời, toàn trường sôi trào. Thủy tổ, thật buông xuống. Giết a. Cuồng nhiệt, đồng dạng có thể tăng cường vô cùng chiến đấu lực. Trong mắt bọn họ thiếu niên tóc trắng kia, đã leo lên thần vị. Quả nhiên, không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại dạng này kinh thiên đấu trí bên trong, Lý Thiên Mệnh cúi đầu, nhìn thoáng qua ở ngực thương thế. Thanh linh tháp tư nhuận phía dưới, gần như sắp khôi phục. Hắn nhìn thoáng qua Phương Thái Thanh, trong lòng rất nhiều cảm tưởng, cũng không kịp nói. Tự làm tự chịu đi, ai cũng không giúp được ngươi. Nói xong câu này, hắn nhìn thoáng qua, Huỳnh Hỏa so với hắn còn trước giải quyết đối thủ, Miêu Miêu cùng Lam Hoang, còn tại tử chiến. Đi! Hắn muốn đi tìm Độc Cô Tấn. Rầm rầm rầm! Dọc theo đường, toàn bộ chiến trường, đều bởi vì hắn mà sôi trào. Lý Thiên Mệnh danh tiếng, tại Hiên Viên Hồ phía trên gào thét bao phủ. Phương Thái Thanh, thì vĩnh viễn ngã xuống. Chỗ tối! Một cái nắm giữ bốn cái tròng mắt thanh niên. Nhìn chòng chọc vào cái kia phong cảnh thiếu niên tóc trắng, sau đó, lặng lẽ tới gần Hiên Viên Đạo. Nhiên Linh Cung phụ cận. Huyết sắc lôi điện gợn sóng chấn động, một cái thú ảnh, như ẩn như hiện. Lý Thiên Mệnh giết Phương Thái Thanh, có thể nói là giải quyết dứt khoát. Ngõ hẹp gặp nhau, cao thấp biết liền. 24 ngày khổ tu, tại Hiên Viên Thiên Hồn cùng Quỷ Thần Thiên Hồn song trọng chỉ dẫn dưới, sớm liền đạt tới bát trọng tử kiếp. Bây giờ khoảng cách, 9 tầng sinh kiếp, vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Không hề nghi ngờ, những thứ này thượng thần thiên hồn, để hắn đột phá ban đầu tu luyện ràng buộc. Giết Phương Thái Thanh, càng mang ý nghĩa, hắn đã trở thành cái này Viêm Hoàng Đại Lục, lớn nhất cường giả đứng đầu một trong. Tối thiểu nhất, là thần tông trận doanh tối cường giả. Nếu là không tính toán quỷ thần dư nghiệt, hôm nay chiến đấu, cơ hồ xem như Lý Thiên Mệnh cùng Độc Cô Tấn tranh bá. Thế mà Lý Thiên Mệnh trong lòng, cũng không có chút nào kiêu ngạo cùng đắc ý. Tất cả chúng ta, còn trong nước sôi lửa bỏng. Hắn cùng Huỳnh Hỏa cùng một chỗ, phi tốc vượt qua đám người. Dọc theo đường đã có thật nhiều sinh tử kiếp cường giả chiến tử. Vô số cỗ thi thể, chìm vào Hiên Viên Hồ. Đây là một trận thảm liệt chém giết. May mắn, bởi vì Lý Thiên Mệnh mang về bảo tàng, phát huy tác dụng cực lớn. Cái này 24 ngày đến. Cái này 600.000 đại quân có rất nhiều người, thành công đột phá. Lại thêm nắm giữ kiếp văn thư, vô hại oanh tạc, Hiên Viên Hồ phòng thủ, tạm thời có thể nói phòng thủ kiên cố. Duy nhất tai họa ngầm, cũng là Độc Cô Tấn.
Lý Thiên Mệnh đã thấy hắn. Làm Viêm Hoàng Đế Tông tối cường giả, hắn tay cầm sát thần giản, cùng một đôi huyết long không ai cản nổi. Lâm Quân Thiên mấy vị tông chủ, kém hắn ba trọng cảnh giới, căn bản nhìn không được. Mắt thấy Độc Cô Tấn một người, liền có thể đồ sát rất nhiều kiếp lão, xé mở thần tông phòng thủ. Bọn họ cầm trong tay Tam Nguyên Kiếp Văn Thư, toàn bộ quăng về phía Độc Cô Tấn. Lý Thiên Mệnh tại cùng Phương Thái Thanh đối chiến thời điểm, liền đã nghe được, Tam Nguyên Kiếp Văn Thư to lớn oanh minh. Hắn hướng bên này vào tới thời điểm, phía trước hỏa diễm ngút trời, lôi đình bôn tẩu, hàn băng đóng băng. Tối thiểu nhất, tại cái này Tam Nguyên Kiếp Văn Thư uy lực dưới, Độc Cô Tấn hai đầu huyết sắc thần long, nhận lấy không ít hạn chế, ngăn trở Độc Cô Tấn con đường. Tạm thời tới nói, hắn tạo thành phá hư, còn tại trong phạm vi khống chế. Bất quá Tam Nguyên Kiếp Văn Thư, chỉ sợ đã sử dụng hết. Mặc kệ ta có phải là đối thủ của hắn hay không, đều phải ngăn lại hắn. Chỉ muốn ngăn cản hắn, để Độc Cô Tấn cùng Địa Tàng Quỷ Vương, đều không phát huy ra tác dụng, chúng ta 600.000 cường giả, sớm muộn nghiền ép bọn họ 800.000. Tuy nhiên kết quả cuối cùng, khẳng định rất khốc liệt. Nhưng, bọn họ chỉ là phe phòng thủ, nhất là còn lại mấy cái tông môn, liền núi môn đều từ bỏ. Lại có thể có lựa chọn gì? Chỉ cần chống đỡ đi xuống, liền sẽ có hy vọng, ta nhất định phải làm đến. Bôn tẩu ở giữa, Lý Thiên Mệnh khóa chặt Độc Cô Tấn, bay đi. Miêu Miêu cùng Lam Hoang, đang toàn lực chém giết Thái Huyền Hoàng Vương cùng Thanh Hỏa Hỗn Nguyên Điểu. Cái này hai đầu cộng sinh thú gặp Phương Thái Thanh chiến tử, chỉ sợ là muốn sau cùng thủ hộ Thái Thanh Phương Thị, tuy nhiên bi thương, nhưng chiến ý không phải rất đậm, lúc này thời điểm lựa chọn quay người đào tẩu. Miêu Miêu cùng Lam Hoang, tự nhiên không lại đuổi. Bọn họ quay người hướng Lý Thiên Mệnh bên này. Cho đến lúc này, phía sau chiến trường Phương Thái Thanh chiến tử tin tức, mới truyền đến Độc Cô Tấn bên tai tới. Cái gì? Hắn biến sắc, khí huyết mãnh liệt. Hắn cùng hai đầu huyết long, vừa chống nổi Tam Nguyên Kiếp Văn Thư oanh tạc, lúc này thời điểm đều có chút chật vật. Phương Thái Thanh, bị Lý Thiên Mệnh giết, hắn nhưng là tầng 12 sinh kiếp. Độc Cô Tấn khó có thể tin. Hắn muốn đại hảo cục diện, tại cái này vừa khai chiến thời khắc, liền trực tiếp đập một nửa. Cái này Lý Thiên Mệnh bất tử, sự tình gì đều không làm được. Hắn vốn là dự định tiên tiến Nhiên Linh Cung, đem hắn kiêng kỵ nhất Hiên Viên Si giết chết. Hiện tại mới phát hiện, hắn kiêng kỵ nhất người, là cái này đế tử Lý Thiên Mệnh. Lửa giận ngập trời bên trong, cặp mắt của bọn hắn, trên chiến trường đối mặt. Ngươi hẳn phải chết. Độc Cô Tấn xông phá vây quanh. Hai đầu huyết long nương theo bên cạnh thân, chỗ đến, người ngã ngựa đổ. Cấp nhãn A, thì ngươi dạng này, còn tự xưng có thể thành thần. Ha ha, Lý Thiên Mệnh đi vào trước mắt hắn. Ẩn nhẫn cả đời, dựa vào huyết long phong ma kết giới, nhất chiều quật khởi, quang dựa vào bản thân một người, dựa vào tranh thủ quỷ vương tín nhiệm, chém giết quỷ thần dư nghiệt, cứ thế mà đã sáng tạo ra siêu việt quỷ tông Viêm Hoàng Đế Tông, dạng này Độc Cô Tấn, xác thực rất có bản lĩnh. Thế mà, làm hắn đụng phải không ngừng siêu việt cực hạn, sáng tạo kỳ tích Lý Thiên Mệnh, tâm cảnh của hắn, cũng không có trầm ổn như vậy. Huyết ý quỷ vương, Phương Thái Thanh, cái này nguyên một đám chết tại Lý Thiên Mệnh trong tay ví dụ, đều đang nói rõ. Thiếu niên này, chính là ác mộng một dạng tồn tại. Độc Cô Tấn coi là thật gấp. Hắn khống chế song long, áp hướng về phía Lý Thiên Mệnh. Bọn họ va chạm, lại lần nữa đưa tới toàn bộ chiến đấu chú ý lực. Đây là tương lai Viêm Hoàng Đại Lục, đế vương, ở giữa quyết đấu. Là khí phách kinh thiên kiêu hùng Độc Cô Tấn là đế, vẫn là không đến 30 tuổi, liền đã đứng ở thế giới đỉnh phong Lý Thiên Mệnh vì hoàng. Khi bọn hắn đụng tới cùng nhau thời điểm, thậm chí phát sinh một việc. Cái kia chính là, rất nhiều người, vô ý chiến đấu. Viêm Hoàng Đế Tông, là một cái bên ngoài cồng kềnh, nội tại tứ phân ngũ liệt tân tông môn. Bọn họ thuần dựa vào Độc Cô Tấn. Tụ hợp lại cùng nhau. Một khi Độc Cô Tấn xảy ra vấn đề, chỉnh cái tông môn tuyệt đối lập tức giải tán. Vì Độc Cô Tấn bán mạng, tại không có kiến thức đến hắn, chém giết địch quân linh hồn nhân vật Lý Thiên Mệnh trước đó, rất nhiều người chưa hẳn nguyện ý, tránh thức vì hắn bán mạng. Không có thị tộc căn cơ, đây chính là sự thật. Sau đó, Phương Thái Thanh chiến tử, dẫn đến đế tông đại quân, hữu ý vô ý đều tại né tránh chiến đấu, cũng không mạnh mẽ tấn công. Ngược lại lấy qua loa, phòng thủ làm chủ. Đây hết thảy, Độc Cô Tấn đều nhìn ở trong mắt. Lấy trí tuệ của hắn, lại sao lại không biết, không giết Lý Thiên Mệnh,
không đồ diệt Hiên Viên, Viêm Hoàng Đế Tông, kỳ thật thì chả là một giấc mơ bọt nước. Tất cả mọi người, đều cần hắn hôm nay, tránh thức dựng nên uy tín. Mà không phải dựa vào đánh lén bà Sa Quỷ Vương xưng hùng. Lý Thiên Mệnh, hôm nay dùng mệnh của ngươi, đến chống lên ta Viêm Hoàng Đế Tông, dùng máu của ngươi, đến tưới nước Đế Tông trưởng thành, dùng đầu của ngươi, để cho chúng ta trên dưới một lòng. Độc Cô Tấn lạnh lùng nói, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Đều dùng tới phép bài tỷ phương pháp tu từ câu A. Làm phiền ngươi vị này sẽ chỉ cổ hoặc nhân tâm, đại văn hào, khác hướng về phía ta khoe khoang, ta không phải phía sau ngươi cái kia 800.000 ngu ngốc, ta không ăn ngươi một bộ này. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Hắn đã nhìn ra. Độc Cô Tấn càng là muốn giết hắn, hắn càng là phải sống. Đánh bất quá đối phương, kiềm chế, vậy còn không dễ dàng a. Thiên Chi Dực chấn động, không chính diện giao chiến, tối thiểu cũng có thể làm cho Độc Cô Tấn phát cuồng. Ông! Hắn bay lên, trực tiếp trêu đùa vị này Đế Tông Tông Chủ. Độc Cô Tấn, người huyết long nhất tộc tổ tiên, phản bội Hiên Viên Đại Đế, phản bội nhân tộc, vì trở thành quỷ thần, thu hoạch quỷ thần huyết mạch, kém chút hủy nhân tộc thắng lợi quả thực. Chúng ta thủy tổ tức giận, đạt được thiên hạ vạn dân đồng ý, mới trừng trị huyết long nhất tộc, người lại đem bôi nhỏ vì bạo quân. Như không có thủy tổ, căn bản liền sẽ không có hôm nay nhân tộc thịnh thế. Người cầm cái này đến cổ hoặc nhân tâm, đen trắng điên đảo, người không mất mặt à. Lý Thiên Mệnh một bên tránh né Độc Cô Tấn truy sát, một bên lớn tiếng nói. Người nói lời này có chứng cứ sao? Độc Cô Tấn âm thanh lạnh lùng nói. Người nói xấu Hiên Viên Đại Đế, người có chứng cứ sao? Lý Thiên Mệnh câu nói này, để Độc Cô Tấn á khẩu không trả lời được. Lý Thiên Mệnh đây là đang từng bước khiêu chiến, hắn tại Viêm Hoàng Đế Tông quyền uy. Một cái dựa vào ngươi ba tấc lưỡi xây dựng lâm thời tông môn, chỉ cần ngươi vừa chết, thiên hạ này chính là ta Lý Thiên Mệnh thiên hạ. Ta 20 mấy tuổi, liền có thể giết chết Phương Thái Thanh, ngươi ta ở giữa, ai mạnh ai yếu, có rõ ràng nhất đáp án. Ta biết tại chỗ rất nhiều người đều tại chỗ đứng, nhưng là không có ý tứ, thời gian sẽ chứng minh, các ngươi đứng sai. Cho nên a, hiện tại cũng trước khác liều mạng, dùng ánh mắt xem thật kỹ một chút, có lẽ, ta sẽ cho mọi người đổi ý cơ hội đâu. Hắn cười ha ha. Những lời này, lại tại trong lúc vô hình, để Quỷ Tông, Thiên Tông, thậm chí bao gồm thất bại, thống khổ Thái Thanh Phương Thị bọn người, mất đi một bộ phận dũng khí chiến đấu. Dạng này vừa so sánh, tuy nhiên cái kia chưa bao giờ lộ diện Hiên Viên Si, giống như so Độc Cô Tấn kém. Nhưng mấu chốt là, cái này nghịch thiên quật khởi đế tử. Bị cho rằng là thủy tổ chuyển thế, hào quang của hắn cùng vô cùng tương lai, rất có thể siêu việt Độc Cô Tấn. Có thể nói, Lý Thiên Mệnh chém giết Phương Thái Thanh, để người trong thiên hạ đều biết đến, hắn giống như so 100.000 năm trọng sinh trở về tôn thần, địa vị càng nặng. Đây hết thảy biến hóa, càng làm cho Độc Cô Tấn ý thức được nguy cơ to lớn. Hắn mi đầu thật sâu nhíu lại, tiếp tục như vậy đuổi tiếp, hắn chỉ có thể để Lý Thiên Mệnh trêu đùa. Cục diện như thế nào mới có thể biến hóa? Bởi vì Phương Thái Thanh chết, ngược lại làm cho hắn Viêm Hoàng Đế Tông, hiện tại lâm vào bị động bên trong. Thì tại thời khắc như vậy, kinh thiên dị biến, đột nhiên phát sinh. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, thắng lợi thiên bình, đã hướng về chính mình nghiêng về. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Hiên Viên Đạo bên kia ra chuyện. Theo từng tiếng kinh hô, Lý Thiên Mệnh, Độc Cô Tấn các loại tất cả mọi người, đều đem ánh mắt quét muốn Hiên Viên Đạo phương hướng. Chỉ thấy lúc này thời điểm, một người mặc rộng thùng thình hắc bào thanh niên, bỗng nhiên xuất hiện tại Hiên Viên Đạo bên kia trên chiến trường. Lực lượng của hắn, quá kinh khủng. Có thể là bởi vì, hắn sinh tử kiếp lực không cao quan hệ, Hiên Viên Đạo tại phụ trợ tổ tiên Long Hồn cùng Địa Tàng Quỷ Vương thời điểm chiến đấu, căn bản không nghĩ tới, trước mắt bỗng nhiên thoát ra một người tới. Trong nháy mắt đó, hắn thấy được người kia ánh mắt. Hai mắt bốn đồng tử. Khương Vô Tâm. Hắn không là chết sao? Đại đa số người đều nhìn tận mắt, hắn bị Phong Thanh Mục tru sát. Hiên Viên Đạo không có thời gian rung động. Hắn vội vàng gọi trở về hai đầu tổ tiên Long Hồn, ngăn tại trước mắt mình. Thế mà, Địa Tàng Quỷ Vương cùng Khương Vô Tâm cũng sớm đã phối hợp tốt. Tại Khương Vô Tâm bạo phát trong nháy mắt, Địa Tàng Quỷ Vương thì thi triển hết thảy thủ đoạn, cản lại tổ tiên Long Hồn. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Khương Vô Tâm nhất quyền hướng về Hiên Viên Đạo oanh kích mà đến. Chìa khóa cần phải dung nhập hắn thánh cung, đánh vỡ thánh cung, oanh ra chìa khóa. Địa Tàng Quỷ Vương giống to.
Đây là hắn cùng Hiên Viên Đạo chiến đấu một đoạn thời gian, dựa vào đài quan sát phán đoán ra. Rầm rầm rầm. Khương Vô Tâm nhanh như tia chớp. Hắn vô cùng lạnh lùng, động thủ thời khắc thế như trẻ tre. Hắn không nhìn Hiên Viên Đạo chặt chém mà đến Thiên Tinh Diệu Long thần kích, cứ thế mà dùng cánh tay tiếp được, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối thủ. Hô! Cánh tay trái của hắn bị Thiên Tinh Diệu Long thần kích, bổ đến máu me đầm đìa. Nhưng, hắn vẫn bắt lấy cái này thần kích. Ngược lại đem Hiên Viên Đạo, kéo hướng về phía chính mình. Hiên Viên Đạo sắc mặt đại biến. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, Khương Vô Tâm cánh tay phải thành quyền, đánh phía hắn thánh cung. Hiên Viên Đạo trong tay khẩn cấp xuất hiện một mặt long hình thuẫn bài, nhưng vậy mà lại Khương Vô Tâm nhất quyền đánh nát. Oanh! Đánh nát long hình thuẫn bài về sau, một quyền kia uy lực, vẫn chấn tại Hiên Viên Đạo thánh cung phía trên. Đây là một trận đánh lén. Chiến lực của hắn, so không có tổ tiên long hồn Hiên Viên Đạo cao hơn quá nhiều. Mà lại, hắn căn bản không sợ chết, đều không để ý thần kích chặt chém, chết đều muốn cầm tới chìa khóa. Tại tàn nhẫn như vậy quyết tâm phía dưới, Hiên Viên Đạo, căn bản không thể nào ngăn cản. Một tiếng chấn động, 11 tầng tử kiếp thánh cung, trên đó tất cả mệnh tuyền, ầm vang chấn vỡ. Hiên Viên Đạo thánh cung bạo phá. Hắn kêu đau một tiếng, đập xuống đất, đương nhiên thiên địa linh khí như suối phun bay ra. Hoàng cổ đế hoàng long cùng ám dạ đế hoàng long từ hai bên trái phải đánh tới, nhưng đều bị Khương Vô Tâm nhất quyền đánh bay ra ngoài. Tìm được. Khương Vô Tâm đã thấy, Hiên Viên Đạo thánh cung phía trên hiện ra màu đen chìa khóa. Một sát na này, bàn tay của hắn trực tiếp hóa thành xúc tu, kéo dài mấy chục mét, đem cái kia chìa khóa trực tiếp cầm tại trên tay. Thánh cung hủy, tương đương với cả đời tu vi, như vậy tiêu tán. Hiên Viên Đạo, đã là hiện tại thần tông, duy nhất tông chủ. Dạng này kinh thiên kịch biến, để tại chỗ lòng của mỗi người, đột nhiên biến đến rét lạnh. Lần trước Khương Vô Tâm tạo thành phá hư, đã đầy đủ dọa người rồi. Hắn lần nữa trở về, tựa như là một cái ác mộng. Tình cảnh này, tại chỗ để hỗn chiến bên trong Hiên Viên Hồ, từng bước một đình chỉ sao động, nhiều người hơn dừng tay. Thế mà, Khương Vô Tâm lại không có dừng lại. Hắn đem cái kia cầm tới chìa khóa, trực tiếp giao cho địa tàng quỷ vương, nói một tiếng, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó trực tiếp quay người, ngăn cách mấy ngàn thước, để mắt tới trong đám người Lý Thiên Mệnh. Cặp mắt của hắn, lại nhỏ máu. Hoàn thành nhiệm vụ, như vậy nhân sinh của hắn, chỉ còn lại báo thù chuyện này. Bên cạnh hắn địa tàng quỷ vương, mừng rỡ. Hắn cùng đại phía dưới, địa ngục âm hồn thú, cùng một chỗ, không nói hai lời, điên cuồng cười to, hướng về Nhiên Linh Cung phương hướng phóng đi. Rất rõ ràng, hắn chả muốn cầm thanh thứ hai. Khương Vô Tâm đồng thời xuất động, như mũi tên, phóng tới Lý Thiên Mệnh. Cục diện lại biến. Hiện tại đã không phải là Độc Cô Tấn cùng Lý Thiên Mệnh, ai có thể tranh bá thiên hạ sự tình. Mà là quỷ thần Dư Nghiệt, dựa vào Khương Vô Tâm khởi tử hoàn sinh, lại lần nữa trưởng khống tiên cơ. Tất cả mọi người biết. Để địa tàng quỷ vương, cầm tới thanh thứ hai chìa khóa, mỗi người đều phải xong đời. Cái này khiến rất nhiều người dùng mình. Độc Cô Tấn, ngươi giết bà Sa quỷ vương, muốn để quỷ thần đi ra, ngươi sẽ chết đến thảm nhất. Lý Thải Vi thanh âm thê lương. Lực xuyên thấu cực mạnh. Hiên Viên Đạo thụ trọng thương, bởi vì cái gọi là thỏ chết hổ buồn, nàng hốc mắt đã đỏ bừng. Độc Cô Tấn rõ ràng đều không nghĩ tới, Khương Vô Tâm còn chưa có chết. Trong lòng của hắn mắng một câu phong thanh mục, lại hung hăng chừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Trong thời gian ngắn, hắn giết không được Lý Thiên Mệnh. Mà lúc này, hắn nhất định phải ngăn cản địa tàng quỷ vương cầm tới hai cái chìa khóa. Ngăn lại hắn. Độc Cô Tấn một chút lệnh. Đế tông các cường giả ào ào rời đi mục tiêu. Thần tông liên minh bên này, đồng dạng bắt đầu ngăn cản địa tàng quỷ vương. Nhất là thái cổ Hiên Viên thị cường giả, đều đã lửa giận ngập trời. Ở trong đó, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là, nội tâm lớn nhất nổ tung một cái. Vừa đánh bại Phương Thái Thanh, áp chế đế tông, không nghĩ tới quỷ thần Dư Nghiệt, lại dựa vào Khương Vô Tâm, cho hắn rót một chậu nước lạnh. Mấu chốt là, Hiên Viên đạo đi vào dịch tinh ẩn theo gót. Lại là thánh cung bị phá. Nhìn đến hắn bây giờ cái kia suy yếu, ủ rũ bộ dáng, Lý Thiên Mệnh trong lồng ngực, núi lửa bạo phát. Cái kia một đôi tinh hồng ánh mắt, cùng cái kia phóng tới hắn Khương Vô Tâm, va chạm vào nhau. Khương Vô Tâm, tựa như là túc trong số mệnh, lại một lần đứng tại mặt đối lập.
chỉ là lần này, càng mạnh càng cuồng bạo hơn, là Khương Vô Tâm. Lý Thiên Mệnh, đến phiên ngươi, đến phiên ngươi. Khương Vô Tâm gào thét một tiếng, cái kia mãnh liệt tiếng gầm, chấn động đến dọc theo đường sinh tử kiếp cảnh cường giả, toàn bộ bị hất tung ra ngoài. Giữa hai người, bị trực tiếp mở ra một cái thông đạo. Chí mạng sát cơ, như một tòa núi cao, bao phủ tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu. Hai người cũng đã sát cơ nổ tung. Lý Thiên Mệnh rất kính trọng Hiên Viên Đạo, so sánh Kiếm Vô Ý cùng Phương Thái Thanh, có lẽ tính cách của hắn rất bình thường, tựa như cái gì đều không xuất sắc. Có thể ở trên người hắn, tại toàn bộ thái cổ Hiên Viên thị trên thân, đều có một loại vai gánh thiên hạ, lòng dạ bốn biển khí phách. Lý Thiên Mệnh tại Thần Tông đi đến hôm nay, không thể thiếu Hiên Viên Đạo đối với hắn coi trọng cùng chống đỡ. Hiên Viên Đạo là muốn nhất giữ vững Hiên Viên Hồ người, nhưng hôm nay lại cái thứ nhất ngã xuống. Chính hắn, nhất định so với ai khác đều khó chịu. Có thể tại thời điểm như vậy, Hiên Viên Đạo vậy mà đứng lên. Hắn không hề từ bỏ. Cửu Long bàn thần kết giới hạch, ở trên người hắn không có lực lượng, nhưng hắn cộng sinh thú có. Cái kia hai đầu thần long lực lượng cùng hắn tương thông, tại cái này suy yếu, thống khổ thời khắc, Hiên Viên Đạo cắn chặt răng quan, cưỡng ép chống đỡ. Hắn sử dụng cái kia hai đầu thần long quán thâu mà đến lực lượng, lại lần nữa khởi động kết giới hạch, đem Cửu Long bàn thần kết giới tổ tiên long hồn, lại lần nữa triệu hoán đi ra. Cái kia chín đầu linh tai tạo thành tổ tiên long hồn, phóng lên tận trời. Bọn họ mang theo Hiên Viên Đạo ý chí, tại trong kết giới nộ hống. Chỉ cần kết giới hạch vận hành bình thường, tổ tiên long hồn lực lượng liền có thể hướng tới ổn định. Khác nhau chỉ ở tại, hiện tại Hiên Viên Đạo đã không có cách nào phối hợp tổ tiên long hồn cùng một chỗ chiến đấu. Hiên Viên Đạo có thể ngăn cản tầng 12 tử kiếp, chủ yếu vẫn là dựa vào tổ tiên long hồn. Cho nên, kết giới uy lực, tại cái chết của hắn chống đỡ phía dưới, ảnh hưởng lớn đến không tính được. Thiên Mệnh. Trong một mảnh hỗn loạn, Hiên Viên Đạo ngẩng đầu, hướng về phía Lý Thiên Mệnh phương hướng hô một tiếng. Tông chủ. Lý Thiên Mệnh thấy được hắn, sắc mặt hắn run rẩy, bị hoang cổ đế hoàng long quay quanh lấy, ánh mắt nóng rực nhìn lấy chính mình. Không nên cùng Khương Vô Tâm chiến đấu, ngăn cản Độc Cô Tấn cùng Địa Tạng. Tuyệt không thể để quỷ thần tái nhập, đến mức Độc Cô Tấn, có là cơ hội giết hắn. Hiên Viên Đạo quát. Vâng. Lý Thiên Mệnh trọng trọng gật đầu. Tại bọn họ lúc nói chuyện, cái kia tổ tiên long hồn thì hướng về Khương Vô Tâm đánh tới, đem sinh sinh ngăn cản. Lý Thải Vi đại mộng tâm giới ngay sau đó áp chế đi lên. Bọn họ lần trước có liên thủ đối phó Khương Vô Tâm kinh nghiệm, lúc này thời điểm, cứ thế mà đem Khương Vô Tâm chặn lại xuống tới. Chỗ lấy không truy Địa Tàng Quỷ Vương, là bởi vì Địa Tàng Quỷ Vương cùng Độc Cô Tẫn, đều đã vọt vào kết giới nội bộ, tổ tiên long hồn rất khó đuổi kịp. Đều trở về. Lý Thiên Mệnh nhìn chòng chọc vào cái kia cuồng bạo Khương Vô Tâm liếc một chút, sau đó để huỳnh hỏa bọn họ bốn cái, đều trở lại bên cạnh mình, sau đó chấn động ba cặp thiên chi dực, triển khai tốc độ nhanh nhất, như điên ma một dạng hướng về Địa Tàng Quỷ Vương cùng Độc Cô Tẫn đuổi theo. Hô hô hô, cuồng phong không ngừng gào thét. Lý Thiên Mệnh thông qua trộm thiên chi nhãn, tại bên trong chiến trường hỗn loạn này, thấy được Địa Tàng Quỷ Vương cùng Độc Cô Tẫn vị trí. Còn tốt. Bọn họ lúc này thời điểm còn tại, chó cắn chó. Độc Cô Tấn xác thực ngăn trở Địa Tàng Quỷ Vương, nếu không, hắn đoán chừng đều đến Nhiên Linh Cung. Không chỉ là Độc Cô Tấn cùng Địa Tàng Quỷ Vương tại chiến đấu, liền bọn họ cộng sinh thú, hai đầu huyết long cùng một đầu địa ngục âm hồn thú, đều ở trong nước chiến đấu. Bọn họ đem Hiên Viên Hồ hồ nước tung bay, vô số kiến trúc sụp đổ. Cái này thái cổ Hiên Viên thị quê hương, đã trong chiến đấu, thủng trăm ngàn lỗ. Ba phe thế lực đại chiến, để đây hết thảy, lâm vào trước nay chưa có trong hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh trên thân vai chịu trách nhiệm, vẫn như thế trầm trọng. Tại cái này thời khắc nguy nan, tất cả mọi người không có biện pháp. Bọn họ chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng, đặt ở Lý Thiên Mệnh trên thân. Đoạn đường này chạy như bay, phi nước đại, truy đuổi, là Lý Thiên Mệnh lớn nhất dày vò thời khắc. Hắn quên không được, Dịch Tinh Ẩn vì giữ vững Thiên Mệnh thần thành. Liều chết tiến tự hủy kết giới. Hắn quên không được, Hiên Viên Đạo bị phá thánh cung, vẫn đứng lên, vì hắn ngăn lại Khương Vô Tâm. Hy vọng sinh tồn rất nhỏ, có thể làm thắng lợi cuối cùng, tất cả mọi người tại nỗ lực. Từng chương bất khuất mặt, dính đầy vết máu, ở trước mắt lập lòe mà qua. Tại cuồng phong thổi đến mặt mũi đều biến hình thời khắc.
Lý Thiên Mệnh dường như nhìn đến, Hiên Viên Đại Đế ngay tại cái này Hiên Viên Hồ phía trên, thì đứng ở trước mặt mình. Hắn thiên hồn, ở trước mắt lập lòe. Trong đầu, phi tốc lướt qua chính mình những ngày qua, tại Hiên Viên thiên hồn bên trong nhìn đến hết thảy. Rất nhiều chi tiết, đã từng nghĩ mãi mà không rõ, giờ khắc này sinh tử tồn vong, lại như là mặt trời chói chang, tại trong thức hải lập lòe. Lòng mang thiên hạ, mới có thể làm người bên trong chi hoàng. Hiên Viên thiên hồn bên trong, những cái kia phá nát trí nhớ, bỗng nhiên biến đến rõ ràng lên. Một cái to gan lớn mật chi đồ, mang theo bị nô dịch thị tộc, tại quỷ thần áp bách phía dưới, đi ra một đầu thông thiên chi lộ. Vô số lần kinh lịch sinh tử, vô số lần bị nhục nhã, bị thất bại, vẫn duy trì một khỏa dũng cảm tiến tới tâm, thẳng đến hoàn thành kinh thiên tiến hành, đưa cho con cái đời sau, 20 vạn năm trước nhàn hạ nhân sinh. Thủy tổ cũng không có thể bày mưu tính kế, trưởng khống hết thảy, hắn kinh lịch vô số thất bại, bao quát huyết long nhất tộc phản bội, kém chút chôn vùi quả thực. Nhưng, chân chính đế hoàng chi đạo, nên như hắn đồng dạng, mặc kệ tại hạng gì trong nghịch cảnh, đều bảo trì lấy thiêu đốt, tử chiến dũng khí, có được nghịch cảnh lật bàn bá lực cùng đại trái tim. Bọn họ, vì cái gì đối với ta ôm lấy lớn nhất hy vọng? Đó là bởi vì, bọn họ coi ta là Hiên Viên Đại Đế, coi ta là vương giả, một cái vĩnh không ngã xuống chi vương, mới có thể tạo nên chính thức vĩnh hằng thị tộc. Ta muốn giống như hắn, đây chính là đường của ta. Nhân hoàng long giáp, giờ phút này theo trên thân hiện lên đi ra. Giống như nó lần thứ nhất sinh ra như thế, nương theo Lý Thiên Mệnh tiến lên. Tựa như là một tòa hải đăng, chiếu sáng thiêu đốt, chiến đấu, nghịch thiên lật bàn đường. Mỗi người đều sẽ tao ngộ nghịch cảnh. Cuối cùng thắng được người, nhất định là bình tĩnh, tràn ngập quyết tâm, bảo trì khát vọng cùng phẫn nộ người. Đoạn đường này truy đuổi địch thủ, để Lý Thiên Mệnh dường như về tới Trạm Tinh Cổ Lộ. Hắn truy không phải là đối thủ, mà chính là 20 vạn năm trước, vị kia vì cả nhân tộc nghịch thiên cải mệnh nhân hoàng. Làm hắn đụng tới cái kia nóng rực mặt trời một khắc, hắn đế hoàng thiên ý, rốt cục tại trong tuyệt cảnh, vượt qua một đạo giới hạn. Cái kia đạo giới hạn, gọi là 9 tầng sinh kiếp. Lại một lần nữa do tử nhập sinh. Tại một lần xông vào bên trong, hoàn thành đế hoàng thiên ý trưởng thành, càng hoàn thành sinh chi kiếp hoàn ngưng tụ. Dạng này kỳ lạ một màn, có thể nói khoáng cổ thước kim. Không ai sẽ biết, hắn nhưng thật ra là tại truy đuổi tiền nhân con đường phía trên, tìm được đáp án. Cảnh giới tu luyện, căn bản chính là tâm tu luyện. Chỉ có chính thức lĩnh hội, thiên ý mới sẽ trưởng thành. Đây chính là tu hành đốn ngộ. Quan sát, khổ tu, suy nghĩ, ngày qua ngày bế quan, là tu luyện đường. Nhất chiều đốn ngộ, cũng là tu luyện chi lộ. Bọn họ hội tụ cùng một chỗ, mới gọi đột phá. Hôm nay một bước lên trời, không thể thiếu phía trước hơn 10 ngày, quan sát hơn ngàn quỷ thần thiên hồn, trầm tư suy nghĩ công lao. Chỉ là không nghĩ tới, tại thời khắc cuối cùng, vẫn là đến chết kiên trì Hiên Viên Đạo, còn có hắn thủy tổ, cho Lý Thiên Mệnh đáp án. Con đường tu hành, có người dẫn đường, chính là may mắn lớn nhất. Tại đế hoàng thiên ý trên con đường này, Hiên Viên Đại Đế đối Lý Thiên Mệnh ảnh hưởng, tuyệt đối nhiều nhất. Hắn tại lấy cái chết cướp bóc đoạt mà đến sinh cơ lực lượng, đang đuổi giết thời điểm, hoàn thành độ khó cao thao tác, sinh sinh đem thứ 9 sinh chi kiếp hoàn cho ngưng tụ đi ra. 9 tầng sinh kiếp, nhất chiều đột phá, lại lần nữa do tử nhập sinh, lại lần nữa cải lão hoàn đồng. Huyết khí dồi dào, khí huyết kinh thiên. Đoạn đường này, hắn tựa như là đổi một người. Dạng này vào tới trước con đường, siêu việt chính mình, dùng quái vật để hình dung hắn, đều không đủ. Chính thức đột phá một khắc, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp đi vào sinh kiếp, kiếp hoàn bành trướng, sinh kiếp chi lực sôi trào mãnh liệt. Loại này đột phá, so nhập tử kiếp tăng cường biên độ càng lớn. Không hề nghi ngờ, có linh nhi phụ linh, ta đã đứng ở Viêm Hoàng đại lục đỉnh phong. Cho nên, vận mệnh của mình, chính mình chúa tể đi. Hắn chỉ hy vọng, nhất định không muốn, cô phụ hy vọng chung. Nếu như về sau có cơ hội, có thể để hai người bọn họ, thánh cung khôi phục, vậy cũng tốt. Lý Thiên Mệnh tâm lý hy vọng. Sinh kiếp sau khi đột phá, thiên chi dực chấn động, tốc độ của hắn lại lần nữa tăng vọt. Ong ong ong. Huyễn ảnh chạy như bay ở giữa, hắn tại Hiên Viên Hồ phía trên lướt qua, cấp tốc tới gần địa tàng quỷ vương cùng Độc Cô Tấn. Siêu siêu. Hồ nước vẩy ra. Lam Hoàng xông vào trong nước, 9 tầng quỷ biển cuốn lên, tốc độ càng thêm mãnh liệt. Ngoại trừ tiên tiên,
bọn họ đều đã đi ra. Giết bọn hắn, thiên hạ thái bình. Nguyên bản bên này, địa tàng quỷ vương đang chạy, Độc Cô Tấn tại ngăn cản, bọn họ còn đang dây dưa thời điểm, đột nhiên cảm giác sau lưng có bàng bạc khí tức buông xuống, trong lúc nhất thời hai người đều nghi hoặc quay đầu. Lý Thiên Mệnh, Độc Cô Tấn nhướng mày. Hắn có vẻ giống như lại chuyển sinh kiếp, nói không chừng lại mạnh, địa tàng quỷ vương ngốc trệ. Cái quái vật này, Độc Cô Tấn ánh mắt túc sát, sắc mặt triệt để âm u xuống dưới. Cái này thú vị, coi như ta thất bại, người Xuân Thu Đại Mộng cũng xong đời. Địa tàng quỷ vương cười khẩy nói. Ngươi không cảm thấy đứa trẻ này, là hết thảy biến số lớn nhất sao? Coi như ngươi đem quỷ thần phóng xuất, chỉ cần người này bất tử, sớm muộn còn có thể cùng Hiên Viên Đại Đế một dạng, lại diệt các ngươi quỷ thần một lần. Độc Cô Tấn cắn răng nói. Ngươi như thế để mắt hắn. Địa tàng quỷ vương híp mắt nói. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút a, theo thiên hạ đệ nhất hội, đến thanh minh quỷ vương, đến huyết ý quỷ vương, lại đến tầng 12 sinh kiếp Phương Thái Thanh. Nguyên một đám chết ở trong tay hắn, hắn mới 20 mấy tuổi, chờ hắn 100 tuổi, các ngươi 9 tầng địa ngục phía trên, coi như cũng rất nhiều quỷ thần, đều phải diệt vong. Độc Cô Tấn cười lạnh, chỉ cần hắn không chết, thì có vô hạn khả năng, ta hiện tại hối hận nhất chính là, hắn vẫn là thiên chi thánh cảnh thời điểm, ta không có tìm cơ hội dây hắn. Cho nên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Địa tàng quỷ vương nói. Chúng ta liên thủ, trước giết hắn, đem biến số này triệt để diệt đi. Tiếp đó, người ta ở giữa tranh đấu, thì nhìn mỗi người mệnh số, như thế nào. Địa tạng, ta dám cam đoan, hắn không chết, chúng ta hai cái đều không có cái gì sinh lộ, người cũng đừng hòng thắng. Độc Cô Tấn nói. Đi đừng nói nữa, cứ làm như vậy đi. Địa tàng quỷ vương gật đầu. Sau đó, vừa rồi còn đang dây dưa hai bóng người, đang nhanh chóng sau khi trao đổi, vậy mà dừng tay. Sau đó, bọn họ cùng một chỗ quay người, để mắt tới đến bọn họ trước mắt Lý Thiên Mệnh. Chìa khóa, lấy ra, Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm địa tàng quỷ vương nói. Dùng mệnh của ngươi đến đổi, Lý Thiên Mệnh, địa tàng quỷ vương nói. Được, Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Độc Cô Tấn. Độc Cô Tấn khoát khoát tay, nói, các ngươi chơi, ta tùy ý. Ngươi cũng đừng hòng đi, Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia chính là muốn buộc chúng ta, trước tiên đem ngươi làm thịt. Độc Cô Tấn híp mắt nói. Lúc nói chuyện, hắn một đôi huyết long trở về. Nương theo tại bên cạnh người. Trong lúc nhất thời, đỏ thấm trường bào, phần phật nhấp nhô. Địa tàng quỷ vương phía dưới hiên viên hồ bên trong, một đầu tràn đầy sợi tóc một dạng xúc tu cự thú, đem tất cả xúc tu đều tản ra. Trong lúc nhất thời, giống như gần phân nửa hiên viên hồ, đều bị nhuộm thành màu đen. Thế mà, tại đáy hồ một cái nhìn không thấy nơi hẻo lánh, địa ngục âm hồn thú một đầu xúc tu, bỗng nhiên đứt gãy. Cái kia tiếp xúc tay bao bọc lấy một thanh màu đen chìa khóa, hướng về Nhiên Linh Cung phương hướng lặng yên mà đi. Mặc kệ là Lý Thiên Mệnh vẫn là Độc Cô Tấn, đều không nghĩ tới. Địa tàng quỷ vương tại Nhiên Linh Cung bên kia, còn có một cái, có thể đánh vỡ bên trong kết giới trợ thủ. Nhiên Linh Cung, Âu Dương Kiếm Vương cùng ngũ hành địa tông tông chủ Tương Nguyên Quân, còn có mấy cái 10 tầng tử kiếp kiếp lão, bao quát Hiên Viên Ngu, Hiên Viên Tiêu, đều lưu tại nơi này. Nơi này là chỗ an toàn nhất. Nghe nói cái này nhất trọng bên trong kết giới, đóng lại thời điểm, tối thiểu đến tầng 12 sinh tử kiếp cảnh người mới có thể đánh vỡ. Tương Nguyên Quân tán thán nói. Đây là tự nhiên, đây chính là bảo hộ chúng ta tôn thần địa phương. Âu Dương Kiếm Vương nói. Không biết bên ngoài như thế nào. Bọn họ đứng ở chỗ này, đều tại lo lắng nhìn ra phía ngoài. Đúng vào lúc này, một đầu màu đen cự thú, tại trong hồ nước ngoi đầu lên. Đột nhiên xuất hiện ở bên trong bên ngoài kết giới. Nhiên Linh Cung bên trong. Đóng tại này đám người, con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái này một đầu màu đen cự thú. Nó cầm giữ có thần long một dạng đầu rồng, nhưng lộ ra càng thêm hung ác, đầu đều có thật nhiều gai nhọn, hàm răng nhọn hơn sắc bén, hắn thân thể thô to hùng tráng, phần lưng một loạt màu đen gai nhọn, một mực từ đầu kéo dài đến cái đuôi. Cái kia cái đuôi cuối cùng hình dáng như trường thương, thon dài mà dữ tợn. Giống như là bọ cạp chi đuôi. Trừ cái đó ra, nó còn có một đôi cánh thịt khổng lồ, triển khai về sau, già thiên tế nhật. Đen như vậy sắc cự thú, quả thực là hoàn mỹ chiến đấu thể. Nó từng tại thần tông ẩn núp qua, lại tại thiên mệnh thần thành chi chiến, cơ hồ cho thái cổ thần vực mang đến chí mạng hủy diệt, cho nên mọi người tại đây, đều biết nó. Là thái cổ tà ma. Trong lúc nhất thời, mọi người thật sâu nhíu mày. Rất rõ ràng.
sự xuất hiện của nó, chắc chắn cho Nhiên Linh Cung, mang đến tai nạn. Thiên mệnh thần thành, nó không phải cơ hồ bị nổ chết rồi hả? Bị thương thành như thế, còn có thể khôi phục, đây rốt cuộc là quái vật gì? Đừng nói là bọn họ, thì liền Lý Thiên Mệnh, đối cái này thái cổ tà ma, đều không có sâu vô cùng hiểu rõ, từ đó không để ý đến nó tồn tại. Nhưng nói thật, cho dù có phòng bị, lại có thể thế nào? Thần Tông Liên Minh, vốn cũng không có nhân thủ, nhất là tại Khương Vô Tâm xuất hiện tình huống dưới. Bây giờ thái cổ tà ma xuất hiện ở đây, Nhiên Linh Cung bên trong mọi người liếc nhau, toàn bộ xuất ra binh khí, ngoại trừ liều chết nhất chiến, tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Âu Dương, muốn là bên trong kết giới phá, chúng ta toàn lực ngăn lại hắn, ngươi chạy. Tương Nguyên Quân cau mày nói. Khắp nơi đều là chiến trường, trốn đi đâu? Âu Dương Kiếm Vương nói. Có bên trong kết giới bảo vệ Nhiên Linh Cung, đã là chỗ an toàn nhất. Cái này vừa đi ra ngoài, muốn là vận khí không tốt, đụng tới còn lại quỷ thần dư nghiệt, tuyệt đối càng hỏng bét. Chung quanh nơi này khắp nơi đều là người, rất nhiều người đều biết hắn, một khi gây nên chú ý, tuyệt đối phiền toái hơn. Chỉ có thể cầu nguyện, nó không phá được bên trong kết giới đi, hoặc là bên ngoài có thể trợ giúp trở về. Hiên Viên Ngu nói, ta đoán chừng quá sức, bên ngoài Độc Cô Tấn cùng Địa Tàng Quỷ Vương đều tại, còn có Phương Thái Thanh, đệ tử cùng Hiên Viên Đạo bọn họ, đã đầy đủ khó khăn. Âu Dương Kiếm Vương quất ra trường kiếm, vỗ vỗ cầu ca, đầu, nói, đứng dậy, chuẩn bị liều chết nhất chiến đi, hy vọng Hiên Viên Tông Chủ có thể chống đỡ. Hắn không biết, Hiên Viên Đạo chìa khóa, đã mất đi. Càng không biết, cái kia một cái chìa khóa, đã đến thái cổ tà ma trong tay. Nó tự xuất hiện về sau đệ nhất cái nháy mắt, thì tụ tập vô số huyết sắc lôi đình, hội tụ tại trong miệng, ầm vang phun ra. Xì xì xì, lít nha lít nhít lôi đình, hình thành lôi trụ, từ trên trời giáng xuống, bổ vào bên trong kết giới phía trên. Ầm ầm, toàn bộ bên trong kết giới mặt ngoài, đều là bôn tẩu huyết sắc lôi đình. Thái cổ tà ma sử dụng nuốt thiên hồn, cùng Lâm Tiêu Tiêu cùng một chỗ cảnh giới tăng vọt. Rất nhiều người cũng không biết, bọn họ đã đến tầng 12 sinh kiếp. Đây chính là có hay không trí nhớ to lớn khác nhau. Có trí nhớ, thiên ý đều đã thành hình, trọng tu chỉ là một cái ngưng kết lực lượng quá trình, đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, có trí nhớ cũng có chỗ xấu, cái kia chính là thái cổ tà ma cùng Lâm Tiêu Tiêu, căn bản không phải người một đường. Muốn là huỳnh hỏa bọn họ đều có trí nhớ, lấy thái cổ hỗn độn cự thú khủng bố, Lý Thiên Mệnh đoán chừng phiền toái hơn. Có được có mất, nhưng bất kể nói thế nào, khủng bố như thế thái cổ tà ma, nó đang không ngừng oanh kích phía dưới, dẫn đến bên trong kết giới tiếp tục rung động. Rầm rầm rầm, toàn bộ hình tròn bên trong kết giới kết cấu, đã đang kéo dài nứt toác. Xong, tối thiểu tầng 12 sinh kiếp, Âu Dương Kiếm Vương buồn bực nói. Ngươi nghe ta, kết giới một phá ngươi liền chạy, chúng ta có thể ngăn cản nó. Hiên Viên Tiêu vội vàng nói. Đừng suy nghĩ, nó cao ba chúng ta trọng cảnh giới, so tương tông chủ đều cao hai trọng, các ngươi ngăn không được nó. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ngươi muốn nhận mệnh. Không phải, còn không bằng ta đến ngăn lại hắn, các ngươi chạy. Chết ta một cái là có thể. Chỉ hy vọng Hiên Viên Tông Chủ, có thể bảo trụ chìa khóa đi. Âu Dương Kiếm Vương thanh âm khàn khàn nói. Không hề nghi ngờ, tuyệt cảnh lại lần nữa tiến đến. Phía ngoài thái cổ tà ma đã tại cuồng tiếu. Nó tại lôi đình đánh nổ đồng thời, còn dùng chính mình nanh vuốt, cái đuôi, điên cuồng oanh kích, dẫn đến bên trong kết giới rung động càng thêm kịch liệt. Dù là mặt ngoài hiện lên rất nhiều long văn, đều tại lôi đình tàn phá bừa bãi dưới, dần dần vỡ vụn. Chớ ồn ào, các vị, chờ ta đi vào, các ngươi một cái đều chạy không được. Thái cổ tà ma cười lớn, đánh thẳng tới. Hung hăng đâm vào bên trong kết giới phía trên. Ầm ầm, bên trong kết giới lại lần nữa run rẩy kịch liệt. Hưởng thụ tuyệt vọng, tử vong trước hoảng sợ đi. Các ngươi là may mắn, bởi vì các ngươi rất hèn mọn, lại cũng không biết mình hèn mọn. Ở trước mặt ta, các ngươi cuối cùng đều là không đáng giá được nhắc tới hạt bụi nhỏ. Thổi một hơi, các ngươi chỗ chân quý tánh mạng cùng cái gọi là tôn nghiêm, đều muốn tan thành mây khói. Thái cổ tà ma tiếp tục ồn ào. Đây là phong cách của nó. Tịch mịch quá lâu, biệt khuất quá lâu, nó muốn phát tiết. Chết đi. Lại một lần va chạm. Tuyệt vọng cùng đau thương bầu không khí, bao phủ tại trái tim của mỗi người. Âu Dương Kiếm Vương ánh mắt huyết hồng. Sớm biết dạng này, còn không bằng thì về Thiên Nguyên đỉnh bên cạnh, còn có thể bị chết oanh oanh liệt liệt.
Hoàng Tuyền Hồn Thiên Khuyển phẫn nộ nói. Đừng như vậy cậu ca, người cái này lấy cầm kết quả hướng phía trước suy luận, người nào có thể biết, sẽ có con hàng này xuất hiện đâu. Âu Dương Kiếm Vương nói. Thiên Nguyên Đỉnh cùng Hiên Viên Hồ đều là đảo hoang, bọn họ chỉ có thể lựa chọn một tòa. Đúng vào lúc này, Thái Cổ Tà Ma lại lần nữa ngưng tụ thần thông. Nó mang theo ngàn vạn huyết sắc lôi đình, hóa thành lôi đình chi ma, lại lần nữa vọt tới bên trong kết giới. Phá! Ầm ầm! Tuyệt cảnh buông xuống. Giết! Bên trong kết giới, tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Loại này, bình chướng, loại hình kết giới, phá thì biến mất. Mắt thấy Thái Cổ Tà Ma liền muốn đụng vào. Đột nhiên! Nó trước đó xông thân thể, bỗng nhiên trở nên chậm. Phảng phất có người ở sau lưng hắn, đem cứ thế mà kéo lại một dạng. Cái gì, mọi người giật mình. Bọn họ nhìn đến Thái Cổ Tà Ma đột nhiên biến đến vô cùng phẫn nộ. Nó hoạt động cánh, đột nhiên quay đầu, lấy to lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào cái đuôi của nó. Âu Dương Kiếm Vương bọn họ lúc này mới bất ngờ nhìn đến, một cái nhỏ bé bóng người, xuất hiện ở vị trí này. Nàng vậy mà lấy hai tay, ôm lấy Thái Cổ Tà Ma chóp đuôi đầu. Tựa như là một cái áo đen thiếu nữ. Lâm Tiêu Tiêu, người muốn chết. Thái Cổ Tà Ma nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh! Đang gào thét thời điểm, phần đuôi truyền đến lực lượng khổng lồ, vậy mà đem xinh xinh ném một vòng, ầm ầm nện ở Hiên Viên Hồ hòn đảo trên mặt đất. Ầm ầm! Khắp nơi run rẩy. Thái Cổ Tà Ma, mặt mày xám xịt. Đây là cái gì tình huống? Đó là ai? Tựa như là một cái gọi Lâm Tiêu Tiêu đệ tử, cùng Lý Thiên Mệnh có chút quan hệ. Bọn họ thảo luận thời điểm, Thái Cổ Tà Ma khí huyết quay cuồng, bò lên. Tại hắn đối diện, thiếu nữ mặc áo đen kia toàn thân bao phủ tại huyết sắc lôi đình bên trong, nàng trên người có rất nhiều cháy đen vết máu, đó là bị tỏa liên, cấm chế sinh sinh đâu đi ra, bao quát trên mặt đều có mấy đạo, dạng này vết thương, phối hợp nàng hiện tại cái kia tươi hai mắt màu đỏ, còn có hiện lên màu tím nhạt bờ môi, lộ ra hung ác, lạnh lùng một cách yêu dị. Ngươi rất không sợ chết à, đem ngươi khốn thành như thế, đều có thể chạy ra đến. Tam hồn điện tỏa, còn không có muốn mệnh của ngươi. Ngươi ý chí thật muốn có mạnh như vậy mềm dai, ngươi một chút nghe lời của ta, ngươi đều không đến mức sống đến mức thảm như vậy. Thái Cổ Tà Ma giận không nhịn nổi. Lâm Tiêu Tiêu đáp lại, là theo tu di giới chỉ bên trong, cái kia ra một thanh trường thương màu đen, trên đó có 15 điều kiếp văn. Ngươi bắt ta đưa cho ngươi kiếp khí, tới đối phó ta. Thái Cổ Tà Ma cười lạnh. Ngươi chừng nào thì, có thể ít nói lại một chút nói nhảm. Lâm Tiêu Tiêu cắn môi một cái, đứng tại bên trong kết giới trước, thân thể gầy yếu, ngăn tại Âu Dương Kiếm Vương bọn họ trước đó. Tránh ra, Thái Cổ Tà Ma nóng nảy, toàn thân lôi đình bôn tẩu. Cái kia lăn người, là ngươi. Thái Cổ Tà Ma nổi giận, vỗ cánh vọt tới, trong lúc nhất thời bụi mù lăn lộn, sóng lớn ngút trời. Ngươi tất cả bản sự, đều là ta dạy cho ngươi, ngươi dám đem ra đối phó ta. Ngươi xứng sao? Rầm rầm rầm. Tại nổi giận bên trong, vô số huyết sắc lôi đình nện tới, Lâm Tiêu Tiêu bóng người rất nhanh, tại điện xà bên trong né tránh, sau đó phóng tới Thái Cổ Tà Ma, hai người như là hai đoàn lôi trì, đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời long trời lỡ đất, lôi đình nổ tung, mãnh liệt điện xà bôn tẩu khắp nơi. So sánh phía dưới, Thái Cổ Tà Ma cầm giữ có thần thông, lực lượng càng thêm hung mãnh, bất quá Lâm Tiêu Tiêu càng nhanh càng linh hoạt, còn sẽ sử dụng nhất định chiến quyết. Trong lúc nhất thời, nàng vậy mà chống được Thái Cổ Tà Ma phẫn nộ trùng sát. Cái này, cũng là Thái Cổ Tà Ma muốn đem nàng khóa kín lý do. Bởi vì nó phát hiện, lấy ngự thú sư tại cộng sinh hệ thống tu luyện bên trong chủ đạo quan hệ, nó càng ngày càng khó khống chế lại Lâm Tiêu Tiêu. Cho dù là địa tàng quỷ vương bọn họ hạ, tam hồn điện tỏa, đều rất dễ dàng hướng Thái Cổ Tà Ma bên này chuyển di, Thái Cổ Tà Ma khẳng định không thể bị tam hồn điện tỏa khống chế, cho nên nó tại ngăn cản. Nó càng là chống cự, tương đương với đang trợ giúp Lâm Tiêu Tiêu thoát khốn. Cộng sinh hệ thống tu luyện đặc thù tính, trên nhiều khía cạnh, đều bị Thái Cổ Tà Ma chịu nhiều đau khổ. Hôm nay, càng là Lâm Tiêu Tiêu lại lần nữa đứng ra, phá hư đại sự của nó. Nó táo bạo, phẫn nộ, tuy nhiên nhiều thủ đoạn, lại đối Lâm Tiêu Tiêu thủ đoạn, rõ như lòng bàn tay, nhưng, trở ngại cộng sinh hệ thống tu luyện, tâm linh tương thông dưới, bọn họ lẫn nhau ở giữa ý nghĩ. Nhiều khi cũng có thể làm cho đối phương dự phán. Chính vì vậy, nó muốn bắt lại Lâm Tiêu Tiêu, vậy mà biến đến rất khó khăn. Thái Cổ Tà Ma quả thực bị làm tức chết.
Lâm Tiêu Tiêu, ngươi triệt để đắc tội ta, chờ ta giết cái kia vô sỉ kẻ trộm, ta nhất định khiến ngươi nhấm nháp, thế gian thảm nhất thống khổ. Thái cổ tà ma tức giận cuống họng đều giống câm. Kỳ quái, ngươi không phải để cho ta thưởng thức qua sao? Huyết sắc lôi đình bên trong, cái kia tóc đen bay tán loạn, trên thân tràn đầy vết máu thiếu nữ, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Thái cổ tà ma táo bạo gào thét. Thắng lợi đang ở trước mắt, lại bị Lâm Tiêu Tiêu lần lượt ngăn cản, nó cảm giác cái bụng đều nhanh nổ. Chết chết chết! Nó nộ hống, tại nhiên linh cung vị trí, hướng về bốn phương tám hướng chấn động mà đi. Thái cổ tà ma! Lý Thiên Mệnh đột nhiên nghe được, đến từ nhiên linh cung phương hướng thanh âm. Bởi vì hiên viên hồ rất phẳng, hắn trộm thiên chi nhãn có thể nhìn đến chỗ xa hơn. Tại cuối tầm mắt, hoàn toàn có thể nhìn đến thái cổ tà ma đã hiện thân. Nó giống như tại chiến đấu, không phải phá hư bên trong kết giới. Như vậy, là ai, cùng nó chiến đấu? Lý Thiên Mệnh híp mắt xem xét, quả nhiên là Lâm Tiêu Tiêu. Lại là nàng. Tình cảnh này, để Lý Thiên Mệnh một chút thở dài một hơi. Kết quả là, Lâm Tiêu Tiêu vẫn là không có để hắn thất vọng. Lý Thiên Mệnh không dám tưởng tượng, nếu là không có Lâm Tiêu Tiêu ngăn cản thái cổ tà ma, hiện tại Âu Dương Kiếm Vương bọn họ, nhất định nguy hiểm hơn. Khương Vô Tâm cầm một cái chìa khóa, bụng đều nổ tung thái cổ tà ma lại xuất hiện, nó đây là muốn cầm mặt khác một thanh. Sự thật này, đột nhiên để Lý Thiên Mệnh dùng mình. Trộm thiên cơ. Trộm thiên cơ, để Lý Thiên Mệnh thấy được ba cái hình ảnh. Trong đó, cái thứ nhất là thái cổ tà ma, thứ hai là Khương Vô Tâm. Thái cổ tà ma, kém chút hủy Thiên Mệnh thần thành. Khương Vô Tâm, càng là thái cực phong hồ chi chiến tuyệt đối nhân vật chính. Mấu chốt là, giờ khắc này, mỗi người bọn họ chỉ hướng một cái chìa khóa. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trộm thiên cơ, để Lý Thiên Mệnh tránh thức phòng bị, là hai người bọn họ. Chỉ tiếc, Lý Thiên Mệnh lần thứ nhất sử dụng trộm thiên cơ, coi là Thiên Mệnh thần thành lần kia, cũng là tiết lộ thiên cơ. Không nghĩ tới, lại là lần này. Để Khương Vô Tâm cùng thái cổ tà ma mỗi người cầm tới chìa khóa, quỷ thần tuyệt đối tái nhập nhân gian. Phong Thanh Mục không có thể chân chính giết chết Khương Vô Tâm, lại thêm Độc Cô Tấn cùng Phương Thái Thanh hấp dẫn chú ý lực. Ba người bọn họ hung hăng càn quấy, phản mà lúc này, hỏng Lý Thiên Mệnh cùng cả nhân tộc đại sự. Ngươi còn an bài người, đoạt một cái chìa khóa khác. Độc Cô Tấn nhíu mày nhìn về phía địa tàng quỷ vương. Hắn gấp, Lý Thiên Mệnh cũng gấp. Trước hết giết quỷ thần Dư Nghiệt, lại đến tranh đấu. Lý Thiên Mệnh đối Độc Cô Tấn quát nói. Độc Cô Tấn mày nhíu lại đến càng sâu. Hắn xác thực kiêng kỵ quỷ thần Dư Nghiệt, nhưng lấy tình huống hiện tại nhìn, muốn là không có địa tàng quỷ vương tại, hắn dựa vào cái gì cầm xuống Lý Thiên Mệnh. Hắn muốn là, Lý Thiên Mệnh cùng địa tàng quỷ vương đều chết. Cho nên Lý Thiên Mệnh đề nghị, hắn không có cách nào tiếp nhận. Hắn muốn kéo, nhìn xem nhiên linh cung tình huống bên kia. Nếu như Lâm Tiêu Tiêu nhịn không được, hắn mới quyết định còn không muộn. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại kéo không nổi. Quỷ thần nhất tộc tầm quan trọng, trong lòng hắn so Độc Cô Tẫn lớn hơn. Sau đó, thái cổ tà ma xuất hiện, để bọn hắn tam phương quan hệ, biến đến thập phần vi diệu. Có thể không có cách, Lý Thiên Mệnh lớn nhất cuống cuồng. Hắn muốn vượt qua bọn họ, đi trước nhiên linh cung. Nhưng rất hiển nhiên, địa tàng quỷ vương sẽ không để hắn tới. Tại cái này lớn nhất dẫy dụa thời khắc, Lý Thiên Mệnh không đánh cược nổi. Tiêu Tiêu, nhất định muốn chống đỡ. Chúng ta đây. Huỳnh Hỏa treo trên vai của hắn, hai mắt giận lửa đốt cháy nói. Giết sạch bọn họ. Thực lực tuyệt đối tự tin, để Lý Thiên Mệnh làm ra phá cục lựa chọn. Quản ngươi là vây công vẫn là kiềm chế. Giết bọn hắn, hết thảy giải quyết. Chính hợp ý ta. Bọn họ một người bốn thú, toàn bộ xuất hiện. Lại thêm Khương Phi Linh tại, lẫn nhau ở giữa chiến lực, đến mạnh nhất trước mắt. Ở trong nháy mắt này, Lý Thiên Mệnh cùng bọn họ bốn cái, đều liếc nhau một cái. Bọn họ đồng tâm tề lực, tâm hướng tới, đều là chiến đấu. Đây là Lâm Tiêu Tiêu hâm mộ không đến địa phương. Oanh! Lam Hoang lật tung hiên viên hồ, một đạo hồng mông âm ba chấn động mà đi, vọt thẳng hướng về phía tất cả đối thủ. Địa tàng quỷ vương, một người một thú. Độc Cô Tấn, một người song long. Theo Lam Hoang xông ra hiên viên hồ bắt đầu. Tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ cắm rễ tại đáy hồ. Vô số màu đen sợi rễ chậm rãi lan tràn ra, ba đóa cự hoa đua nở,
vô số thánh quang đằng mạn cùng cành lá tản ra. Cái kia vĩnh dạ sắc phi tại trên cùng, bắt đầu phóng thích vô tận tinh quang. Ta đã sớm ăn no rồi, tiếp đó, đại khai sát giới. Linh thể của nó bay ở Lý Thiên Mệnh trước mắt, chiến đấu vội vàng, để nó hóa thành mạn châu xa hoa hình tượng, toàn thân máu tươi tinh hồng. Nó cùng địa tàng quỷ vương địa ngục âm hồn thú, tạo thành lớn nhất xung đột. Cả hai đều tại hiên viên hồ bên trong, đều là vô số chi nhánh. Trong lúc nhất thời, cái kia địa ngục âm hồn thú như tóc một dạng bén nhọn xúc tu, ào 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 quấn quanh ở hắn trên thân, kéo dài hướng tiên tiên dây leo, cành lá cùng sợi rễ, mưu toan đem tiên tiên toàn bộ nuốt vào. Làm nó xúc tu vào tiên tiên trên cây khô thời điểm, tiên tiên thánh quang đằng mạn đồng dạng cuốn lấy nó. Nó màu đen sợi rễ, càng là xé rách thân thể của nó. Giữa hai cái này, trực tiếp triển khai sáp lá cả đại chiến. Tiên tiên chỗ dựa lớn nhất, vẫn là thanh linh tháp tác dụng. Cái này dẫn đến, nó tuy nhiên về mặt sức mạnh một chút yếu một ít, nhưng là cơ hồ đứng ở thế bất bại. Tất cả xé rách vết thương, đều có thể tại thanh linh tháp tư nhuận phía dưới khôi phục. Thế mà, địa ngục âm hồn thú nếu như bị xé rách, cái kia chính là vĩnh cửu thương tổn. Miu Miu, người trước giúp tiên tiên. Lý Thiên Mệnh căn cứ bọn họ khác biệt đặc tính, rất lãnh tĩnh cho bọn họ phân phối đối thủ. Trong đó, Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang, một cái cường hãn nhục thuẫn, một cái lãnh khốc huyễn ảnh sát thủ. Phối hợp của bọn nó lực sát thương, một cộng một vượt qua hai. Nhất là, có thanh linh tháp về sau, cuồng bạo Lam Hoang tuyệt đối khó chơi. Hình thể của nó, so với đối phương hai đầu, thái cổ huyết minh long, cùng nhau đều muốn to lớn. Huỳnh Hỏa giấu ở nó thiên trọng tinh hoàn bên trong, cơ hồ nhìn không thấy. Tại cái này trước tiên, Lam Hoang thì xông về cái này hai đầu rồng. Đoán chừng bởi vì đều là thần long quan hệ, cái kia hai đầu thái cổ huyết minh long đối với mình 10 phần tự ngạo. Lam Hoang tuổi tác đối bọn nó tới nói, thực sự quá nhỏ. Đến mức, bọn họ rất có cảm giác ưu việt. Bọn họ có thể thừa nhận Lý Thiên Mệnh rất mạnh, nhưng đối với Lam Hoang, bọn họ chỉ có cười lạnh. Hai đầu tiểu hồng trùng, các ngươi trang cái gì đâu? Thì các ngươi cái này máu me nhầy nhụa dáng vẻ, còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái lão đầu rất đẹp trai à. Cúi đầu nhìn xem, ta rùa, long đệ, mới thật sự là rồng. Các ngươi cũng là hai đầu tiểu con run, sẽ chỉ ở trên trời uốn qua uốn lại. Có loại xuống tới trong nước, cùng ta long đệ quyết nhất tử chiến, phân ra ai mới là thiên hạ đệ nhất rồng. Huỳnh Hỏa hai cánh chống nạnh, lấy kiêu ngạo nhất thái độ. Tại chỗ kích thích cái này hai đầu thái cổ huyết minh long. Ngươi là thiểu năng trí tuệ a. Trong đó một đầu thái cổ huyết minh long cười lạnh một tiếng. Loại này nhàm chán kế khích tướng, hai ta tuổi thời điểm, liền sẽ dùng. Một đầu khác nói. Bọn họ ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang, chẳng thèm ngó tới. Gà đại ca, cái này hai đầu lão đầu làm sao không xuống a? Bọn họ là sợ ta, bóp nát bọn chúng trứng sao? Lam Hoang ngây thơ hỏi. Bọn họ tự nhiên không sợ, người biết tại sao không? Đó là bởi vì bọn họ lớn tuổi, chứng không được, coi như bị người bóp nát, bọn họ cũng sẽ không để ý. Huỳnh Hỏa chứng chạc đàng hoàng giải thích nói. Qua, vậy liền đáng tiếc, ta cảm giác bọn họ thẳng uy vũ, không nghĩ tới như thế hư a. Còn không bằng ta Meo Ca. Lam Hoang giọng lớn, rõ ràng là thấp giọng thảo luận, thanh âm lại to đến tại mỗi người trong lỗ tai oanh minh. Bình thường, đệ ngươi chính là quá nhỏ, không kiến thức, giống bọn họ loại này rồng, chúng ta bình thường xưng là, không chứng chi long, lớn lên xấu xí, nhát như chuột, ngươi có tin ta hay không mắng chúng nó tổ tông, bọn họ cũng không dám kít một tiếng, tại gà đại ca trước mặt khúm núm. Huỳnh Hỏa cười khẩy nói, ta tin tưởng, gà đại ca, ngươi quá đẹp, những thứ này tiểu con run so với ngươi đến, xác thực xấu đến không được. Lam Hoang vẻ mặt thành thật gật đầu. Ai? Trong lòng ngươi biết là được rồi, khác nói ra, đẹp trai cũng là một loại phiền não a. Huỳnh Hỏa nói xong, vỗ vỗ Lam Hoang đầu rồng, cười to nói. Đệ, hai cái này cháu trai không dám xuống tới, nước tiểu bọn họ, để chúng nó kiến thức một chút, cái gì gọi là người tuổi trẻ lực xuyên thấu. Không có vấn đề. Lam Hoang lập tức đem thân thể lật chuyển tới, nó đại uống một hớp nước, sau đó. Nước tiểu thượng thương thiên. Xì. Còn thật đừng nói, cái này lực xuyên thấu, đó là tương đương hung mãnh. Cái kia thái cổ huyết minh long còn không có kịp phản ứng, liền bị bắn ra một mặt. Bọn họ liếc nhau một cái, ngây ngẩn cả người. Quy đệ, chạy mau.
Huỳnh Hỏa cười ha ha, mang theo Lam Hoang cùng một chỗ, chui vào hiên viên hồ bên trong. Giống giống. Trên bầu trời, vừa rồi hai đầu tự cho là đúng thần long, bị tức đến toàn thân đỏ bừng, ầm vang vọt vào hiên viên hồ, tại cái này lớn như vậy đáy hồ, gầm thét đuổi theo Lam Hoang, đem mệnh đều nhanh hô lên tới. Thành công mắc câu. Huỳnh Hỏa nhất định phải làm như vậy, bởi vì Độc Cô Tấn người này rất tặc. Hắn chỉ muốn để Lý Thiên Mệnh cùng Địa Tàng Quỷ Vương đấu chết, cho nên, nó muốn đem cái này hai đầu thái cổ huyết minh long triệt để kéo vào chiến trường. Một khi bọn họ lâm vào sinh tử chiến, Độc Cô Tấn liền không thể lại không đếm xỉa đến. Tại hiên viên hồ bên trong, đó là Lam Hoang siêu cấp chiến trường, nó ở trong nước, phiên vân phúc vũ, nhanh lên gấp 10 lần, thiên trọng tinh hoàn vừa mở, thanh linh tháp hộ thể, lại bị truy đuổi đồng thời, đột nhiên quay người giết một cái hồi mã thương, trực tiếp lấy hồng mông ma bản xoắn giết ra ngoài, đâm vào cái kia hai đầu thái cổ huyết minh long trên thân. Rầm rầm rầm, phiên giang đảo hải. Cùng lúc đó, một cái linh hoạt hỏa diễm huyễn ảnh, ẩn núp tại Lam Hoang bên người, thời khắc đều tại tìm cơ hội, cho cái này hai đầu thái cổ huyết minh long nhất kích chí mệnh. Bọn họ làm trễ nải thời gian, chỉ là vừa mới khai chiến, mà ở những chiến trường khác phía trên, đã sớm giết đến long trời lỡ đất. Lý Thiên Mệnh lấy sức một mình, đem Địa Tàng Quỷ Vương cùng Độc Cô Tấn, đều lôi vào chiến trường. Giống như hắn chỗ quyết đoán như thế, hắn muốn hai người kia đều đi chết. Một bên khác, thì là Miêu Miêu hóa thân đế ma hỗn độn, cuồng oanh loạn tạc, cùng tiên tiên cùng một chỗ đối phó địa ngục âm hồn thú. Khởi nguyên thế giới thụ cùng địa ngục âm hồn thú lẫn nhau rảo sát, đã đến tương đương độ thảm thiết, dưới tình huống như vậy, Miêu Miêu trực tiếp lấy lôi đình thần thông oanh tạc, sinh sinh giết ra một đường máu, tránh khỏi bị địa ngục âm hồn thú xúc tu cùng thần thông dây dưa. Nó lấy cửu trọng hỗn độn lôi giới tiến đụng vào trong nước, màu đen lôi đình dọc theo địa ngục âm hồn thú thân thể dâng trào, xé rách huyết nhục của nó. Làm Miêu Miêu nhào tới địa ngục âm hồn thú trên người thời điểm, càng là trực tiếp lấy thái bạch ma cốt nanh vuốt, đến xé rách đối thủ. Dù là đối thủ thân thể rất lớn, bị nó dạng này cắn xé, vẫn là nhịn không được, tại chỗ máu me đầm đìa. Phốc phốc phốc, tiên tiên phệ huyết kiếm vũ biểu bắn đi ra, đâm vào địa ngục âm hồn thú trên thân, phát sinh vô số nổ tung, nổ cái này địa ngục âm hồn thú cả người là huyết. Đương nhiên, địa ngục âm hồn thú, đồng dạng để tiên tiên cùng Miêu Miêu đều 10 phần khó chịu, có thể nó tạo thành thương thế, cơ bản không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, tại thanh linh tháp tư nhuận phía dưới, đều có thể khôi phục. Thanh linh tháp, tuyệt đối tăng lên cực lớn cái này bốn đầu thái cổ hỗn độn cự thú năng lực. Mấu chốt là, làm là thứ nhất quỷ vương cộng sinh thú, địa ngục âm hồn thú, rõ ràng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Thậm chí, nó so một đầu thái cổ huyết minh long, cũng còn phải kém một chút. Cái này hoàn toàn nói rõ, nó không phải Địa Tàng Quỷ Vương trời sinh cộng sinh thú. Nó có thể tăng lên tới loại trình độ này, nhất định dùng rất nhiều quỷ thần nhất tộc bí pháp. Giống như Bà Sa Quỷ Vương Thiên Vân cự thú, đồng dạng là bị Âu Dương Kiếm Vương một kiếm miểu sát. Nó không mạnh, cũng là đột phá khẩu, trước hết giết nó, Miêu Miêu thì có thể trợ giúp ta, tiên tiên có thể trợ giúp Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang. Đây là Lý Thiên Mệnh mạch suy nghĩ. Vì thế, lúc này thời điểm hắn làm bộ kiềm chế, bằng mặt không bằng lòng, Địa Tàng Quỷ Vương cùng Độc Cô Tấn, tại hai người kia, đều muốn đi sau chỉ hoãn nhìn tâm thái dưới, Lý Thiên Mệnh lướt qua địa ngục âm hồn thú trong nháy mắt, đột nhiên theo trong tay, lấy ra mười mấy vốn kiếp văn thư. Những thứ này kiếp văn thư, tuy nhiên không phải tam nguyên, nhưng đều đạt đến nhị nguyên kiếp văn thư tiêu chuẩn, mà lại tất cả đều là lực sát thương rất mạnh loại hình. Lý Thiên Mệnh chuyên môn lưu lại, chính là vì nên đối hiện ở loại tình huống này. Tuy nhiên không bằng Hỗn Nguyên Điện văn thư, nhưng dù sao số lượng rất nhiều, dễ dàng thao túng. Tiên tiên, Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt tích huyết, lây dính những thứ này nhị nguyên kiếp văn thư, trực tiếp đập xuống. Mười mấy vốn nhị nguyên kiếp văn thư lực lượng, gần như đồng thời dẫn bạo. Tại kiếp văn thư khuyết thiếu Viêm Hoàng Đại Lục, cái này là rất đại thủ bút. Mười cái kiếp văn thư, thuộc tính hoàn toàn khác biệt, có là nguyên tố lực lượng, so như hỏa diễm, hàn băng, lôi đình, gió bão, có thì là phong cấm, suy yếu. Nhiều loại hỗn hợp cùng một chỗ, sinh ra trong nháy mắt chí mạng lực sát thương. Tại hắn phía dưới, tiên tiên cùng Miêu Miêu sớm thì chuẩn bị xong. Chỉ thấy tiên tiên thân thể xoay chuyển, tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, cưỡng ép đem quấn quanh ở nó trên thân địa ngục âm hồn thú thân thể nâng lên, mặt hướng Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm,
một tiếng kinh thiên nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Địa ngục âm hồn thú thân thể rất lớn, cho nên lại càng dễ bị trúng đích. Bây giờ bị đón đầu thống kích, coi như không bị chết, cũng coi như trình độ nhất định bị thương. Tiếp đó, Tiên Tiên cùng Miu Miu hai đánh một, giải quyết hết đối thủ này, cần phải chỉ là vấn đề thời gian. Lý Thiên Mệnh thiếu thốn nhất chính là thời gian. Bất quá, hắn phát hiện, Độc Cô Tấn đối địa ngục âm hồn thú bị thương, hoàn toàn không quan trọng coi như xong, địa tàng quỷ vương, ánh mắt dường như đồng dạng lạnh lùng. Bọn họ thỉnh thoảng nhìn về phía Nhiên Linh Cung phương hướng, còn tại về sau chỉ hoãn. Nhưng bất kể nói thế nào, toàn bộ chiến trường, đều tại hướng lấy Nhiên Linh Cung chuyển di. Lý Thiên Mệnh đã triệu hoán Nhân Hoàng Long Giáp, hai tay Đông Hoàng Kiếm, trên đỉnh đầu còn có linh hồn kiếp phó khống chế Thái Nhất Tháp. Hắn lấy một địch hai, chỗ dựa lớn nhất, vẫn là Khương Phi Linh. Nàng thời không lực lượng, có thể trợ giúp Lý Thiên Mệnh chia cắt chiến trường. Làm Lý Thiên Mệnh toàn lực đối phó Độc Cô Tấn thời điểm, địa tàng quỷ vương rất nhiều lần công kích, đều bị thiên giới vi thành ngăn cản, đồng thời còn lâm vào năm tháng gông xiềng bên trong. Lý Thiên Mệnh có thể rõ ràng cảm giác được, Linh Nhi phương diện này năng lực, so với trước kia mạnh hơn. Ca ca, Tiêu Tiêu khả năng nhịn không được quá lâu, nàng hết thảy, cần phải đều đến tự Thái Cổ Tà Ma. Thái Cổ Tà Ma tổng có biện pháp đối phó nàng. Khương Phi Linh một bên trợ giúp Lý Thiên Mệnh, vừa quan sát Nhiên Linh Cung bên kia. Biết. Nói cách khác, không có thời gian. Hắn lấy một địch hai, muốn giết hai người này, xác thực không quá hiện thực. May mắn, Lý Thiên Mệnh chờ được trợ giúp. Tại hắn dùng kiếp văn thư trợ giúp Tiên Tiên cùng Miu Miu đánh vỡ thăng bằng về sau, cái kia vốn là không tính mạnh địa ngục âm hồn thú, cái thứ nhất chiến bại. Nó thân thể khổng lồ kia, tại Miu Miu lôi đình oanh tạc, cùng Tiên Tiên phệ huyết kiếm vũ xuyên thấu phía dưới, toàn bộ nổ tung. Phanh phanh phanh. Thi thể nổ tung, trải rộng toàn bộ hiên viên hồ. Địa ngục âm hồn thú sau cùng thanh âm, cũng không thê thảm, ngược lại bi tráng. Địa tạng, cảm ơn ngươi cho ta cả đời này. Chúc mừng các ngươi quỷ thần tái nhập ngày, đừng quên, vì ta lập một ngôi mộ. Nó thanh âm thê lương, triệt để tiêu tán. Sự cường đại của nó, xác thực rất hư. Đây không phải là nó vốn là có thể có thực lực cùng cảnh giới. Nó chiến tử về sau, địa tàng quỷ vương hít một hơi thật sâu, trầm trọng nói. Lão huynh đệ, lên đường bình an, chờ ta hoàn thành đại nghiệp, liền đi Hoàng Tuyền Lộ, cùng ngươi lại đi cả đời. Chính vì vậy, hắn không có bi thương. Bọn họ bản thân thì không có bao nhiêu thời gian, cho nên sớm đã đem sinh tử, nhìn đến rất nhạt. Mấu chốt là, đại nghiệp chưa thành. Theo Thái Cổ Tà Ma áp chế Lâm Tiêu Tiêu, bọn họ quỷ thần dư nghiệt, có thể nói là chiếm cứ tiên cơ. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, địa tàng quỷ vương quay đầu, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Lúc này thời điểm, Miu Miu đã giải ngoại trừ đế ma hỗn độn trạng thái, hóa thành một con mèo nhỏ, đi tới Lý Thiên Mệnh bên người. Mà cái kia một cái cây, thì chìm vào hiên viên hồ bên trong, xông về Thái Cổ Huyết Minh Long, cường thế trợ giúp Huỳnh Hỏa cùng Lam Hoang. Có Huỳnh Hỏa tại, bọn họ ngạnh kháng Thái Cổ Huyết Minh Long, hoàn toàn không rơi vào hạ phong. Lúc này thời điểm Tiên Tiên vừa đến, trực tiếp thành bọn chúng ác mộng. Giết! Bọn họ một người bốn thú, đều đã giết đỏ cả mắt. Địa ngục âm hồn thú chiến tử, cái kế tiếp đến phiên người nào? Làm Lý Thiên Mệnh ánh mắt, quét đến địa tàng quỷ vương thời điểm, cái lão quỷ này lại tại cười ha ha. Lý Thiên Mệnh, đa tạ ngươi, giúp ta giải trừ cộng sinh trói buộc, để cho ta địa tạng có thể trở về chính mình. Dù sao, nhiều năm huynh đệ, chính ta không có cách nào ra tay. Hôm nay, ngươi như thế khinh thị ta, liền để ngươi thấy rõ ràng, thuộc về đệ nhất quỷ vương, thuộc khắp thiên hạ tối cường giả lực lượng. Chúng ta quỷ thần nhất tộc cường đại, ở chỗ căn bản không cần cộng sinh thú, mà là chúng ta chính mình, cũng là ngự thú sư, cộng sinh thú hai trong một. Tại hắn trong lúc cười to, thân thể của hắn, phát sinh cùng loại bà sa quỷ vương biến hóa. Tạch tạch tạch, thân thể của hắn tại kịch liệt vặn vẹo, huyết nhục bành trướng, cốt cách tăng trưởng, trên thân thậm chí dài ra vảy màu đen. Chỉ chớp mắt, chỉ là thân thể, liền đã có cao hơn 4 mét. Phốc phốc, đáng sợ nhất là, hắn sườn bộ, dài ra hai đầu mới cánh tay. Hết thảy 4 cánh tay, biến đến vô cùng thô to, hình dáng như thú chảo. Bộ mặt của hắn, hoàn toàn mất đi người dáng vẻ, biến đến mặt mũi hung dữ. Càng kinh khủng chính là, tại mỗi một con mắt trên dưới hai cái vị trí, đột nhiên nứt ra, nhiều 4 con mắt.
tăng thêm ban đầu 2 mắt, hết thảy có 6 mắt. 6 con mắt, toàn bộ nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Khí tức của hắn, quả nhiên biến đến càng khủng bố hơn, hắn trong mắt điểm sao, hết thảy đạt tới 999. Đây mới là địa tàng quỷ vương, chân chính bộ dáng. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hiện tại, xác thực so ban đầu hắn cùng địa ngục âm hồn thú cùng nhau, còn mạnh hơn như vậy một chút. Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Bằng không mà nói, địa tàng quỷ vương đã sớm để địa ngục âm hồn thú, ở lúc mấu chốt, tự mình dâng hiến. Ngay cả như vậy, vừa giết địa ngục âm hồn thú, tương đương với cái này cộng sinh thú cái kia một phần lực lượng, lại chuyển rời đến địa tàng quỷ vương trên thân. Lý Thiên Mệnh trước mắt hai cái này đối thủ, so trước đây càng mạnh. Hiện tại địa tàng quỷ vương, 4 cánh tay, 6 con mắt. Hắn 4 cánh tay phía trên, nắm 4 thanh binh khí, đều nắm giữ đỉnh cấp kiếp văn, theo thứ tự là đao thương kiếm kích. Trong mắt có điểm sao, chứng minh hắn còn có thể sử dụng thần thông. Hắn lạnh giọng cười một tiếng, nói. Tự giới thiệu mình một chút, ta đến từ, lục mục quỷ thần tộc, tại 9 tầng địa ngục, chúng ta tộc quần, gần với hoàng tộc. Tại bên cạnh hắn, Độc Cô Tấn tay cầm sát thần giản, hắn cúi đầu nhìn lấy nó thái cổ huyết minh long, vậy mà lâm vào khốn cảnh, hắn hai mắt nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, càng là tràn đầy thật sâu kiêng kỵ, còn có sâu vô cùng sát cơ. Rất rõ ràng, đây là một cái, sẽ hủy đi hắn hết thảy thiếu niên. Cho nên, ta cũng bị xem thường rồi hả? So với quỷ thần nhất tộc, Độc Cô Tấn vậy mà, càng muốn giết hơn Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần tiểu tử này còn sống, ta thì hẳn phải chết. Ta muốn là chết, quỷ thần coi như tái nhập, cùng ta có quan hệ gì? Hắn là chủ nghĩa lợi kỷ người. Cho nên, hắn không do dự nữa, trì hoãn, mà chính là làm ra lựa chọn. Nói đến rất buồn cười, hắn đối Lý Thiên Mệnh kiêng kỵ, lớn hơn địa tạng, Khương Vô Tâm cùng thái cổ tà ma 3 cái tăng theo cấp số cộng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Độc Cô Tấn kiêng kỵ, cũng không phải là không có nguyên do. Hắn đối Lý Thiên Mệnh quật khởi con đường, rõ như lòng bàn tay. Thì một thời gian 2 năm, theo trời thánh cảnh trưởng thành là thiên hạ trước 3 đỉnh cao cường giả. Dựa theo loại tốc độ này, lại cho hắn nửa tháng, chẳng phải là liền thượng thần, đều có thể đối phó. Thậm chí, liền chính hắn đều tin tưởng, Lý Thiên Mệnh là hiên viên đại đế chuyển thế. Nếu như hôm nay, không triệt để giết Lý Thiên Mệnh, ta coi như hủy diệt hiên viên hồ, cũng chỉ có thể làm 1 tháng viêm hoàng chi chủ. Cùng địa tạng liên thủ giết hắn, tiếp đó, hắn muốn đối phó địa tạng, Khương Vô Tâm cùng thái cổ tà ma, ngăn cản quỷ thần tái nhập. Nhưng tối thiểu nhất, hiên viên đạo Lý Thải Vi bọn họ, sẽ đối với chuyện này, cùng làm chính mình đi đến một đường, sẽ tiếp tục áp chế Khương Vô Tâm. Lâm Tiêu Tiêu, vẫn là sẽ ngăn cản thái cổ tà ma. Chỉ có dạng này, ta mới có thể chân chính, hùng bá thiên hạ. Nguồn gốc từ tại đối Lý Thiên Mệnh sâu vô cùng kiêng kỵ, hắn không do dự nữa, cùng cái kia hóa thành lục mục quỷ thần tộc địa tàng quỷ vương liếc nhau, thì một trái một phải, hướng về Lý Thiên Mệnh vây giết mà đến. Trước đây là trì hoãn. Hiện tại, là sát khí lẫm liệt. Phương Thái Thanh chiến tử, cùng Độc Cô Tấn cộng sinh thú, thái cổ huyết minh long, hạ phong, đều bị hắn quyết định bí quá hóa liều. Phàm là tại tạo thế chân vạc trong chiến đấu, cường thế nhất tồn tại, nhất định phải gánh chịu bị mặt khác 2 cái vây giết mạo hiểm. Huống chi, rõ ràng có thể nhìn ra được, Độc Cô Tấn 2 đầu thái cổ huyết minh long, đã bị Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, ngược cực kỳ thảm. Tại cái kia hiên viên hồ bên trong, 2 đầu thái cổ huyết minh long lúc này thời điểm, coi như muốn chạy trốn thượng thiên, đều không có biện pháp. Bởi vì, tiên tiên thánh quang đằng mạn cùng màu đen sợi rễ, hoàn toàn quấn quanh ở trên người của bọn nó. Còn có Lam Hoang lấy to lớn long chảo, cuốn lấy bọn họ, cùng bọn họ sát người vật lộn. Càng có Huỳnh Hỏa ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, thỉnh thoảng cho bọn họ nhất kích chí mệnh. Nó mỗi một lần lục đạo sinh tử kiếm quyết sử dụng, kiếm khí kia thành kiếm trận, cơ hồ đều có thể xé rách huyết nhục của bọn nó. Hiên viên hồ, đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Thái cổ huyết minh long thần thông, huyết minh ma nhật, tại đáy hồ lập lòe thiêu đốt, đem vô số hồ nước, bị bỏng vì cho tàn. Rầm rầm rầm, cái kia huyết minh ma nhật nổ tung, rất nhiều đáy hồ kiến trúc, hoàn toàn bị huyết sắc liệt hỏa chìm ngập. Bao quát lục đạo kiếm cung ở bên trong, đều đã sụp đổ. Lam Hoang cùng tiên tiên trên thân, bị máu này minh ma ngày nổ ra rất nhiều lỗ thủng, thậm chí bị thiêu đến cháy đen, đỏ bừng. Nó trên người chúng,
còn có hai đầu thái cổ huyết minh long cắn xé đi ra vết cào, đại bộ phận đều sâu đủ thấy xương. Vô tri tiểu bối, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. A, à, trong đó một đầu thái cổ huyết minh long, chính muốn đắc ý giận mắng, trên đỉnh đầu lại có một cái phượng hoàng lấp lóe mà đến, lục đạo hỏa liên phun ra, ở tại trước mắt nổ tung. Rầm rầm rầm, hỏa quang đem chìm ngập thời điểm, huỳnh hỏa như huyễn ảnh vọt tới trước, thi triển thần hình câu diệt kiếm, một kiếm xuyên thấu đầu lưỡi của nó. Nó càng đem luyện ngục mệnh hỏa, hội tụ tại cánh nhọn. Một đốm lửa luyện ngục mệnh hỏa, tại huỳnh hỏa xông ra về sau, phát ra chấn thiên nổ tung. Ầm ầm, đại bạo phía dưới, cái kia thái cổ huyết minh long kêu thảm một tiếng. Nó một cái miệng bao quát nửa cái đầu rồng, cơ hồ đều bị nổ tan. Gào thảm thanh âm, đều thay đổi hoàn toàn. Mấu chốt là lúc này thời điểm, làm hoàng một đôi đầu rồng cắn nó, tới một cái cùng loại cá sấu tử vong lăn lộn. Đây mới thực là phiên giang đảo hải, trực tiếp đem cái này một đầu thái cổ huyết minh long, lôi vào đáy hồ nước bùn bên trong. Tại cắn xé đồng thời, nó dùng trên người thiên trọng tinh hoàn, điên cuồng rảo sát đối thủ huyết nhục. Lăn đi! Một đầu khác thái cổ huyết minh long cuống cuồng, thi triển đỉnh cấp thần thông cửu trọng phù đồ tháp. Hắn thân thể huyết hỏa dâng trào, một đầu hàng dài, vậy mà hóa thành một tòa huyết hỏa thiêu đốt phù đồ tháp, xé mở vô số hồ nước, hướng về Lam Hoang chân áp mà đến. Thần thông cùng nhục thân song trọng lực lượng, tương đương to lớn. Nó đây là muốn đập vụn Lam Hoang đầu. Ngay tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, tiên tiên thánh quang đằng mạn, cứ thế mà đem cái này cửu trọng phù đồ tháp dây dưa kéo lại. Dù là cái kia dây leo bị đốt nốt thành cho bụi, nó đều muốn cái này thần thông kéo đi qua. Phốc phốc phốc, vô số phệ huyết kiếm vũ, đâm vào cửu trọng phù đồ tháp trên thân, phát sinh huyết bạo. Cùng lúc đó, huỳnh hỏa lại lần nữa xuất hiện. Nó một chiêu, cửu thiên hung hồn kiếm trận, vô số kiếm khí hóa thành cửu thiên hung hồn, lấy cửu cung phương vị, trấn áp tại cửu trọng phù đồ tháp trên thân. Trong lúc nhất thời, máu tươi vẩy ra, kêu thảm vô tận. Cái này một đầu thái cổ huyết minh long, còn không có trợ giúp thành công, thì bị huỳnh hỏa cùng tiên tiên ngăn cản. Thậm chí bị huỳnh hỏa cửu thiên hung hồn kiếm trận, đâm vào đầy người đều là lỗ máu. Muốn là huỳnh hỏa hình thể, có thể có cái kia phương thiên bạch phượng lớn như vậy, đoán chừng đều có thể giết nó. Đương nhiên, hình thể lớn, nếu muốn ở đối trong chiến đấu linh hoạt như thế, cũng rất không có khả năng. Nói tóm lại, cái này hai đầu thái cổ huyết minh long, tại tiên tiên thêm vào về sau, đã bị hoàn toàn áp chế. Bọn họ hận a. Rõ ràng bọn họ đã bị thương đối thủ. Tỷ như Lam Hoang trên thân, vừa mới khắp nơi đều là sâu đủ thấy xương vết thương, đều một tòa quỷ sơn đô kém chút bị bọn họ đánh gãy. Làm sao một hồi không thấy, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Thanh linh tháp mạnh, đã vượt ra khỏi trí tưởng tượng của bọn nó. Lý Thiên Mệnh bọn họ một người bốn thú, dù là cảnh giới kém một chút, nhưng là rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên, đủ để hoàn thành tuyệt cảnh lật bàn. Tiếp tục như vậy, cái này tàn phá bừa bãi, nổ tung hiên viên hồ bên trong. Độc Cô Tấn cộng sinh thú chiến bại, rõ ràng chỉ là vấn đề thời gian. Cái này khiến Độc Cô Tấn tâm lý, càng thêm kiêng kỵ, càng để hơn gấp. Địa ngục âm hồn thú sau khi chết, địa tàng quỷ vương ngược lại mạnh lên. Nhưng là, Độc Cô Tấn cái này hai đầu cộng sinh thú, muốn là chết, dù là chỉ chết một đầu, hắn thành thần đều không hy vọng. Huỳnh hỏa bọn họ đối thái cổ huyết minh long chém giết, để Độc Cô Tấn không cách nào bị loại. Hắn thật nói trắng ra. Vẫn là Lý Thiên Mệnh đủ cường đại. Theo cộng sinh thú chiến đấu nhìn, nếu như Độc Cô Tấn thoát thân, địa tàng quỷ vương một người đối mặt Lý Thiên Mệnh một người bốn thú, tuyệt đối thời gian ngắn hẳn phải chết. Địa tàng vừa chết, Lý Thiên Mệnh lại giết thái cổ tà ma, tiếp đó, còn có ai có thể ngăn cản hắn tru sát chính mình? Giết hắn, giết hắn. Trong lòng của hắn cuồng hống lấy. Địa tàng quỷ vương, đồng dạng đem Lý Thiên Mệnh, trở thành đối tượng phải giết. Khi bọn hắn ý niệm nhất trí thời điểm, hai vị này Viêm Hoàng đại lục mạnh nhất hai cái tồn tại, liên thủ chi uy, đó là tương đương kinh khủng. Bất quá, kỳ thật tính toán ra, Lý Thiên Mệnh cũng không phải là lấy một địch hai. Hắn còn có Miêu Miêu, còn có Khương Phi Linh, ba người bọn họ kề vai chiến đấu. Các ngươi giúp ta, chủ yếu cuốn lấy địa tạng. Đây là Lý Thiên Mệnh phán đoán. Địa tạng quỷ vương quay về lục mục quỷ thần tộc, thần thông cùng chiến quyết đồng thời sử dụng. Bốn cánh tay nắm chặt đao thương kiếm kích bốn loại binh khí. So sánh xuống tới, địa tàng quỷ vương so Độc Cô Tấn cường một chút. Dù sao, Độc Cô Tấn cộng sinh thú,
bây giờ không có ở đây bên cạnh hắn. Đang bị vây công thời điểm, hắn chỉ có thể trước bắt được một cái hơi yếu một chút, đánh cho đến chết. Miu Miu tốc độ hung mãnh, lấy mèo con trạng thái quay chung quanh Lý Thiên Mệnh bên cạnh thân. Cái kia địa tàng quỷ vương vừa lên đến, nó liền trực tiếp điên cuồng thi triển lôi đình thần thông, đem mình làm một cái viễn trình binh khí đến sử dụng. Hỗn độn thiên kiếp, hồn thiên điện ngục, địa ngục truy hồn điện chờ một chút thần thông, hướng về địa tàng quỷ vương oanh tạc. Cùng lúc đó, Khương Phi Linh thời gian chàng bao trùm toàn trường. Trong đó 5 tháng gông xiềng, hoàn toàn bọc tại địa tàng quỷ vương trên thân, làm đến nguyên bản một chút cồng kềnh địa tàng quỷ vương, tốc độ càng chậm một chút. Mặt khác, cái kia thiên giới vi thành mặt tường, đồng dạng chủ yếu lấy hạn chế địa tàng quỷ vương làm chủ. Để hắn mặc kệ hướng phương hướng nào truy đuổi Lý Thiên Mệnh, đều phải không ngừng đánh vỡ mặt tường. Tại cái này mạo hiểm sinh tử tồn vong chi chiến, để cái này huyết nhục khủng bố, thần thông chiến quyết song tu, còn có tứ đại binh khí địa tàng quỷ vương, tới gần Lý Thiên Mệnh, cái kia là phi thường chí mạng. Cho nên, Khương Phi Linh cơ hồ là siêu việt cực hạn, đang thi triển tất cả vốn liếng. Mặc kệ địa tàng quỷ vương, phá vỡ bao nhiêu không gian tường, nàng lập tức cắn răng bổ sung. Ngăn lại hắn. Miu Miu, hắn ở chỗ này. Lý Thiên Mệnh đem sau lưng của mình, yên tâm giao cho bọn hắn. Tại cái này tuyệt mệnh thời khắc, mắt thấy Lâm Tiêu Tiêu còn tại cắn răng liều chết, Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn một chút, liền thấy được nàng toàn thân đều là vết máu, còn quật cường ngăn cản tại thái cổ tà ma trước mặt. Cái kia một cỗ điên cuồng, không chịu thua kình, ngược lại là cùng Lý Thiên Mệnh phá lệ tương tự. Có thể, lại không chịu thua, luôn có ngã xuống thời khắc a. Dưới tình huống như vậy, Lý Thiên Mệnh lại để cho linh hồn kiếp phó, khống chế thái nhất tháp, đưa đến quấy rối địa tàng quỷ vương tác dụng. Mà chính hắn thì nắm một đôi đông hoàng kiếm, gắt gao đuổi theo Độc Cô Tấn. Hắn hoàn toàn không cần phải để ý đến, sau lưng cuồng bạo giết địa tàng quỷ vương, ngược lại đem Độc Cô Tấn đánh cho đến chết. Đương đương đương, Độc Cô Tấn tay cầm sát thần giản, mấy lần giao phong. Hắn về mặt sức mạnh, vẫn so Lý Thiên Mệnh cao phía trên một cái cấp độ. Cái kia sát thần giản 10 phần cương mãnh, cùng đông hoàng kiếm giao phong, mà sát ra chướng mắt sao hỏa. Hắn ánh mắt lãnh khốc, ngoài miệng mang theo nụ cười gằn cho. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Lý Thiên Mệnh coi hắn là làm chỗ để đột phá. Lý Thiên Mệnh càng là cuống cuồng, hắn càng là cao hứng. Đến, để ta xem một chút, ngươi có bản lãnh gì? Ngươi không phải rất được không? Độc Cô Tấn sát thần giản thần uy nổ tung. Đây là thẳng thắn thoải mái binh khí, dũng mãnh cương liệt, một trận đập loạn. Thì cái này a. Hắn chào phúng cười to. Lấy hắn tầng thứ, mấy chục loại chiến quyết hạ bút thành văn, trong đó mạnh nhất là vô thượng sát thần quyết. Cùng lúc đó, hắn mi tâm cái kia một con mắt, hấp thu huyết long phong ma kết giới lực lượng, cũng tương đương khủng bố. Mà lại bạo phát rất nhanh, khó lòng phòng bị. Rầm rầm rầm. Hai người giao chiến, khí thế kinh thiên, dẫn bạo lấy toàn bộ Hiên Viên Hồ. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, người mặc nhân hoàng long giáp, vạn long vần quanh, tóc trắng phấn khởi. Đế vực kiếm hoàng kết giới toàn thân vần quanh, kiếm khí hỗn loạn gào thét, đã là hắn trạng thái mạnh nhất. Bất quá, địa tàng quỷ vương không hổ là đã từng thiên hạ tối cường giả, Độc Cô Tấn cũng không hổ vì Viêm Hoàng Đế Tông đệ nhất tông chủ. Hai người này, đều là càng già càng cay. Hai người bọn họ đồng dạng phối hợp, mà lại, một ánh mắt là đủ rồi. Tại Độc Cô Tấn dây dưa kéo lại Lý Thiên Mệnh thời điểm, sau lưng địa tàng quỷ vương lấy trong tay 4 loại binh khí đao thương kiếm kích, thi triển trọn vẹn 4 loại đỉnh cấp chiến quyết, xé rách thiên giới vi thành. Dù là có 5 tháng gông xiềng trói buộc, hắn đều vào tới Lý Thiên Mệnh sau lưng. Cái kia 4 loại chiến quyết, đối ứng đao thương kiếm kích. Theo thứ tự là, vô thượng quỷ đao thuật, anh hoa mộng chi thương, thái sát thúc hồn kiếm, cửu châu trảm thiên thuật. 4 cánh tay, đồng bộ thi triển. Cái này chủng tộc thiên phú, có thể so với đông hoàng kiếm nhất tâm nhị dụng. Vô thượng quỷ đao thuật, một thanh quỷ đao, nhanh như huyễn ảnh, biến hóa thất thường. Đây là bị 5 tháng gông xiềng, cắt giảm một nửa tốc độ kết quả, vẫn gần thành dạng này. Anh hoa mộng chi thương, thi triển thời điểm, thanh trường thương kia rũ ra thương hoa, như là đầy trời hoa anh đào rơi xuống. Nhất thương, thành tựu một giấc mơ. Thái sát thúc hồn kiếm, thì là âm sát thúc hồn chi kiếm, hung mãnh nhất, cho đến Lý Thiên Mệnh chán. Cuối cùng là cửu châu trảm thiên thuật. Địa tàng quỷ vương vung vẩy chiến kích, từ trên trời giáng xuống, chặt chém mà đến,
một chiêu chặt đứt cửu châu. Làm địa tàng quỷ vương thi triển ra bực này bản lãnh thời điểm, Lý Thiên Mệnh quả thật có chút xem thường hắn. Dù sao, bà Sa quỷ vương chết rất nhanh, khiến người ta nghĩ lầm cái này địa tàng quỷ vương, đồng dạng là một cái sắp chết bao cỏ. Lại không nghĩ rằng, hắn tuy nhiên thọ nguyên sắp tiêu tán, có thể tuyệt đối là lấy nỗ lực tánh mạng làm đại giá phương pháp, tại sao cùng thời gian hồi quang phản chiếu, bày ra đời này của hắn trạng thái mạnh nhất. Một cái chìa khóa, đã tại thái cổ tà ma trên thân. Nó chỉ cần cầm phía dưới một tiểu nha đầu, lại đến một cái chìa khóa, địa tàng quỷ vương thì thắng. Chỉ cần tộc ta trở về, ta địa tàng một người bỏ mình, cái kia lại có làm sao a? 200.000 năm, tộc ta vì lúc trước khinh địch, nhận qua cực khổ, rất nhiều. Lý Thiên Mệnh, ngươi là cùng năm đó Hiên Viên một dạng, đều là nghịch thiên mệnh cách, người như ngươi, nhất định phải chết, nếu không quỷ thần tái nhập đều vô dụng. Đồng dạng sai lầm, ta quỷ thần nhất tộc, sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm. Tại địa tàng quỷ vương bạo phát thời điểm, Độc Cô Tẫn lạnh lùng cười một tiếng. Hắn không ra tuyệt sát, nhưng là hắn lại áp chế mà đến, chấn áp Lý Thiên Mệnh, để hắn không cách nào phân thân chống cự địa tàng quỷ vương. Các loại Lý Thiên Mệnh bị địa tàng quỷ vương giết chết, hắn bốn đầu cộng sinh thú, tất nhiên sẽ phẫn nộ, báo thù. Đến lúc đó, ta cùng ta hai vị huynh đệ, lại cùng bọn họ bốn cái, cùng một chỗ vây giết địa tàng. Địa tàng thiêu đốt chính mình, giết Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần địa tàng chết rồi, Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú, còn có thể đi đối phó thái cổ tà ma, dù sao so với ta, bọn họ càng sợ quỷ hơn thần tái nhập. Như vậy, ta liền sẽ là người được lợi lớn nhất. Trong nháy mắt, trong óc của hắn, lấp lóe qua nhiều như vậy suy nghĩ. Hết thảy, bày mưu tính kế A. 100.000 huyết ma chi nhãn, mở. Tại địa tàng quỷ vương tuyệt sát một khắc, Độc Cô Tẫn giang hai cánh tay. Cái kia mi tâm con mắt màu đỏ ngòm đột nhiên lấp lóe vô tận huyết quang, trong đó 100.000 huyết long lao nhanh xông ra, tựa như là từng cái dây thừng, gắt gao cuốn lấy Lý Thiên Mệnh, để hắn không cách nào động đậy. Cùng lúc đó, địa tàng quỷ vương bốc lên miêu miêu lôi đình thần thông, tại toàn thân bị tạc cháy đen thời điểm, tứ đại chiến quyết từ phía sau thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Người trẻ tuổi, người quá kiêu ngạo, quá yêu làm náo động, cho nên, người cái thứ nhất chết. Địa tàng quỷ vương sáu con mắt, đột nhiên sắp xếp thành một cái vòng tròn, bộc phát ra quỷ dị mà hào quang chói mắt. Thần thông, lục mục luân hồi. Đây là đáng sợ nhất tinh thần chấn nhiếp. Có thể đem đối thủ mệnh hồn, trong nháy mắt khóa vào một cái bế vòng bên trong, bị lục mục luân hồi trưởng khống. Lục mục luân hồi, trúng đích Lý Thiên Mệnh. Địa tàng quỷ vương đao trong tay thương kiếm kích, toàn bộ đánh tới. Lên đường đi, Hiên Viên chuyển thế. Địa tàng quỷ vương nước mắt bão táp. Đây là hắn hoàn thành lịch sử sứ mệnh, trọng yếu nhất một khắc. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại cái này đất đèn hỏa quang trong nháy mắt, một con kia màu đen mèo con hóa thành đế ma hỗn độn. Nó lấy thân thể to lớn, làm nhục thuẫn, ngăn tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Người cũng chết. Lý Thiên Mệnh đã bị 100.000 huyết ma chi nhãn cùng lục mục luân hồi hoàn toàn định trụ. Địa tàng quỷ vương chỉ cần một thanh binh khí, đều có thể giết hắn. Hắn phân ra vô thượng quỷ đao thuật cùng cửu châu trảm thiên thuật, trong đó cửu châu trảm thiên thuật, tại chỗ trảm phá miêu miêu cửu trọng hỗn độn lôi giới. Cái kia vô thượng quỷ đao thuật, bổ vào miêu miêu trên cổ, chặt tới thái bạch ma cốt xương sống. Loảng xoảng một tiếng, cái kia chiến đao tuôn ra một lỗ hồng. Miêu miêu xương sống, đồng dạng bị chặt gãy mất một nửa. Cái này khiến miêu miêu phát ra kêu đau một tiếng, toàn thân đều giật một cái. Đừng nghĩ động đến hắn. Tại thời khắc như vậy, cặp mắt của nó vẫn tuôn ra mãnh liệt màu đen lôi đình, cùng địa ngục truy hồn điện cùng một chỗ nổ tung, đánh vào địa tàng quỷ vương ở ngực, nổ ra rất nhiều máu thịt. Đáng tiếc, địa tàng quỷ vương liều chết tiến công, chính là vì chém giết Lý Thiên Mệnh. Hắn còn có một kiếm nhất thương. Cái kia anh hoa mộng chi thương, thứ nhất quỷ mị khó lường, thái sát thúc hồn kiếm càng là tuyệt mệnh chi kiếm, phối hợp lục mục luân hồi, căn bản không ai cản nổi ở. Ầm ầm. Thái nhất tháp từ trên trời giáng xuống, nện đến địa tàng quỷ vương đầu rơi máu chảy. Miêu miêu đột nhiên quay người, cái đuôi phía trên gai nhọn, theo địa tàng quỷ vương ở ngực xuyên thủng qua. Thế mà, dạng này bị thương, đều không có thể ngăn cản địa tàng quỷ vương bước chân. Hắn đánh nát vô số không gian tường, giết tới Lý Thiên Mệnh sau lưng. Thì trong chớp mắt này, Lý Thiên Mệnh chém đứt 100.000 huyết ma chi nhãn trói buộc, đột nhiên quay người, lấy tay trái hắc ám tí.
trực tiếp cầm cái kia một cây trường thương. Tay phải Đông Hoàng kiếm, thì chặn Thái Sát Thúc Hồn kiếm. Thái Sát Thúc Hồn kiếm lực sát thương, chủ yếu tại hồn linh xuyên thấu phía trên. Lục Mục Luân Hồi Thần Thông, cũng là này chủng loại hình. Cái này hai đại tiến công, hoàn toàn bị thần hồn tháp ngăn trở. Không thể tưởng tượng thần hồn tháp, lại lần nữa cứu được Lý Thiên Mệnh. Ngay cả như vậy, cái kia bị hắc ám cánh tay nắm chặt anh Hoa Mộng Chi Thương, vẫn là lấy bá đạo lực đạo, theo Lý Thiên Mệnh bụng dưới vào đi, trực tiếp để hắn thân thể bị xuyên thủng. Nói thật, một thương này trúng đích thánh cung. Chỉ là, mũi thương trước bị tử phủ tháp ngăn trở, cho nên, lướt qua tử phủ tháp đi qua. Nhất thương xuyên thấu, loại tư vị này có nhiều khó chịu, chỉ có trải qua mới biết được. Nhưng là so sánh Miêu Miêu cơ hồ bị chém nứt xương sống, huyết nhục cùng dạ dày thương tổn, khá tốt một chút. Cái gì? Địa tàng quỷ vương tuyệt sát hai chiêu, một chiêu bị thần hồn tháp ngăn trở, một chiêu bị tử phủ tháp ngăn trở. Sau đó, thanh linh tháp càng là hiện ra vô số sinh mệnh lực lượng, chữa trị trọng thương thân thể. Làm Lý Thiên Mệnh thanh trường thương rút ra, Miêu Miêu theo mặt bên lấy hỗn độn thiên kiếp, bổ vào địa tàng quỷ vương trên người thời điểm. Hắn triển hiện ra hết thảy, đều đang nói rõ. Địa tàng quỷ vương không thể giết chết hắn, thậm chí không hề động dao động đến gốc rễ của hắn. Hắn bị tạc bay ra ngoài, tại chỗ ngây ngẩn cả người. Cái này cũng chưa chết, trực tiếp kháng trụ lục mục luân hồi, không đến đạp thiên chi cảnh, không có thần hồn, làm sao có thể. Đáng tiếc là, những cái kia biết Lý Thiên Mệnh, hồn linh cường đại, người, đều đã chết. Mà lại, hắn thánh cung. Làm sao có thể không đánh tan được? Thánh cung kiên cố, chủ yếu thể hiện tại vững chắc vận mệnh lực lượng, không ở chỗ ngăn cản. Phổ thông một thanh kiếm, đều có thể đem thánh cung đâm xuyên. Địa tàng quỷ vương lâm vào hỗn loạn, trong hoài nghi. Lý Thiên Mệnh trở về từ cõi chết, thì lâm vào là nổ tung giống như phẫn nộ bên trong. Meo, không có sao chứ. Hắn tiếp nhận một lần nữa thu nhỏ Miêu Miêu. Tiểu gia hỏa này trên thân tràn đầy vết máu. Muốn không phải xương cốt đủ cứng, lần này, đầu đều phải cho địa tàng quỷ vương chém đứt. Làm sao lại không có việc gì a? Bản mèo kém chút an nghỉ, muốn là đầu cũng bị mất, người khác làm sao khen ta manh a? Miêu Miêu cả giận nói. Nó lần này tại trước quỷ môn quan đi một chuyến, hoàn toàn là vì giúp Lý Thiên Mệnh ngăn trở công kích. Lần này, toàn bộ nhờ nó cứu mình. Bây giờ tại thanh linh tháp tư nhuận phía dưới, nó gãy xương bắt đầu liên tiếp. Nhưng tốc độ so huyết nhục khôi phục, muốn một chút chậm hơn một chút. Lý Thiên Mệnh bụng bị xuyên thủng thương thế, lúc này thời điểm trên cơ bản đã tốt. Vừa nói xong, Miêu Miêu thì giãy giụa lấy đứng lên, thoát ly bàn tay của hắn. Làm gì? Báo thù, giết chết hắn nha. Ta cũng muốn chặt đầu của hắn, nhìn cái này sáu con mắt khó chịu. Kinh lịch sinh tử, sẽ chỉ làm bọn họ thái cổ hỗn độn cự thú thực chất bên trong hung hãn, vô hạn sinh sôi. Miêu Miêu tuy nhiên lười biếng, nhưng nó không phải thứ hèn nhát. Nó hôm nay dũng cảm, đồng dạng để Lý Thiên Mệnh, tại kế thừa thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch về sau, cũng càng thêm hung hãn. Địa tàng quỷ vương kém chút giết mình, cái kia cũng không cần nói. Trước mắt cái này Độc Cô Tấn, muốn mượn đao giết người. Hắn trong lòng nghĩ hết thảy, Lý Thiên Mệnh như thế nào không hiểu. Dù là địa tàng quỷ vương kém chút thành công. Lý Thiên Mệnh vẫn là một lần nữa để mắt tới Độc Cô Tấn. Chiến đấu kế hoạch không thay đổi. Một lần sai lầm, sẽ chỉ làm bọn họ càng chú ý. Mà lại nói lời nói thật, địa tàng quỷ vương thụ thương. Hắn toàn thân cháy đen, bụng càng là có một đạo lỗ máu, thời khắc đều đang chảy máu. Vì tuyệt sát Lý Thiên Mệnh, hắn bỏ ra rất nhiều đại giới. Bao quát cái kia to lớn đầu, đều cơ hồ bị thái nhất tháp nện rách ra. Nói cách khác. Đến đón lấy địa tàng quỷ vương mang tới uy hiếp, sẽ không vượt qua lần trước. Làm Lý Thiên Mệnh một lần nữa để mắt tới Độc Cô Tấn thời điểm, gia hỏa này còn có điều kinh dị. Ta còn tưởng rằng ngươi nhất định phải chết đâu, mệnh thật sự là lớn. Độc Cô Tấn lãnh đạm nói, nhưng trong lòng đã là sóng to gió lớn. Phục sao, Độc Cô Tấn, ngươi cam chịu số phận đi, ngươi không có bản sự kia độc bá thiên hạ, rõ chưa? Ta, mới là thiên mệnh. Như thế nào thiên mệnh? Thượng thiên khâm định, thiên chi mệnh cách. Độc Cô Tấn sợ nhất, cũng là loại này thúc mệnh luận. Cái này khiến hắn hai mắt tích huyết. Làm hắn lại nhìn thấy, hắn cộng sinh thú, bị huynh hỏa bọn họ áp chế đến thảm hại hơn, tâm tình của hắn càng dữ tợn. Một cái đánh không chết siêu cấp kỳ tài, như thế nào không sợ?
Địa Tàng Quỷ Vương vì giết hắn, bị đánh đến gần chết. Vốn là coi là Lý Thiên mệnh, tối thiểu trọng thương. Kết quả nháy mắt, hắn bị xuyên thấu bụng, đã hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại là Địa Tàng Quỷ Vương nhanh quỳ. Nếu như nói, cái này không gọi đáng sợ, vậy là cái gì đáng sợ? Hiện tại Lý Thiên mệnh, càng bởi vì vừa mới sinh tử một đường, biến đến càng cuồng bạo hơn, phẫn nộ. Tại Miêu Miêu cùng Khương Phi Linh, đồng thời bắt đầu hạn chế Địa Tàng Quỷ Vương tình huống dưới, Lý Thiên mệnh hai mắt tràn đầy tơ máu. Hắn trong lồng ngực, dung nham sôi trào. Làm hắn nhìn đến Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu bọn họ, đều đang liều chết nhất chiến. Thậm chí, bao quát Lâm Tiêu Tiêu, tại lần lượt bị Thái Cổ Tà Ma đập xuống đất, vẫn lúc bò dậy, hắn giận đến cực hạn. Độc Cô Tấn, người đùa bỡn nhân tâm, đung đưa trái phải, vì bản thân tư lợi, không để ý thiên hạ hưng vong, ngươi nói Thủy Tổ là bạo quân, như ngươi như vậy vì tư lợi người, nếu ngươi thành Viêm Hoàng Chúa Tể, ngươi mới có thể là chân chính bạo quân. Hắn tay nắm Đông Hoàng song kiếm, lại lần nữa gọi lên mới vừa rồi bị xuyên thấu Nhân Hoàng Long Giáp. Toàn thân lực lượng lại tăng lên nữa. Nhân Hoàng Long Giáp uy lực, chủ yếu vẫn là chiến lực tăng lên phía trên. Ngươi cho rằng ngươi thiên hạ vô song, trên thực tế, ngươi chỉ là cái này thịnh thế một cái sâu mọt, ngươi ngoại trừ ăn cây táo rào cây sung, ngươi cái gì đều không làm được. Ngươi liền nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền đạo lý, cũng không biết, ngươi chỉ biết là đùa bỡn quyền mưu, chỉ biết là tính kế người khác. Người như ngươi, cũng xứng cùng ta Lý Thiên mệnh, tranh giành làm đế quân. Bước qua sinh tử, lòng dạ thiên hạ. Đi theo thánh nhân bước chân, tại chúng sinh ủng hộ dưới. Lấy thánh minh chi phẩm đức, được thiên hạ chi anh linh, mới có thể làm người bên trong chi hoàng. Đế vương chi tranh, người nào đến thương sinh, người nào mới là vương. Lý Thiên mệnh cùng nhau đi tới, không thể thiếu công đức cùng thương sinh trèo trống. Lực lượng của hắn bên trong, có vô số người cống hiến, nương theo lấy vô số người tâm nguyện. Hai người bọn họ, có căn bản khác biệt. Lý Thiên mệnh khát vọng, là thiên hạ thái bình, sáng tạo vĩnh hằng thịnh thế. Mà Độc Cô Tấn muốn, vĩnh viễn chỉ là độc bá thiên hạ, chúa tể chúng sinh. Dạng này khác nhau, để bọn hắn tại lúc này ý chí va chạm phía dưới, có rõ ràng mạnh yếu khác nhau. Có người không thẹn với lương tâm, chỉ muốn vì thế giới này, cầu một phần an bình. Cho nên, sau lưng của hắn, là ức ức vạn cùng hắn có một dạng khao khát người. Có người thì chỉ muốn xưng vương xưng đế, dù là mạo hiểm trợ giúp quỷ thần dư nghiệt, đều muốn vì đạt được mục đích. Thề không bỏ qua. Hắn lâm thời gây dựng một cái Viêm Hoàng Đế Tông, tất cả mọi người chỉ là vì cá nhân hắn thực lực mà bán mạng. Dưới chân của hắn, vĩnh viễn chỉ là ảo ảnh trong mơ, không có người, sẽ trở thành hắn người ủng hộ. Tại loại này khác nhau dưới, Lý Thiên mệnh như tuyệt thế chi vương, tay cầm Đông Hoàng song kiếm, một đôi đế quân chi nhãn, bộc phát ra kinh khủng đế hoàng ý chí. Cái này ý chí bên trong, ẩn chứa ức vạn người nóng rực chi tâm. Bọn họ hội tụ cùng một chỗ, nhìn lấy lẻ loi một mình Độc Cô Tấn. Độc Cô Tấn có, chỉ có hắn 100.000 long hồn tổ tiên. Vì bản thân quyền thế, phản bội tộc nhân, dẫn thiên hạ đại họa, ngươi cùng ngươi 100.000 tổ tiên, nên thiên chu địa diệt. Cái kia cái gọi là huyết tổ, đi lên con đường này. Độc Cô Tấn tự xưng cùng bọn hắn khác biệt, nhưng lại vẫn vì giết Lý Thiên mệnh, cùng quỷ thần dư nghiệt liên hợp. Hắn tự cho là thông minh, nói cho cùng. Còn không phải giống như đúc. Có lẽ Độc Cô Tấn rất mạnh, không kém gì hiện tại Lý Thiên mệnh. Nhưng là bây giờ ngõ hẹp gặp nhau, tại Địa Tàng Quỷ Vương bị Miêu Miêu cùng Khương Phi Linh ngăn trở tình huống dưới, tại Lý Thiên mệnh vậy đến tự hỗn độn thần đế đế hoàng ý chí chấn áp phía dưới, một câu nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, để Độc Cô Tấn tránh thức ý thức được, hắn tuy nhiên đứng tại đỉnh phong, nhưng là dưới chân của hắn là trống không. Một khi hắn chiến tử, bên ngoài 800.000 đại quân lập tức liền sẽ quỳ gối Lý Thiên mệnh trước người. Nhưng Lý Thiên mệnh muốn là chiến tử, thần tông liên minh, sẽ còn tử chiến đến cùng. Đây chính là khác nhau. Khác nhau, mang đến ý chí dung chuyển. Thiên chi mệnh cách buông xuống, Lý Thiên mệnh dùng số mệnh, đến chấn áp Độc Cô Tấn, càng làm cho hắn ý chí sụp đổ. 20 vạn năm trước, các ngươi huyết tổ đi đến phản bội nhân tộc, bán chủ cầu vinh con đường, bị thiên nộ giống như trừng phạt. 200.000 năm sau hôm nay, người Độc Cô Tấn vì bản thân tư lợi, cùng quỷ thần dư nghiệt đồng minh, đồng dạng đã định trước, bị ta Lý Thiên mệnh nghiền ép vì bột mịn. Thiên hạ chúng sinh, đều chính là hiên viên con cháu, chúng ta trải qua vô số khó khăn, chúng ta bất tử bất khuất,
200.000 năm, truyền thừa vĩnh không đoạn tuyệt. Cho nên, người rõ chưa? Chúng ta Viêm Hoàng huyết mạch, Hiên Viên con cháu, mới thật sự là vĩnh hằng thị tộc. Lý Thiên Mệnh hiểu. Hắn lần nữa cảm nhận được, đến từ chúng sinh thiên ý lực lượng. Có lẽ hắn lần này tuyên thệ, đạt được đến từ cả nhân tộc cộng minh. Cho nên, hắn cường đại trước nay chưa từng có. Đến từ chúng sinh ý niệm lực lượng, hội tụ tại trong thân thể hắn, để hắn cảm thấy nổ tung. Một khắc này, giống như ức vạn chúng sinh linh hồn, đều tràn vào thức hải của mình, để cho mình sáng chói sáng lóng lánh, tại thời khắc này, chính thức hóa thân thành đế quân. Chân chính đế quân, thống ngự thiên hạ, phúc phận thương sinh. Đế quân cùng chúng sinh, đều chính là một thể. Đế quân vì thương sinh biến thành, người người đều là đế quân. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh minh bạch một cái sâu vô cùng chân lý. Chúng ta nhân tộc, so sánh quỷ thần thượng tộc, khẳng định lực lượng hèn mọn, cá thể phía trên, sẽ có rất lớn không đủ. Nhưng là, chúng ta có đã lâu văn hóa truyền thừa, chúng ta có hiền lành, từ mẫn chi tâm. Chúng ta không sợ gian khổ, chúng ta chăm chỉ, chúng ta cứng cỏi. Tại tai nạn tiến đến thời điểm, chúng ta có thể đoàn kết cùng một chỗ, chúng ta có thể vứt bỏ thành kiến, có thể linh hồn cộng minh. Chính thức vĩ đại thị tộc, chính là tất cả chúng ta, cầm giữ có một dạng ý chí. Làm lực lượng của chúng ta, có thể tập hợp một chỗ thời điểm, tà ma ngoại đạo, đầy trời quỷ thần, lại có sợ gì? 20 vạn năm trước, có Hiên Viên Đại Đế, mang nhân tộc nghịch thiên cải mệnh. Ngày hôm nay, cũng có Lý Thiên Mệnh, kế thừa Hỗn Độn Thần Đế truyền thừa, hội tụ thương sinh chi mệnh vào một thân. Ý chí của hắn, đủ để quét sạch thiên hạ, cùng bất luận cái nào nhân tộc, sinh ra linh hồn cộng minh. Đây chính là đế quân, lớn nhất thủ đoạn nghịch thiên. Rầm rầm rầm, Lý Thiên Mệnh trong tay, Đông Hoàng kiếm chấn động. Nhân Hoàng Long giáp ra thân, thiên chi rực lập lòe ở giữa, xông về Độc Cô Tấn. Độc Cô Tấn, ta tiễn ngươi lên đường. Song kiếm đều xuất hiện. Nhân Hoàng Long giáp ra chỉ phía dưới, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa thi triển A-tu-la ma thần kiếm trận. Ầm ầm, ầm vang vang trong tiếng, hai tôn ngàn thước cao cự đại ma thần, ầm vang hiện thân. Mỗi một tòa ma thần, đều là vô số kiếm khí hội tụ. Nhưng, nếu là lục đạo kiếm thần tại thế, hắn nhất định sẽ phát hiện, Lý Thiên Mệnh lục đạo sinh tử kiếm, đã cùng hắn chỗ lĩnh hội hoàn toàn khác biệt. Hắn ma thần, tàn nhẫn túc sát, hung hãn dữ tợn. Thế mà Lý Thiên Mệnh hai đại tu la ma thần, sáng chói sáng lóng lánh, trong lúc vô hình, nhiều kim sắc cùng hắc sắc quang mang. Mỗi bên trong một tia kiếm khí, tựa hồ cũng có người ý chí, ức ức vạn chúng sinh cộng minh, tại lúc này tạo thành hoàn toàn không giống A tu la ma thần kiếm trận. Tuy nhiên không hung sát, nhưng đáng sợ là, so lục đạo kiếm thần còn mạnh hơn. Lần này cộng minh, để Lý Thiên Mệnh tránh thức ý thức được. Hỗn Độn Thần Đế cái này nghịch thiên tồn tại, hắn tầng thứ, tuyệt đối siêu việt Viêm Hoàng đại lục rất nhiều. Hắn mang theo Lý Thiên Mệnh, phong phú một kiếm này. Tại cái này nổ tung giống như trong kiếm ý, Lý Thiên Mệnh quang mang lập lòe, thần uy cuồn cuộn. Hắn đúng như Hiên Viên chuyển thế, lấy Đông Hoàng kiếm chặt chém xuống. Tại Lý Thiên Mệnh cái này liên tiếp biểu diễn phía dưới, Độc Cô Tấn tâm lý, đã sớm bị xé nứt. Hắn vốn là không có gì đế vương ý chí, hiện tại càng là băng rơi mất. Chỉ còn lại có thực lực cùng hung tàn, còn có không phục. Ngươi thật buồn cười, nói những thứ này không giải thích được, thì có thể để ngươi mạnh lên sao? Ánh mắt của hắn tích huyết. Đầu tiên bước đầu tiên, hắn con mắt thứ ba huyết quang nổ tung, hướng về Lý Thiên Mệnh xuyên qua mà đi. Cùng lúc đó, hắn tay cầm sát thần giản. Toàn thân trên dưới, huyết hỏa thiêu đốt. Vô thượng sát thần quyết. Chiêu thứ nhất, vô tấn. Chiêu thứ hai, vô thượng. Chiêu thứ ba, vô thần. Không tấn, một chiêu phía dưới, có chư thiên sụp đổ chi ý chí, cho tàn đều không thừa xuống. Vô thượng, một chiêu giết ra, đến vô thượng chi cảnh, đăng lâm chí tôn, bá đạo vô song. Vô thần một chiêu, kinh khủng nhất. Thiên hạ vô thần, tự nhiên duy ta độc tôn. Nói thật, không cân nhắc ý chí cùng số mệnh quyết đấu, Độc Cô Tấn thực lực cùng cái này vô thượng sát thần quyết, so sánh Lý Thiên Mệnh A-tu-la ma thần kiếm trận, thậm chí càng cường thế một số. Thế mà, Độc Cô Tấn vĩnh viễn sẽ không hiểu. Hắn đối diện thiếu niên này, hắn mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng là đối đế vương chi đạo lĩnh ngộ, siêu việt Độc Cô Tấn một mảng lớn. Đế vương chi tranh, ai có thể xưng hùng, một chiêu rốt cuộc. Cái kia hai đại phát sáng ma thần, ầm vang buông xuống.
vô số kiếm khí hội tụ, từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy Lý Thiên Mệnh trùng sát, đánh tới Độc Cô Tấn. Đương đương đương, Thiên Viên Hồ phía trên, toàn bộ bị huyết sắc, kim sắc, cùng màu đen chìm ngập. Ầm ầm, vô số hồ nước bốc lên, bốc hơi, sụp đổ. Ngươi, Độc Tôn cái rắm. Một tiếng khinh miệt cười lạnh, lại là đánh tan Độc Cô Tấn nội tâm, sắc nhọn nhất gai. Atula ma thần kiếm trận, cường thế nghiền ép. Chẳng những phá 100.000 huyết ma chi nhãn, càng là liên tục nghiền ép Độc Cô Tấn, Không Tấn, Vô Thượng, Vô Thần ba chiêu. Đương đương đương. Sát thần giản như thế cẩn trọng, lại bị Đông Hoàng kiếm chấn động, lắc lư. Sát thần, như thế nào thành xương vương? Đây là Độc Cô Tấn chiến bại căn bản. Phốc phốc phốc. Đông Hoàng kiếm mang theo ngàn vạn kiếm khí, xuyên qua mà đi. Độc Cô Tấn sắc mặt đại biến. Hắn không có thời gian cảm khái. Số mệnh một từ, lại lần nữa như ngọn lửa thiêu đốt não tử. Ta, đã định trước tất thua, chết bởi thiên mệnh. Dạng này thê thảm sự thật, để Độc Cô Tấn lại cái cuối cùng trong nháy mắt, toàn thân run rẩy. Không, này cầu thí thiên mệnh, ta sẽ... Lời còn chưa nói hết, Đông Hoàng kiếm liền mặc tâm mà qua. Phốc phốc phốc, vạn kiếm xuyên qua. Cho nên, người đến sau cùng vẫn không hiểu, lại có lẽ nói, người minh bạch, chỉ là còn không thừa nhận, còn tại lừa gạt mình. Lý Thiên Mệnh theo kiếm khí bên trong hiển lộ bóng người. Tại trước mắt hắn, Độc Cô Tấn trên thân, thủng trăm ngàn lỗ. Hắn trừng lớn ba con mắt, lấy hoảng sợ, phẫn nộ, không cam lòng ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Ngươi, ngươi! Hắn giơ tay lên chỉ Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt bên trong mang theo vô số hối hận, cứ như vậy nện ở Hiên Viên Hồ phía trên. Làm hắn nhuốm máu hai mắt, tiến vào Hiên Viên Hồ về sau, cái cuối cùng có ý thức trong nháy mắt, bất ngờ nhìn đến. Lý Thiên Mệnh cái kia ba cái cộng sinh thú, máu me đầm đìa xuất hiện. Nhưng là, bọn họ lại dẫn theo hai cái to lớn huyết sắc đầu rồng, xông lên cùng Lý Thiên Mệnh tụ hợp. Nói cách khác, tại hắn Độc Cô Tấn chiến thời điểm chết, hắn hai đầu cộng sinh thú, đồng dạng chiến tử. Ta, triệt để không có. Một khắc này, Độc Cô Tấn thật sâu thở ra một hơi. Sau đó, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Vĩnh hằng thị tộc. Trước kia nghe được câu này, hắn sẽ không biết nên khóc hay cười. Đây là yếu đuối nhân tộc, tự mình lời an ủi sao? Hiện tại, hắn không cười được. Thiên Viên Hồ phía trên. Lý Thiên Mệnh quay người, nhìn về phía Lục Mục Quỷ Thần tộc Địa Tàng Quỷ Vương. Địa Tàng Quỷ Vương cái kia sáu con mắt, run rẩy nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Đến phiên ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Cửu Long bàn thần trong kết giới. Các vị, chúng ta đế tử Lý Thiên Mệnh, chém giết Độc Cô Tấn. Hét lớn một tiếng, bao phủ toàn trường, trực tiếp để tất cả chiến đấu, tại chỗ đình chỉ. Tất cả mọi người ngạc nhiên, nhìn về phía chiến trường kia. Đế tông các cường giả, biểu lộ ngốc trệ, bên trong tim run rẩy, liền đi đứng đều đang run rẩy. Rất nhiều người há to mồm, ánh mắt đều tán loạn. Binh khí trong tay, càng là nện xuống đất. Thần tông liên minh các cường giả, đồng dạng là rung động, sau đó cuồng hỉ. Rất nhiều người hoàn toàn buông lỏng, thậm chí đang ôm nhau. Độc Cô Tấn chiến tử, tối thiểu mang ý nghĩa, nhân tộc nội bộ tranh phong, đã chung kết. Hết thảy như Lý Thiên Mệnh dự liệu một dạng. Làm Độc Cô Tấn, Phương Thái Thanh đều chiến tử, mà lại đều là chết tại Lý Thiên Mệnh trong tay thời điểm. Cái này tồn tại 24 ngày Viêm Hoàng Đế Tông, ầm vang tán loạn. 800.000 cường giả, nhiều lắm là còn lại 700.000. Bọn họ mờ mịt đứng thẳng, rất nhiều người không biết làm sao cười khổ, ngồi ngã trên mặt đất. Bọn họ cái kia hoàn toàn thần phục ánh mắt, đã nói rõ, tất cả mọi người từ bỏ. Bao quát Thái Thanh Phương Thị. Bao quát ban đầu Quỷ Tông cường giả. Đế Vương chi tranh, đã có rốt cuộc. Thiên Viên Đạo đã dùng hết chỗ có sức lực, thần sắc kích động, đại tiếng giống giận. Nghe rõ chưa các vị? Viêm Hoàng Đế Tông, đã diệt vong. Từ giờ trở đi, Viêm Hoàng Đại Lục, có mới Đế Vương, cái kia chính là Lý Thiên Mệnh. Đến thời khắc này đến, nhân tộc nội chiến, triệt để dừng lại. Mặc kệ là ban đầu Quỷ Tông, Hải Tông, Thiên Tông, vẫn là hiện tại Thần Tông, Ma Tông cùng cấp minh, toàn bộ tập hợp một chỗ, hướng Hiên Viên Hồ bên kia, nhìn Lý Thiên Mệnh cuối cùng đại chiến Địa Tàng Quỷ Vương. Viêm Hoàng Đế Tông không có, nguyên lai Quỷ Tông, Hải Tông các loại tông môn, càng là không còn sót lại chút gì.
Tại loại này điều kiện tiên quyết, đối mặt đáng sợ như vậy Lý Thiên Mệnh, rất lo xa bên trong, đều đang suy tư chính mình con đường phía trước. Mặc kệ tương lai làm sao chạy, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ không lựa chọn để quỷ thần nhất tộc trở về. Giết địa tàng quỷ vương. Nhanh! Lý Thiên Mệnh nếu có thể giết địa tàng quỷ vương, ta thì mang bọn ta, nhãn Bắc thị, thêm vào thần tông, chống đỡ thần tông nhất thống thiên hạ. Đây là một cái ban đầu cửu cung thần vực thị tộc. Hắn, đạt được rất nhiều tương ứng. Lý Thiên Mệnh tên, vang dội Hiên Viên Hồ. Đại đa số người, liền Hiên Viên Si đều quên. Thế mà, bọn họ cũng không có chú ý tới, cái kia bị Cửu Long bàn thần kết giới cùng Đại Mộng Tâm giới cộng đồng hạn chế Khương Vô Tâm, đồng dạng nghe được cái này chấn thiên hô hoán. Đó là một cái làm cho hắn, hận đến run rẩy tên. Như thế cuồng nhiệt hô hoán, toàn bộ chiến trường đột nhiên ngưng chiến, điều này nói rõ cái gì? Khương Vô Tâm hết thảy đều rõ ràng. Hắn hận nhất người kia, vẫn là tại đi hắn nghịch thiên chi lộ, hắn chinh phục thiên hạ. Lý Thiên Mệnh có bao nhiêu phong cảnh, hắn thì có bao nhiêu táo bạo. Thậm chí, mất đi thần trí, càng tàn bạo, càng điên cuồng hơn. Trên thực tế, Hiên Viên Đạo đã mất đi thánh cung về sau, không thể tự mình tay cầm thiên tinh diệu long thần kích tham chiến, chỉ dựa vào hai đầu cộng sinh thú lực lượng, khởi động kết giới hạch, dẫn đến tổ tiên long hồn lực lượng, không quá ổn định. Nếu như không phải Đại Mộng Tâm giới, tại vô số lần đem Khương Vô Tâm, kéo vào thống khổ huyễn cảnh. Cửu Long bản thần kết giới, đã sớm khốn không được hắn. Lần này thua, thì không còn có hy vọng. Hắn nhớ tới cái kia hai cái cô nương, nhớ tới đã từng khoái hoạt thời gian. Bây giờ hết thảy đều là ảo ảnh trong mơ, tất cả hạnh phúc, đều hóa thân thành đối Lý Thiên Mệnh nguyền rủa. Tại hắn bỏ mạng trùng kích phía dưới, cái kia chín đầu tổ tiên long hồn, bắt đầu hiện ra ảm đạm xu thế. Hiên Viên Đạo không có cách, hắn đã liều đến nhanh tắt thở. Toàn thân không có chút huyết sắc nào, trắng bệch như tờ giấy trương. Đúng vào lúc này, kết giới này bên trong, truyền đến từng đợt chấn thiên tiếng kinh hô âm. Lăn lộn đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, là một đường tới tự địa tàng quỷ vương, địa tàng ma âm. Đó là một loại thần thông. Thanh âm giống như một đạo quang mang, hướng về Khương Vô Tâm cái phương hướng này xuyên thấu mà đến. Vô Tâm, ta nhanh thất bại, ngươi là hết thảy hy vọng. Tiếp đó, ta sẽ dùng mệnh của ta, vây khốn hắn. Ngươi nhất định muốn thoát khốn, đi trợ giúp thái cổ tà ma. Ngươi đừng quên, hôm nay chúng ta nếu bị thua, ngươi cả một đời, cũng đừng nghĩ báo thù, đều chỉ có thể sống ở uất ức cùng trong thống khổ. Khương Vô Tâm. Địa tàng quỷ vương bi thương nộ hống, nghe rất bi tráng. Cái kia thấy chết không sờn tinh thần, làm cho người động dung. Khương Vô Tâm biết, hắn muốn làm cái gì. Đơn giản là cuối cùng mạo hiểm. Thi triển cửu cung quỷ tông xếp hàng thứ nhất cấm thuật, tuyển qua địa ngục kinh, vẻn vẹn chỉ là vì ngăn lại Lý Thiên Mệnh. Có thể thấy được hiện tại Lý Thiên Mệnh, đến cùng mạnh đến trình độ nào. Tuyển qua địa ngục kinh, trực tiếp thiêu đốt địa tàng quỷ vương mệnh, đem tất cả lực lượng phóng xuất ra. Chỉ cần thi triển, chẳng khác nào đã chết. Thất bại, thất bại. Hai chữ này, quả thực như ác mộng. Khương Vô Tâm gầm thét. Hắn triệt để điên rồi, dùng hết tất cả lực lượng phá vây. Mặc kệ cái kia tổ tiên long hồn như thế nào oanh kích, hắn chỉ muốn đào tẩu. Dù là vết thương chồng chất, hắn đều bò lên, bỏ mạng hướng về Nhiên Linh cung phương hướng chạy. Thái cổ tà ma bị ngăn cản. Địa tàng quỷ vương, là muốn để hắn, đi đánh vỡ bên trong kết giới. Ngăn lại hắn. Giết. Lúc này thời điểm, mặc kệ là đế tông vẫn là thần tông, tất cả mọi người cùng một chỗ để mắt tới hắn. Vô số công kích, rơi vào Khương Vô Tâm trên thân. Ai cản ta thì phải chết, ai cản ta thì phải chết. Hắn chán ghét nhất chính mình bản thể. Đó là một loại để hắn nôn mửa xấu xí, mỗi một lần biến ảo, đều bị hắn vốn có thể bài xích. Nhưng là hiện tại, hắn cái gì đều không để ý tới. Phía trước hướng thời điểm, hắn trực tiếp hóa thành đường kính hơn 5.000 mét đại nhục cầu, vung lấy vô số xúc tu, theo trước mắt những người kia trên đầu lăn tới. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều bị hắn dọa đến đánh lăn, né tránh. Phốc phốc phốc, vô số thần thông, nổ ở trên người hắn, nổ lên đầy trời huyết nhục. Nhưng không biết sao, hắn thân thể này thực sự quá lớn. Lại thêm tổ tiên long hồn, bởi vì Hiên Viên Đạo tiếp tục suy yếu, truy đuổi năng lực cũng đang giảm xuống. Dẫn đến Khương Vô Tâm tại bỏ mạng thời khắc, trong lúc nhất thời mượn dùng hắn vô pháp tiếp nhận bản thể, xông ra vây quanh.
hắn đè thêm lùi về đến hình người, va vào Hiên Viên Hồ. Phía sau của hắn, tổ tiên long hồn còn tại truy đuổi. Lý Thải Vi cùng Vân Mộng Huyễn Thiên Hồ cũng đuổi tới. Có thể cái kia Khương Vô Tâm thuần dựa vào lực lượng của thân thể, di chuyển hai chân tại hồ nước lên phi nước đại. Giết, giết, giết. Khương Vô Tâm hốc mắt đỏ bừng. Hắn nhục thân như thế cường hãn, phần lưng đều bị nổ tung, nhưng hắn không chút nào cảm giác. Hắn thời khắc này chạy, giống nhau Lý Thiên Mệnh, đã từng vì truy đuổi Lâm Tiêu Đình, đoạn thời gian đó chạy. Làm cừu hận hình thành hải dương màu đỏ ngòm, hoàn toàn bỏ thêm vào đại não thời khắc, đã không người có thể ngăn cản hắn. Tại ở gần Nhiên Linh Cung thời khắc, hắn nhìn thoáng qua. Hắn thấy được một cái vòng xoáy màu đen, như là địa ngục một dạng, nằm ngang ở Hiên Viên Hồ trên không. Cái kia vòng xoáy màu đen, tạo thành một cái hình cầu, điên cuồng xoay tròn rảo sát, tựa hồ đem Lý Thiên Mệnh cùng hắn bốn đầu cộng sinh thú, toàn bộ khốn nhập trong đó. Rầm rầm rầm, cuồng bạo tiếng vang, chấn động toàn bộ Thái Cực Phong Hồ. Đây chính là tuyển qua địa ngục kinh. Làm cái môn này cấm thuật, thi triển ra thời điểm, chứng minh địa tàng quỷ vương đã chết. Hắn đốt hết sinh mệnh, chỉ vì vây khốn Lý Thiên Mệnh, để Khương Vô Tâm có thể mượn nhờ cơ hội cuối cùng, lại lần nữa nghịch chuyển cục thế. Địa tàng quỷ vương chết rồi, nhưng hắn sáng tạo vòng xoáy địa ngục, còn tại bạo tạc xoay tròn. Dường như cái này Hiên Viên Hồ trên không, nhiều một cái ma nhật. Dạng này ma nhật, không ai dám tới gần. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, Lý Thiên Mệnh rất có thể sẽ chết ở trong đó. Nhưng, Khương Vô Tâm biết, hắn nhất định không chết được. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, thì đón cuồng phong gào thét, trước đây tổ long hồn cùng kẻ đuổi giết oanh tạc bên trong, đi tới bên trong kết giới tiến. Cùng lúc đó, thái cổ tà ma triệt để đem Lâm Tiêu Tiêu áp trên mặt đất, dùng huyết sắc lôi đỉnh oanh tạc nhiều lần. Ngẩng đầu nhìn thấy Khương Vô Tâm, chật vật không chịu nổi thái cổ tà ma cười lạnh một tiếng, nói, cần phải ngươi đến. Tại hắn lúc nói chuyện, Khương Vô Tâm thì tiếp lấy chạy thật lâu lực lượng, như một đạo sao băng một dạng, đâm vào bị thái cổ tà ma đánh cho lung lay sắp đổ bên trong kết giới lên. Ầm ầm, nhất quyền phía dưới, bên trong kết giới tại chỗ nổ tung. Ông, tại chấn động bên trong, Khương Vô Tâm hai tròng mắt lạnh như băng, lập tức thì khóa chặt Âu Dương Kiếm Vương. Hắn giờ phút này không người ngăn cản. Trong lòng của hắn chỉ có một chữ, cái kia chính là, nhanh. Đánh vỡ kết giới, sau một khắc trong nháy mắt, thì xuất hiện tại Âu Dương Kiếm Vương trước mắt. Nhất quyền phá nát thánh cung, xuất ra chìa khóa. Gọn gàng mà linh hoạt. Cùng lúc đó, thái cổ tà ma đem trước kia chiếc chìa khóa đó, cũng ném cho Khương Vô Tâm. Hai cái chìa khóa, phân biệt từ các đời Hiên Viên thị tộc vương cùng Thiên Nguyên đỉnh thủ hộ giả nắm giữ, dung nhập thánh cung, chính là Hiên Viên đại đế an bài. Làm 20 vạn năm trước người, hắn không có cách nào báo trước, hôm nay ai sẽ càng mạnh. Cứ như vậy, hai cái chìa khóa, đều đến Khương Vô Tâm trên tay. Nhanh đi, để quỷ thần tái nhập đi, ha ha, này cẩu thí Viêm Hoàng đại lục, cẩu thí nhân tộc. Thái cổ tà ma cười to. Đang áp chế Lâm Tiêu Tiêu về sau, nó còn chủ động trợ giúp Khương Vô Tâm, ngăn trở tổ tiên long hồn. Lâm Tiêu Tiêu ngã trên mặt đất, bị nó dùng to lớn long chảo, triệt để dẫm tại dưới chân. Muốn không phải lo lắng cho mình, không cẩn thận đem Lâm Tiêu Tiêu giết đi, cho nên xuất thủ có chỗ cố kỵ, Lâm Tiêu Tiêu căn bản ngăn không được nó lâu như vậy. Hết thảy giống như trộm thiên cơ tiết lộ như thế. Thái cổ tà ma cùng Khương Vô Tâm, thành giờ phút này phiền toái nhất địch nhân. Khương Vô Tâm cầm tới hai cái chìa khóa về sau, một chữ đều không nói, khóa chặt Thiên Nguyên đỉnh phương hướng, lại lần nữa cắm đầu phi nước đại. Có thái cổ tà ma vì hắn chia sẻ áp lực, hắn trốn lên thoải mái hơn. Chỉ một cái nháy mắt, Khương Vô Tâm thì biến mất tại trước mắt mọi người. Nơi này ngoại trừ Lý Thiên Mệnh bên ngoài, mạnh nhất chỉ còn lại có Lý Thải Vi. Nhưng nói thật, nàng chỉ có thể dựa vào đại mộng tâm giới đánh trận địa chiến, truy đuổi Khương Vô Tâm, thực làm khó nàng. Địa tàng quỷ vương tuy nhiên chết rồi, nhưng là hắn thành công. Khương Vô Tâm lúc này thời điểm có thể chạy ra đến, tại trong kết giới thoát ly tổ tiên long hồn trưởng khống, chủ yếu vẫn là bởi vì Hiên Viên đạo thánh cung bị phá, trạng thái trọng thương, dẫn đến tổ tiên long hồn tiếp tục suy yếu. Thế mà, tạo thành Khương Vô Tâm giả chết phong thanh ngục, cũng là thúc đẩy vòng này yếu tố mấu chốt. Đây hết thảy đều bị Lý Thiên Mệnh minh bạch. Mỗi người đều có chính mình chấp nhất cùng khát vọng. Địa tàng quỷ vương muốn chết đều muốn vây khốn chính mình, thái cổ tà ma vì quay về đỉnh phong,
Khương Vô Tâm vì báo thù, ý chí của bọn hắn, đồng dạng có thể bộc phát ra khiến người ta run rẩy lực lượng, lại lần nữa để Lý Thiên Mệnh lâm vào trong khốn cảnh. Trên thế giới này, không chỉ là chính mình, vì truy cầu, vì thủ hộ, đang liều tử chiến đấu. Địa tàng quỷ vương đem sau cùng mệnh, toàn bộ hóa thành công kích, uy lực cường đến đáng sợ. May mắn, Lý Thiên Mệnh tại thời khắc mấu chốt, cùng cộng sinh thú cùng một chỗ trốn vào Thái Nhất Tháp, mới trốn khỏi một kiếp. Làm vòng xoáy này địa ngục điên cuồng rảo sát thời điểm, Thái Nhất Tháp bị vây chết ở chỗ này, rất khó đều cho hắn. Lý Thiên Mệnh toàn lực khống chế Thái Nhất Tháp phá vây, nhưng lại chỉ có thể chờ đợi đến vòng xoáy địa ngục lực lượng, tiêu tán tới trình độ nhất định, bọn họ mới từ bên trong lao ra. Các loại hướng lúc đi ra, liền nhìn đến Khương Vô Tâm, cầm tới hai cái chìa khóa đi. Thiên Mệnh, mau đuổi theo. Lý Thải Vi trong lòng đại loạn, vội vàng hô to. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, chấn động thiên chi dực, bay trên trời mà lên. Hắn dùng hết tất cả lực lượng, hướng về Khương Vô Tâm phương hướng đuổi theo. Địa tàng quỷ vương đã chết, đuổi kịp Khương Vô Tâm, giết hắn, hết thảy triệt để kết thúc. Hai cái chìa khóa đều mất đi, chứng minh Âu Dương Kiếm Vương Thánh Cung cũng phá. Thực tế như vậy, liền xem như một trận đại thắng, đều không thể cao hứng, chỉ có thể coi là sống sót sau tai nạn. Chỉ có chính mình, có thể ngăn cản Khương Vô Tâm. Hắn đã không nhìn thấy Khương Vô Tâm vị trí, chỉ có thể tốc độ cao nhất hướng về Thiên Nguyên Đỉnh mà đi. Khương Phi Linh lúc sử dụng ở giữa tràng, cho Lý Thiên Mệnh tốc độ nhanh nhất. Lại là sinh tử vận tốc. Làm Khương Vô Tâm xông ra Cửu Long bàn thần kết giới thời điểm, tổ tiên Long Hồn đã đối nó vô hiệu. Nhiên Linh Cung bên trong, còn lại Thái Cổ Tà Ma, thì còn tại tàn phá bừa bãi. Nó chân đạp Lâm Tiêu Tiêu, càn rỡ cười to, tại nó lôi đình chi uy dưới, Nhiên Linh Cung mảng lớn cung điện, ầm vang sụp đổ. Ở chỗ nào, cái gọi là tôn thần. Nó hất ra tổ tiên Long Hồn, xông vào Nhiên Linh Cung nội bộ, phun một ngụm khí hỗn tạp sấm sét vang dội. Ầm ầm, lầu các sụp đổ. Há, ở chỗ này đây. Thái Cổ Tà Ma phá vỡ một tòa cung đình nóc nhà. Rốt cục nhìn đến, tại một gian trong tẩm cung, có một bộ thần thể tồn tại. Quả nhiên là thần thể, 100.000 năm trọng sinh. Ta sớm muốn nhìn một chút, trên người ngươi có huyền cơ gì. Mặt khác, dùng mệnh của ngươi có thể bức cái kia Lý Thiên Mệnh, quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ a. Nhiên Linh Cung có bên trong kết giới, vốn là chỗ an toàn nhất. Lý Thiên Mệnh xác thực chỉ có thể, đem tiên thiên thần thai để ở chỗ này. Tiên thiên thần thai cũng không phải là thi thể, hắn trên người có sinh cơ tồn tại, thậm chí huyết dịch còn đang chảy, trái tim còn đang nhảy nhót, chỉ là không có hồn linh thôi. Có thể là bởi vì vĩnh sinh thế giới thành quan hệ, Lý Thiên Mệnh đã từng muốn nếm thử. Đem tiên thiên thần thai như, hung thú thi thể, một dạng, bỏ vào tu di giới chỉ, nhưng là thất bại. Đã từng Dạ Lăng Phong có thể linh hồn xuất khiếu, hắn linh hồn xuất khiếu về sau, thân thể thì cùng thi thể giống như, nhưng Lý Thiên Mệnh vừa rời đi Kỳ Lân nhất tộc, đến thì tranh thủ thời gian lấy ra. Tiên thiên thần thai cùng thi thể cũng không cùng, nếu không Lý Thiên Mệnh, tại thì mang theo bên người. Chỉ là, bây giờ Khương Vô Tâm cầm đi hai cái chìa khóa, Lý Thiên Mệnh càng không để ý tới tiên thiên thần thai. Thái Cổ Tà Ma nhìn đến tiên thiên thần thai giây phút đầu tiên, nó liền trực tiếp nhào tới. Phá trong gió. Lý Thiên Mệnh toàn lực vỗ thiên chi dực. Tiếng gió vù vù lướt qua. Đúng vào lúc này, thiên chi dực vậy mà mất đi hiệu lực, phụ linh cảm giác đồng dạng đột nhiên biến mất. Điều này nói rõ, Khương Phi Linh thoát ly thân thể của hắn. Chuyện gì xảy ra, Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Không biết. Có thể là có người đang động tiên thiên thần thai. Khương Phi Linh sắc mặt đại biến. Nàng vừa nói xong câu đó, vậy mà trực tiếp lấy linh thể trạng thái, ngược lại quay trở lại, bay về phía Nhiên Linh Cung. Sự biến hóa này, ngoài Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh đoán trước. Tiên thiên thần thai bị công kích, vậy mà lại cưỡng ép triệu hồi hậu thiên thần thai. Rất rõ ràng, Khương Phi Linh giống như hoàn toàn không có cách nào khống chế thân thể, bị cái kia tiên thiên thần thai trực tiếp, nuốt, trở về. Nhất định là Thái Cổ Tà Ma. Hiện tại tổ tiên Long Hồn uy lực hạ xuống, Hiên Viên Đạo rất khó trèo chống, Lý Thiên Mệnh bây giờ rời đi, cái kia Thái Cổ Tà Ma rất có thể, sẽ ở Hiên Viên Hồ Đại khai sát giới. Khương Phi Linh bây giờ bị nuốt xuống, tương đương với sinh tử của nàng, Lý Thiên Mệnh cũng không thể nắm trong tay. Mấu chốt là,